Y đạo quan đồ, trương nhất châm. Trương 1181, con người sống ở trên đời hai. Trương Dương nói, các người không cho tôi một cách xử lý công bằng, tôi cũng sẽ tra cho ra, tổng giám đốc lương, cô giúp tôi nói với Lưu Hiểu Trung, trước tối mai phải nói cho ra ngô ra khoai với tôi, trước khi chuyện này hoàn toàn giải quyết, khách sạn tuệ nguyên của các cô tốt nhất là ngừng kinh doanh đi. Khang Thành nghe Trương Dương tuyên bố muốn cho khách sạn tuệ nguyên ngừng kinh doanh, ngay lập tức cũng có chút không nhịn được rồi, mặc dù Trương Dương vốn là phó chủ nhiệm hội quản lý khu đô thị mới, đối với người khang thành cũng không phải mỗi người cũng có thể niết của Nguyễn Quả Hồng, nghĩ muốn ước hiếp tôi, không dễ dàng như vậy. Khang thành nói, chủ nhiệm Trương, có gì thì nói, chúng ta lấy ra thành ý nói chuyện với anh, muốn giải quyết chuyện này, nhưng loại thái độ này của anh cơ bản là không muốn giải quyết vấn đề. Trương Dương cười nói, thành ý, tha cho tôi hơi ngốc, cơ bản sẽ không nhìn ra các ngươi của thành ý ở nơi nào. Đừng nghĩ rằng lấy ra mấy vạn tệ đến là có thể đại biểu thành ý, có câu nói như thế nào? Tiền tài không phải vạn năng của người sống một hơi, tôi hiểu của nói cho các ngươi, tôi hôm nay muốn tranh phải chính là một hơi, ai ức hiếp rồi tôi viện viện, ai mẹ nó chính là không để cho tôi trương dương mặt mũi. Khang thành tức đến độ mặt xè xanh mét, hắn lớn tiếng nói, chủ nhiệm Trương, loại thái độ này của anh, chúng ta sẽ không phải nói chuyện. Trương Dương nói, không cần nói, sớm biết rằng thế này, tôi căn bản là sẽ không đến. Lương Tư khuyên nhủ, tất cả mọi người xin bất giận, chúng ta ăn cơm trước, nói chuyện trong hòa bình. Trương Dương cười nói, Tổng Giám Đốc Lương, tốt nhất đừng nói chuyện, nếu nói thêm, tôi sợ không nhịn được muốn đánh người, người như tôi tính tình không tốt, rất nhiều người đều biết điều đó. Khang Thành lạnh lùng nói, không tiến, Kỳ Sơn cũng đứng dậy, trước khi đi, nói với Khang Thành, Tổng Giám Đốc Khang, khoản tiền anh nợ tôi lúc nào trả hết cho tôi hả? Khang Thành đôi mắt tràn ngập oán độc nhìn Kỳ Sơn, mẹ kiếp, loại dậu đổ bìm leo như anh chính là nhân vật khiến người ta hận nhất. Kỳ Sơn mới không sợ gã, lạnh lùng đối mặt với gã tổng giám đốc Khang, kỳ hạn cuối cùng cũng đã qua rồi, xem ra anh dù thế nào cũng phải buộc tôi khởi tố anh. Khang Thành nói, thích làm gì thì làm. Audio điện tử võ tấn bền trương dương cùng kỳ sơn đến đến đại sảnh hai người liếc mắt nhìn nhau rồi cùng nở nụ cười kỳ sơn nói anh dẫn tôi đến ăn dình cơm cơm không ăn được nhưng lại ăn được một bụng tức trương dương nói đi tôi mời anh kỳ sơn nói đi chỗ nào vậy trương dương chỉ chỉ phòng ăn nói nhân tiện ở chỗ này ăn luôn tôi bỏ tiền ăn cơm họ phải chiêu đãi tử tế kỳ sơn vừa nghe vui vẻ gật đầu nói được nhân tiện ăn ở đây luôn Khang Thành và Lương Tư vốn tưởng rằng Trương Dương đã đi, không nghĩ rằng hai người lại chạy đến phòng ăn gọi món ăn cơm, Khang Thành tức đến độ nghiến răng nghiến lợi nói: "Đuổi bọn hắn đi, tôi không làm việc làm ăn với họ." Lương Tư dù sao tuổi lớn hơn, trải nghiệm cũng nhiều hơn một chút, cô ấy hiểu Trương Dương hơn so với Khang Thành, cuống quýt khuyên nhủ: "Tổng giám đốc Khang, thôi đi, họ bỏ tiền ăn cơm, thế là khách của chúng ta, chúng ta không thể đuổi bọn họ đi, nếu làm như vậy thật thì anh lại cho bọn họ một lý do gây sự." Khang Thành tức giận nói, rõ ràng vốn là hai người vô lại, tìm mọi cách gây chuyện. Lương Tư thở dài nói, đã biết họ có chủ tâm muốn gây chuyện thì anh không nên so đo với họ làm gì, Trương Dương kia chuyện gì cũng làm được. Khang Thành nói, có gì đặc biệt hơn người cơ chứ? Lương Tư cắn cắn miệng, chuyện này trở nên càng ngày càng phiền toái rồi. Trương Dương và Kỳ Sơn gọi một vài món thức ăn vừa trò chuyện vừa ăn rất vui vẻ, Kỳ Sơn nói, chủ nhiệm Trương, anh định làm gì bây giờ? Trương Dương nói, cái gì làm gì bây giờ? Kỳ Sơn bỏ cốc rượu xuống nói, mới vừa rồi tôi nghe nói anh muốn cho khách sạn Tuệ Nguyên đóng cửa. Trương Dương gật đầu nói, tôi đúng là nghĩ như vậy nhưng có điều vẫn chưa nghĩ ra cách cụ thể. Kỳ Sơn cười nói, bản thân tôi có một chủ ý. Trương Dương ngả người về phía trước, Kỳ Sơn hạ giọng nói, tôi nghe nói, đường điện nước của khách sạn Tuệ Nguyên này cũng có vấn đề, nước của khách sạn đều là dùng nước ngầm lấy từ giếng khoan, về phần đường điện, hi hi, Lương Tư Chính là em dâu của Cục trưởng Cục Điện Lực Tỉnh, anh hiểu mà. Trương Đại Quan hai mắt sáng ngời, gật đầu với Kỳ Sơn nói, Kỳ Sơn ơi là Kỳ Sơn anh thật là hiểm độc. Tôi đều là nghe nói mà thôi, thật ra tôi và họ không có gì mâu thuẫn với nhau. Trương Dương cười nói, Khang Thành không phải nợ anh bảy tám trăm vạn sao. Kỳ Sơn nói, tôi cũng không phải quan tâm đến điều này người sống quan trọng nhất là không được thiệt, tôi không thể chịu thiệt như vậy. Hai người cũng nở nụ cười, Lúc này Trương Dương nhìn thấy Lương Tư đi về hướng này, Lương Tư đi tới bên cạnh họ, nhẹ nhàng nói, hai vị, không ngại tôi quấy dày các vị chứ. Trương Dương nói, Tổng Giám Đốc Lương lúc nào lại trở nên khách khí như vậy. Lương Tư kéo cái ghế ngồi xuống bên cạnh họ, rồi nhẹ nhàng thở dài nói, chủ nhiệm Trương, việc vừa rồi thật sự là xấu hổ, thật ra Tổng Giám Đốc Khang không có ý đối địch với anh đâu, chúng tôi chỉ là suy tính cho lợi ích khách sạn, chúng ta không hề muốn chuyện này loạn lên, Tôi viện viện là nhân công của chúng tôi, cô ấy bị bỏng, chúng tôi cũng rất đau lòng, nhưng do nguyên tắc đối xử với khách hàng của chúng tôi là, thà chính mình chịu thiệt, cũng phải làm cho khách hài lòng. Trương Dương nói, tôi không biết nguyên tắc của các người, tôi cũng không muốn hiểu. Tổng giám đốc Lương, nếu như cô đến đây là để nói chuyện này, tôi nghĩ muốn mục đích của cô đã đạt được rồi. Hắn không nể mặt Lương Tư, căn nguyên của chuyện này chính là ở anh rể của Lương Tư là Lưu Hiểu Trung, mặc dù Lương Tư tại giả bộ đáng thương. Hơn nữa giả bộ rất ra trò, nhưng Trương đại quan sẽ không bị mê hoặc bởi dáng điệu đó. Lương Tư nói, việc của Tô viện viện chúng tôi đã điều tra xong, buổi tối hôm đó mấy vị lãnh đạo của cục điện lực tỉnh ăn cơm ở chỗ này không phải là giả, nhưng người làm bỏng Tô viện viện chính là một vị tên Trương Khánh Phong, anh ta vô tình, chủ nhiệm Trương, anh cứ nhận định là lưu cục, không phải tôi thiên vị anh rể của tôi, nhưng chuyện này không có chút quan hệ với anh ấy lương tư vội vàng thể hiện mình không có quan hệ gì với anh rể trương dương cười nói các cô đúng là người một nhà người làm em dâu phải bảo vệ anh rể là chuyện bình thường những lời này trương dương làm lương tư cảm giác trên mặt hơi nóng lên cô ấy luôn nghĩ rằng trương dương nói có ý có tứ dường như hắn phát hiện ra quan hệ của cô ấy và anh rể có gì đó bất bình thường có câu có tật giật mình trong lòng lương tư bất giác có chút tức giận nhưng vừa lại không thể thể hiện ra có điều sắc mặt đã không hòa ái như mới vừa rồi cô ta nghiêm mặt nói chủ nhiệm trương, những điều tôi nói đều là sự thật, anh nếu như muốn truy cứu đến cùng, người anh nên tìm cũng phải là Trương Khánh Phong. Trương Dương nói, Tổng Giám Đốc Lương, chúng ta không nói chuyện này nữa, đang tử tế tự dưng lại ảnh hưởng tới nhã hưng uống rượu của mọi người. Lương Tư nghe hiểu ý của Trương Dương, người ta đang hạ lệnh đuổi khách đây, nói chính mình ảnh hưởng tới nhã hưng uống rượu của hắn và Kỳ Sơn. Lương Tư từ trước đến giờ cũng không phải là một người phụ nữ mặt dày, từ sau khi sự việc xảy ra, cô ấy vẫn chủ trương giải quyết hòa bình, cô ấy không muốn trêu chọc Trương Dương, nhưng khi cô ấy ý thức được trận này gió bão đã không thể tránh tránh được, Lương Tư bắt đầu suy nghĩ lại phương pháp ứng phó, cô ấy quyết không phải là một phụ nữ sợ việc, càng huống chi cổ đông lớn nhất của khách sạn Tuệ Nguyên cũng không phải là cô ta, trời sập xuống, còn có người chống. Mặc dù Trương Dương lợi hại, nhưng Khang Thành cũng không phải kẻ đầu đường xó chợ, hậu thuẫn của gã vốn là bộ trưởng tổ chức tỉnh Khổng Nguyên, chính thức đấu với nhau, Trương Dương chưa chắc có thể chiếm được bao nhiêu ưu thế. Điều làm cho Lương Tư cảm thấy làm phức tạp, chính là Trương Dương đem mấu chốt của mâu thuẫn chỉ hướng về phía anh rể Lưu Hiểu Trung của cô ta, buổi tối hôm đó Lưu Hiểu Trung lại có mặt tại hiện trường, chân tô viện viện bị bỏng mặc dù không phải gã trực tiếp gây nên, nhưng cũng có quan hệ nhất định với gã. Trương Dương bày ra điệu bộ tìm lại công bằng, nhưng hắn không phải là nhắm vào khách sạn Tuệ Nguyên, hắn muốn mượn gió bẻ măng, Hắn là muốn nhắm vào lưu hiểu chung để làm khó dễ gã. Mặc dù trong lòng vô cùng phẫn nộ, nhưng Lương Tư vẫn cáo từ hai người rất lịch sự. Kỳ Sơn nhìn Lương Tư đi khỏi, mỉm cười nói, Chủ nhiệm Trương, anh đúng là không biết thương hương tiếc ngọc, người ta là một đại mỹ nữ chủ động cầu hòa với anh, anh lại nhẫn tâm từ chối. Trương Dương cười nói, làm người phải có nguyên tắc, không thể bởi vì nhìn thấy người ta có vài phần sắc đẹp mà quên mất lập trường địch ta. Mỹ nhân kế ai mà không biết dùng, nếu nghe được mấy câu bùi tai đã quên mất lập trường của mình, thì xứng đáng là thành viên đảng Cộng sản sao? Kỳ Sơn giơ ngón cái về phía Trương Dương, chủ nhiệm Trương, tôi bây giờ thật là tâm phục khẩu phục anh rồi, trước kia tôi tưởng rằng lập trường kiên định đấu trí mạnh mẽ đều là thứ tồn tại bên trong bài hát, hôm nay mới phát hiện trong hiện thực cũng có thật. Trương Dương cầm cốc rượu cùng Kỳ Sơn chạm chén, hắn uống cạn chén rượu rồi nói, Kỳ Sơn, Hôm nay hai ta xem như đứng ở cùng một chiến hào rồi, chính là chiến hữu của nhau." Kỳ Sơn cười nói, có thể cùng chủ nhiệm Trương sóng vai chiến đấu là vinh hạnh của tôi. Trương Dương nói, "Nói thật, tôi cũng không nghĩ tới có thể mặt đối mặt uống rượu với anh, giống như bạn cũ vậy." "Gì ấy nhỉ? Tôi hỏi anh một câu, anh nói với tôi một cách chân thật, trước kia giữa chúng ta xảy ra nhiều chuyện như vậy, anh rốt cuộc có hận tôi hay không?" Kỳ Sơn rõ ràng lặng đi một chút, sau đó cười ha ha lên trương dương nói cười cái gì tôi đang hỏi anh thật đó kỳ sơn chậm rãi hạ chén rượu xuống nói chủ nhiệm trương nơi này chỉ có hai người chúng ta tôi cũng sẽ không chơi trò giả tạo trước khi anh tới đông giang tôi đã nghe nói đại danh của anh đầu tiên anh đem xe của em trai tôi đập vỡ sau đó là đánh người sau đó lại khiến cho nó đem việc làm ăn tốt đẹp của thực phủ giang nam chuyển nhượng cho người khác buộc nó rời khỏi đông giang nếu nói tôi không hận anh chỉ sợ anh sẽ không tin tưởng trương dương gật đầu cười tủm tỉm nhìn kỳ sơn kỳ sơn nói nhưng mọi chuyện tôi đã làm rõ rồi mỗi việc đều là kỳ phong chọc giận anh trước nếu như không phải nó chủ động trêu chọc anh anh cũng không ra tay trả thù nó như vậy nếu là người khác tôi nhất định cũng sẽ nghĩ hai anh em tôi cũng được coi là có tiền có thế cho dù kỳ phong ức hiếp người khác nó không có lý cùng lắm thì bồi thường chút tiền là xong việc nhưng nó lại gặp phải anh nói thật ra hai anh em tôi không đủ bản lĩnh gây sự với anh Trương Dương cười nói, tôi là hỏi anh có hận tôi hay không, không có hỏi anh có đủ bản lĩnh để gây sự với tôi hay không. Kỳ Sơn nói, tôi không đủ bản lĩnh gây sự với anh, sao lại hận anh, mấy việc đó mặc dù gây cho tôi tổn thất không nhỏ, nhưng tôi thua tâm phục khẩu phục, vốn là em trai tôi trêu chọc anh trước, chúng tôi yếu lý. Chủ nhiệm Trương, người sống trên đời phải thức thời, anh nói đúng không? Trương Dương nở nụ cười, Kỳ Sơn, anh thật sự là dối trá, đến bây giờ vẫn chưa trả lời vấn đề của tôi. Kỳ Sơn nói, chưa từng hận anh, thật vậy, cho dù chúng ta không thể trở thành bạn bè, nhưng tôi vĩnh viễn sẽ không lựa chọn là kẻ địch của anh. Trương Dương cầm chén rượu nói, với câu này của anh, tôi kính anh. Trương 1182, gây chuyện thị phi một. Trương Đại Quan khi đã nhất tâm muốn làm hại người khác thì luôn có thể nghĩ ra biện pháp, Càng huống chi ngay lúc đó bên người lại có thêm nhà mưu lược là Kỳ Sơn, hai điểm Kỳ Sơn đưa ra đều là nhược điểm chí mạng của khách sạn Tuệ Nguyên, nhưng bối cảnh của khách sạn Tuệ Nguyên bày ra ở đó, cho dù họ trộm nước trộm điện, với bối cảnh của Khang Thành và Lương Tư thì cũng có ai dám đi điều tra. Trương Dương đem suy nghĩ chính mình nói ra, Kỳ Sơn nở nụ cười, Kỳ Sơn nói, người xưa có câu, biết không sợ súng, anh nếu muốn cho cục điện lực thành phố đi điều tra khách sạn Tuệ Nguyên, họ nhất định không có lá gan này. Anh rể của Lương Tư, Lưu Hiểu Trung chính là cục trưởng Cục Biện Lực Tỉnh, hành động tuệ nguyên trộm điện là gã ngầm cho phép. Người làm quan không dám đi điều tra, chưa chắc người làm việc cụ thể phía dưới không dám, nguyên nhân họ không dám làm là bị ức hiếp bởi quyền uy của Lưu Hiểu Trung. Nếu như anh cho họ một khoản đủ để làm siêu lòng họ, vậy thì sự việc đã thay đổi rồi. Trương Dương nói, tôi không thể dùng tiền công, công báo tư thù. Kỳ Sơn nói, tôi có thể, tôi lấy tiền giải quyết chuyện này làm cho người làm việc cụ thể của cục điện lực vạch trần chuyện này trương dương nói làm vậy phải tiêu không ít tiền anh dùng nhiều tiền như vậy có lẽ không phải chỉ đơn giản vì chừng ác dương thiện làm lôi phong sống của thời đại mới chứ kỳ sơn nói chủ nhiệm trương tôi là người làm ăn việc làm ăn gây lỗ tôi cũng sẽ không làm trương đại quan cười rồi chuyện này hắn đã sớm rõ ràng kỳ sơn chủ động nhiệt tình như vậy đứng cùng với mình với lập trường rõ ràng không phải là vì giao tình của hắn và Kỳ Sơn, hắn đã sớm sớm đoán chắc Kỳ Sơn có mục đích khác. Kỳ Sơn nói, Khang Thành thiếu tôi nhiều phí chuyển nhượng như vậy, chẳng khác gì đoạt chiếm thực phủ Giang Nam, tôi muốn lấy lại thực phủ. Trương Dương gật đầu, Kỳ Sơn yêu cầu của cũng không quá phận. Kỳ Sơn lại nói, nếu như có thể, lần này có lẽ có thể khiến cho gã không thể đứng vững ở tuệ nguyên. Trương Dương nheo hai mắt, đã hiểu ý của Kỳ Sơn, ý đồ của tên này rất lớn, chẳng những muốn lấy lại thực phủ giang nam còn muốn cả vốn lẫn lãi đoạt lấy tuệ nguyên hèn chi lần này gã đi theo bỏ tiền bỏ sức hóa ra gã đã sớm nhắm vào khách sạn tuệ nguyên trương dương thở dài nói kỳ sơn ơi kỳ sơn tôi giờ đây mới phát hiện qua lại với người làm ăn các anh phải để ý không cẩn thận sẽ bị các anh bán rẻ kỳ sơn cười nói đối với người khác tôi dám đối với anh tôi không dám trương dương nói cho dù anh bảo người điều tra nước điều tra điện chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy, tuệ nguyên nhiều bảo vệ như vậy cũng không phải ngồi không, sao có thể để anh thực hiện dễ dàng như vậy được. Kỳ Sơn nói, nếu chỉ điều tra nước điều tra điện nhất định không được, phải tạo tin tức, phải thúc đẩy tin tức truyền thông lật dở chuyện này, cố gắng làm ảnh hưởng làm phóng đại. Cái đó Trương Dương cũng nghĩ đến, Trương Dương nói, những điều anh nghĩ cũng không sai, đáng tiếc vẫn thiếu một điều. Kỳ Sơn liền nói, điều gì? Trương Dương nói, còn phải điều tra phòng. Kỳ Sơn khó hiểu nói, điều tra phòng. Trương Đại Quan cười nói, không sai, điều tra phòng không phải mục đích, mà là để Dương Đông kích Tây, nhất cử lưỡng tiện. Kỳ Sơn nói, tuệ nguyên thuộc về phân cục Tây thành Đông Giang, Hoác Vân Trung và Lương Tư quan hệ của không sai, anh muốn cho Hoác Vân Trung ra mặt đến điều tra tuệ nguyên, gần như không thể. Trương Dương nói, Hoác Vân Trung chỉ là một người nhân vật nhỏ, ở hệ thống công an Bình Hải gã không là gì cả, Kỳ Sơn nhìn thấy Trương Dương đầy dáng vẻ tự tin, biết hắn nhất định đã chắc mầm, thấp giọng thỉnh giáo nói, chủ nhiệm Trương, anh nói chuyện này nên làm thế nào? Trương Dương nói, anh chỉ cần giải quyết việc nước điện, về phần tin tức và công an tôi đến phụ trách. Trương Đại Quan vẫn rất có biện pháp của, bên tin tức không có gì khó khăn, phóng viên chỉ cần nghe được có tin tức, lập tức sẽ quay tụ lại đây, về phần công an, Trương Dương đầu tiên nghĩ đến chính là Vinh Bằng Phi, nhưng Vinh Bằng Phi chưa chắc đã đồng ý giúp đỡ hắn làm bừa, cho nên chuyện này phải đi đường công cứu quốc. Trương Dương gọi điện cho Đỗ Thiên Giá. Mặc dù quan hệ của hắn và Đỗ Thiên Giá cùng Vinh Bằng Phi cũng không khác biệt lắm, nhưng địa vị Đỗ Thiên Giá ở trong lòng Vinh Bằng Phi không giống với địa vị của hắn. Vinh Bằng Phi coi Trương Dương là một tiểu tử phiền toái cả ngày không có việc gì tìm làm luôn đi gây chuyện thị phi. Nhưng Đỗ Thiên Giá là một người chăm chú có trách nhiệm. Đỗ Thiên Giá nếu có thỉnh cầu gì. Vinh Bằng Phi nhất định sẽ không do dự, lại càng không suy nghĩ Đỗ Thiên Giã có phải cố ý gây chuyện hay không. Ngay lúc Lương Tư và Khang Thành đang suy nghĩ biện pháp ứng phó với Trương Dương, Tuệ Nguyên mất điện, chuyện này ở trong nước rất thường thấy, gần như tất cả đơn vị, mọi người ai cũng gặp qua, nhưng đối với Tuệ Nguyên mà nói chuyện này rất không tầm thường rồi, Tuệ Nguyên không thể mất điện, cho nên khi Lương Tư nghe được tin tức này phản ứng đầu tiên chính là đường điện bên trong khách sạn xảy ra vấn đề, cô ta liền mời thợ sửa điện đến sửa việc lạ cùng ngày tầng tầng lớp lớp, mất điện chỉ là bắt đầu, xe thợ sửa điện đến không bao lâu, Cục Công an khu Bạch Sa thành phố Đông Giang lại đến kiểm tra tình hình chị An khách sạn, điều này làm cho khách sạn càng thêm không hiểu, cho dù muốn kiểm tra chị An, cũng nên là khu Tây Thành, Cục trưởng Cục Công an khu Bạch Sa loan thắng văn tự mình dẫn đội, gần như họ kiểm tra phòng cháy trong tình trạng không hề có sự báo trước hay dấu hiệu gì trước. Lương Tư một mặt đi cùng ban ngành chức năng tiến hành kiểm tra, một mặt tìm cơ hội lặng lẽ gọi điện thoại cho Khang Thành, cô ta rất nhạy cảm cảm thấy được tình hình không đúng, nhiều ban ngành chức năng như vậy, tất cả đều tụ tập ở khách sạn Tuệ Nguyên, đây không phải sự trùng hợp, liên tưởng đến sự việc Trương Dương trước đó từng nói muốn cho Tuệ Nguyên đóng cửa, lương tư ý thức được chuyện này đang phát triển theo theo chiều hướng bất lợi với họ. Khang Thành nhận được điện thoại khi vẫn ở bên ngoài, gã nghe lương tư nói xong chuyện này, ngay lập tức liền tức giận nói, nhất định là có người đứng sau lương dở trò gần như hắn liền nghĩ tới trương dương đầu tiên tên này quả nhiên không đơn giản có thể điều động nhiều ban ngành chức năng như vậy đến điều tra tuệ nguyên khả năng của hắn không thể khinh thường có điều khang thành không hề sợ hãi công an điều tra khách sạn chẳng qua là muốn điều tra ma túy đánh bạc và mại dâm ba điều này tuệ nguyên không có vấn đề gì về phần phòng cháy chữa cháy hắn rất tự tin về việc phòng cháy chữa cháy của khách sạn gã cũng không tặng quà cho bên nghiệm thu phòng cháy chữa cháy thiết bị liên quan tuyệt đối rất tốt về phần điện lực càng không cần lo lắng, cho tới bây giờ Khang Thành vẫn cho rằng hệ thống điện lực chỉ là đến đây sửa chữa. Lương Tư nói: "Tổng giám đốc Khang, anh tốt nhất tự mình đến một chuyến, tôi sợ hệ thống công an và phòng cháy chữa cháy moi tật xấu." Khang Thành nói: "Không cần lo lắng, phối hợp với họ để kiểm tra, tôi sẽ lập tức hỏi rõ ràng rốt cuộc chuyện gì xảy ra." Sau khi Khang Thành chấm dứt trò chuyện với Lương Tư, rất nhanh liền gọi một cuộc điện thoại cho bộ trưởng Bộ Tổ chức tỉnh Khổng Nguyên khổng nguyên nghe thấy có công an và phòng cháy chữa cháy đi điều tra tuệ nguyên cũng hơi ngẩn ra khi tuệ nguyên mới khai trương y đã đánh tiếng với ban ngành liên quan những ngành đó nên biết hậu thuẫn của tuệ nguyên vốn là y đã biết còn dám đi điều tra giữa thanh thiên bạch nhật trong đó nhất định có chuyện gì khó hiểu khổng nguyên nói tiểu thành con không làm sự việc gì vi phạm luật pháp chứ khang thành nói dượng dượng biết con mà con từ trước đến giờ đều là kinh doanh theo luật pháp chưa từng làm chuyện gì vi phạm luật pháp vậy là tốt rồi vậy là tốt rồi khổng nguyên nói xong lại nói anh có phải hay không đắc tội cái gì người khang thành nói nhất định là trương dương và kỳ sơn liên thủ chỉnh tôi hắn lúc này mới đem trước đó sự việc nói cho rồi khổng nguyên khổng nguyên nghe hắn nói hết không khỏi nhíu nhíu mày đầu thấp giọng nói tiểu thành trương dương vốn là nhân vật khó nhằn vô cùng khó nhằn còn gây sự hắn làm cái gì sự khó nhằn trương dương y đã sớm lĩnh giáo qua mỗi lần nhớ tới năm đó ở tính hải bị một cái bạt tai, nét mặt già nua của khổng nguyên liền nóng dần lên, bực mình vô cùng, điều này đối với y mà nói chính là sự sỉ nhục lớn. Khang Thành nói, Dượng, không phải con gây sự với hắn, con còn không nhận ra hắn, là hắn tự tìm đến, coi mình như cảnh sát quốc tế vậy, xen vào việc của người khác, con cũng muốn xử lý hắn. Khổng Nguyên nói, thôi đi con, con đừng liều lĩnh, nếu như việc này vốn là do Trương Dương gây ra, Vậy thì mục đích của hắn chính là làm con tức giận, chỉ cần anh không có nhược điểm gì bị hắn bắt được, hắn có gây sự đến đâu cũng chỉ là tự mình mất công thôi, con đừng vội, ta sẽ lập tức hỏi xem rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra. Khổng Nguyên buông điện thoại, suy nghĩ một chút, khu Bạch Sa đi chấp hành lệnh vượt qua khu vực quản lý, nghe nói là do thính tỉnh trực tiếp ra lệnh, y trực tiếp tìm thính trưởng thính công an tỉnh Cao Trọng Hòa, điều làm cho Khổng Nguyên không ngờ tới chính là Cao Trọng Hòa hoàn toàn không biết gì cả đối với chuyện này. Sau khi Cao Trọng Hòa biết chuyện này, lập tức gọi Vinh Bằng Phi tới, Vinh Bằng Phi nghe gã hỏi chuyện này, không khỏi nở nụ cười, thính trưởng Cao, chúng tôi nhận được tuyến báo, nói bên trong khách sạn Tuệ Nguyên có thể có người có dấu thuốc phiện, cho nên mới quyết định đột kích kiểm tra. Lý do này vốn là Vinh Bằng Phi bịa ra, có điều lý do rất đầy đủ, gã không thể nói thật, không thể nói rằng Đỗ Thiên Giã muốn làm khó Tuệ Nguyên. Cao Trọng Hòa nói, anh nắm giữ chứng cứ xác thực chưa? Tuệ Nguyên vốn là một khách sạn 5 sao quốc tế, anh phái công an đi điều tra vốn dĩ ảnh hưởng đã rất không tốt, còn điều động cả chi đội phòng cháy chữa cháy nữa. Vinh Bằng Phi nói, sự việc phòng cháy chữa cháy không liên quan gì đến tôi, tôi chỉ là điều tra sự việc tàng chữ thuốc viện hay không thôi. Cao Trọng Hòa nói, Tuệ Nguyên từ sau khi khai trương, danh tiếng của nó ở trong ngành rất tốt, anh bảo người đi điều tra, cũng phải suy nghĩ đến cảm giác của khách sạn người ta, giống chống khua chiêng như vậy, khiến cho khách ở trọ sợ hãi bất an, bên Tuệ Nguyên đã đưa ra kháng nghị rồi. Vinh Bằng Phi nói, thính trưởng cao, bây giờ thuốc phiện án đã rất khó tra, có đầu mối tôi không thể buông tha. Cao Trọng Hòa thở dài nói, không phải không cho các anh điều tra, ý của tôi là mọi việc phải khiêm nhường, phải quan tâm đến cảm giác của đồng chí chung quanh, bối cảnh của Tuệ Nguyên anh cũng không phải không biết. Vinh Bằng Phi nói, anh là nói bộ trưởng không? Cao Trọng Hòa nói: Ông chủ của Tuệ Nguyên Khang Thành là cháu ngoại của ông ấy. Mới vừa rồi ông gọi điện thoại tới tìm tôi. Anh thì hay rồi, phái người điều tra Tuệ Nguyên cũng không sớm lên tiếng nói với tôi, khiến cho tôi khá bị động. Bên bộ trưởng khổng cả ngày cúi đầu không gặp ngẩng đầu thấy. Anh làm cho tôi sau này gặp mặt ông ấy sẽ rất ngại ngần. Vinh Bằng Phi nói: Thính trưởng Cao, vậy tôi bây giờ liền hạ lệnh thu đội. Cao Trọng Hòa nói, điều tra cũng điều tra rồi, anh tưởng rằng thu đội là có thể tiêu trừ tất cả ảnh hưởng chuyện này tạo thành. Vinh Bằng Phi khó hiểu nhìn Cao Trọng Hòa. Cao Trọng Hòa liền nói, nếu đã điều tra, thì phải dứt khoát điều tra cho rõ ràng, nếu như thật sự có người tàng chữ ma túy, chúng ta quyết không thể buông tha. chương 1183, gây chuyện thị phi 2 Loan Thắng Văn dẫn một đám cảnh sát ồ ạt đến tuệ nguyên điều tra phòng, khiến cho khách ở trọ phàn nàn không ngớt, sau khi kiểm tra một lượt nhưng không phát hiện có điều gì bất thường, đúng lúc Loan Thắng Văn chuẩn bị thu đội ra về, gã đột nhiên nhận được một cuộc điện thoại báo cảnh sát. Người báo cảnh sát chính là công nhân đến đây kiểm tra sửa chữa đường điện, họ phát hiện đường điện của Tuệ Nguyên có vấn đề, ở khách sạn này tồn tại hành vi trộm điện sửa đồng hồ nghiêm trọng. Khi Loan Thắng Văn đi tới hiện trường thật là có chút dở khóc dở cười rồi, gã nói với mấy người công nhân, các anh phát hiện ra vấn đề nên báo cáo với hệ thống điện lực thì hơn chứ chúng tôi vốn chỉ là cục công an không phải cục điện lực chúng tôi không phụ trách quản lý chuyện của hệ thống điện lực lúc này một cô gái nói loan cục xin hỏi cắt trộm dây điện có thuộc về hành vi phạm tội hay không loan thắng văn lặng đi một chút xoay người lại nhìn đã thấy một cô gái trẻ tuổi bước về phía gã gá. cô gái đó đi tới trước mặt gã bên người còn đi theo mấy người phóng viên quay lấy hiện trường bấm máy ảnh tách tách cô gái trẻ tự giới thiệu loan cục tôi là phóng viên của đông nam nhật báo vô ý trộm điện và cắt trộm dây điện về một phương diện nào đó vốn là giống nhau, nếu làm với số lượng lớn đều là phạm pháp, chẳng lẽ những việc đó đều không thuộc về phạm vi các anh quản lý sao? Loan Thắng Văn vô cùng thông minh, gã mỉm cười nói, "Đồng chí phóng viên, tính chất sự việc cụ thể còn phải để chúng tôi điều tra cụ thể theo tình hình mới xác định được, chúng tôi không phụ trách quản lý sự việc của hệ thống điện lực, không phải có nghĩa là chúng tôi không thèm để ý đến những hành vi phạm pháp." nếu cần thiết, chúng tôi sẽ phối hợp với công tác của ngành điện lực để điều tra được rõ ràng. Ai cũng không ngờ tới sao lại đột nhiên có nhiều phóng viên xông vào như vậy, hơn nữa không biết là ai làm lộ tin tức cho bên truyền thông, radio, đài truyền hình, tòa soạn báo, tạp chí, giới truyền thông có ảnh hưởng của Bình Hải gần như tất cả đều xuất hiện ở bên trong khách sạn Tuệ Nguyên. Nếu như là lúc bình thường, khách sạn Tuệ Nguyên có thể phái bảo vệ tiến hành can thiệp, từ chối những cuộc phỏng vấn của phóng viên, nhưng sự tham gia của công an làm cho chuyện này phát triển theo chiều hướng mất khống chế. Sắc mặt lương tư thay đổi, cô ấy có thể kết luận sau lưng chuyện này chính là một âm mưu, một âm mưu nhằm vào tuệ nguyên, việc hệ thống công an xông vào điều tra phòng là giả, họ cơ bản đến là để vì bảo vệ đám phóng viên kia. Có người của cục công an ở đây, tất cả bảo vệ của khách sạn tuệ nguyên không dám manh động, nhân công của cục điện lực đến đây kiểm tra sửa chữa đường điện, đều thuộc về cục điện lực thành phố Đông Giang, là bọn họ đem sự việc trộm điện sửa điện đồng hồ của khách sạn vệ nguyên nói ra ngoài, đối với lương tư mà nói, chuyện này không thể xảy ra, anh rể cô ấy, Lưu Hiểu Trung vốn là cục trưởng cục điện lực tỉnh, những năm gần đây, nơi cô ấy kinh doanh, bất luận là quán bar, câu lạc bộ đêm hay khách sạn, ở mặt dùng điện căn bản không tồn tại bất cứ vấn đề gì, ai dám điều tra cô ấy cơ chứ? Những người bạn thông qua cô ấy để giải quyết vấn đề điện cũng vô cùng nhiều bây giờ mấy người bình thường của cục điện lực dám lật dở chuyện của cô ấy, những người này không muốn làm ăn nữa rồi sao? Khang Thành chậm chạp mãi không tới, tất cả phóng viên đều chỉ hướng về phía Lương Tư, có người cầm microphone phỏng vấn Lương Tư, Lương Tiểu Thư, xin hỏi Tuệ Nguyên là từ lúc nào sửa điện đồng hồ? Trước khi tình hình được làm cho rõ ràng, tôi không thể trả lời. Có phóng viên hỏi, Lương Tiểu Thư, nguồn tài nguyên rất ít, gần đây Cục Điện Lực Tỉnh Nghiêm đánh hành vi trộm điện trong phạm vi toàn tỉnh, tại sao Tuệ Nguyên phải gây ra chuyện này? Lương Tiểu Thư, theo chúng tôi biết Cục trưởng Cục Điện lực tỉnh Lưu Hiểu Trung là anh rể của cô, xin hỏi trộm điện hành vi của Tuệ Nguyên, ông biết không? Lương Tư bị một loạt vấn đề hỏi dồn, làm cho cô ta không thở nổi, sắc mặt trở nên tái nhiệt cô ta khoát tay nói, các anh đừng hỏi tôi, tôi không biết gì cả, tôi không biết gì cả. Nói vậy, cô ấy liền khóc lên, đẩy phóng viên ra, xông ra ngoài khỏi vòng vây của phóng viên, Tính cách lương tư đương nhiên không mềm yếu như vậy, cô ta khóc đi ra vào lúc này, quyết không phải bởi vì tình cảm của cô ta mất đi khống chế, mà là cô ấy phát hiện ra chỉ có dùng phương pháp này mới có thể giải vây, phụ nữ vốn là phái yếu trời sinh, dù là rơi lệ trước mặt mọi người cũng là điều đương nhiên. Lương tư đem cục diện dối rắm trước mắt ném cho Tông Văn Tuấn, cô ấy trốn về phòng tổng giám đốc, sai cho bảo vệ đứng canh ở cửa, điều làm cho lương tư phẫn nộ chính là Khang Thành, Khang Thành đã đến khách sạn Tuệ Nguyên từ lâu, Gã nhất định thấy được tình hình rối ren bên ngoài, nhưng tên này cũng không ra mặt, bây giờ trốn ở phòng làm việc, đang đứng ở cửa sổ, vẻ mặt buồn bực nhìn sự việc bên ngoài. Nghe được tiếng bước chân mất đi tiết tấu của Lương Tư, Khang Thành lúc này mới quay đầu, gã thấy được trên mặt Lương Tư sự nhục nhã và phẫn nộ, Lương Tư đã lau khô nước mắt, nhưng vành mắt vẫn có chút đỏ, cô ta nhìn Khang Thành, ngược phập phồng kịch liệt, Lương Tư từ trước đến giờ luôn tỉnh táo chấn định, lúc này cũng trở nên kích động làm cho cô ấy tức giận không chỉ có tất cả những việc xảy ra bên ngoài, còn có Khang Thành mới vừa rồi cô ấy bị đám phóng viên bao vây, Khang Thành nhất định thấy rõ ràng. Nhưng gã nhưng lại rụt cổ ở chỗ này không dám ra mặt, tên khốn này không dám đảm đương việc gì hết. Lương Tư cố nén sự phẫn nộ, anh thấy rồi đúng không? Khang Thành gật đầu, gã thấp giọng nói, xem ra chuyện này vốn là nhầm về phía cô. Lương Tư nghe hắn nói như vậy, thiếu chút nữa tức nổ phổi. Tức giận nói: "Tổng giám đốc Khang, anh có ý gì?" Khang Thành nói: "Họ sao lại biết rõ nội tình như vậy, sự việc sửa đồng hồ điện sao họ biết?" Lương Tư nói: "Anh hỏi tôi, tôi còn muốn hỏi anh đây." Khang Thành đã nhận ra Lương Tư sự phẫn nộ của, hắn cười nói: "Chị Lương, chị bớt giận, chị bình tĩnh lại nghĩ xem, chuyện này có thể không chỉ hướng về phía khách sạn Vệ Nguyên chúng ta, họ là muốn mượn sự việc trộm điện để gây chuyện, công an, phóng viên đều là đến vì chuyện này." Mục đích chính là tạo ảnh hưởng, nếu như chuyện này bị báo cáo ra ngoài, nhất định có người sẽ liên tưởng đến lưu cục. Lương Tư nói: "Tổng giám đốc Khang, anh tưởng rằng họ gây ra chuyện này của mục đích chính là nhắm vào lưu cục sao? Anh tưởng rằng danh dự của Tuệ Nguyên sẽ không chịu ảnh hưởng. Anh tưởng rằng mình có thể hoàn toàn rũ bỏ trách nhiệm." Lương Tư đã hiểu, Khang thành thấy sự việc không ổn, đã suy nghĩ rũ bỏ trách nhiệm của mình, Lương Tư nói rõ ràng với hắn tất cả mọi người đều là cần ve cùng xuyên ở một sợi dây, vào lúc này, anh muốn chạy trốn, không có cửa đâu. Khang Thành nói, chị Lương, chị hiểu lầm rồi, tôi là nói về sự việc, chị xem có nên bảo lưu cục ra mặt áp chế chuyện này hay không. Lương Tư cắn cắn miệng, Khang Thành này không biết là giả bộ hồ đồ hay thật hồ đồ, đã biết đối phương nhắm vào Lưu Hiểu Trung, lại vẫn đề nghị bảo Lưu Hiểu Trung ra mặt, vào lúc này, Lưu Hiểu Trung trốn cũng không kịp, lại làm sao có thể biểu hiện quan tâm đến chuyện này được lương tư nói tổng giám đốc khang đối với ngành dịch vụ mà nói danh dự là vô cùng quan trọng tôi có thể không hề khoa trương mà nói rằng danh dự thậm chí liên quan đến sự sinh tử tồn vong của tuệ nguyên điều chúng ta phải làm bây giờ không phải tìm ra ai đang dở trò mà là phải nhanh chóng nghĩ biện pháp áp chế chuyện này xóa bỏ ảnh hưởng của nó khang thành nói tôi đang nghĩ biện pháp đây lương tư nói tổng giám đốc khang thật ra chỉ cần bộ trưởng khổng đứng ra nói làm bình ổn chuyện này sẽ trở nên rất đơn giản. Khang Thành nói, tôi đã liên lạc với ông ấy rồi. Lúc này Tông Văn Tuấn vẻ mặt mừng rỡ trở về báo cáo với họ, người của Cục Công an đã đi, các phóng viên cũng đi không ít, mấy người phóng viên còn lại đã được họ mời tới quán trà uống trà. Khang Thành lại gọi điện thoại cho Dượng trước mặt Lương Tư, chủ yếu là muốn khổng nguyên ra mặt tìm bộ tuyên truyền, để bảo cho đám tin tức truyền thông không nên nói bừa, trong điện thoại khổng nguyên lại mắng gã một trận. Lương Tư nhìn thấy thái độ xử lý sự việc bây giờ của Khang Thành trở nên tích cực chủ động rồi, biết rằng lời nói mới rồi của mình đã có tác dụng. Khang Thành nhận thức được bây giờ quyết không phải là lúc rũ bỏ trách nhiệm, nếu như sự việc của Tuệ Nguyên xử lý không tốt, điều tổn hại là ích lợi chung của họ. Khang Thành buông điện thoại, nói với Lương Tư, vấn đề nên không lớn, về phía phóng viên, dượng tôi đã đồng ý giúp, có điều sự việc của hệ thống điện lực vẫn phải trị ra mặt. Lương Tư gật đầu. Khang Thành nói, chị Lương, chị nói xem chuyện này rốt cuộc là ai làm. Lương Tư không nói gì. Khang Thành nói, có phải hai cái tên khốn nạn Trương Dương và Kỳ Sơn đó không? Lương Tư nói, bây giờ không có bất cứ chứng cứ gì cho thấy chính là bọn họ làm, có điều Trương Dương tuyên bố muốn cho Tuệ Nguyên ngừng kinh doanh, tôi thấy anh ta có lẽ là hiểm nghi lớn nhất. Khang Thành nghiến răng nghiến lợi nói, nếu như để tôi điều tra xảy ra chuyện là do hắn làm, tôi quyết không tha cho hắn. Lương Tư thầm nghĩ anh chỉ nói ba hoa bốc phét mà thôi, chuyện này 89 phần 10 chính là do Trương Dương làm, sau lưng anh có Khổng Nguyên, nhưng sau lưng Trương Dương còn mạnh hơn so với anh, Lương Tư thấy vậy rất rõ ràng, trong chuyện này thứ đem ra để so đấu chính là bối cảnh, gây chuyện đến cuối cùng, không biết chừng trở thành đấu tranh giữa Khổng Nguyên và Tống Hoài Minh. Những việc này không liên quan đến Lương Tư, điều làm cho cô ấy thực sự đau đầu chính là, theo như lời Khang Thành, Trương Dương lần này muốn nhắm vào anh rể của cô ấy Lưu Hiểu Chung. Sự việc hôm nay chính là gây chuyện về vấn đề điện lực, chuyện này có thể lớn cũng có thể nhỏ, nếu như có thể khống chế được tin tức truyền thông, cùng lắm thì cũng chỉ cần tìm người chịu tội, lưu hiểu chung nhiều nhất cũng chỉ là chịu tổn thất danh dự, nhưng nếu như sự việc bị phóng đại một cách vô hạn, chỉ sợ sẽ phiền vối. Lương Tư lòng đầy tâm sự rời khỏi phòng làm việc của Khang Thành, không đợi cô ấy trở lại phòng làm việc của chính mình, liền nhìn thấy Tông Văn Tuấn vội vàng chạy lại. Gã phẫn nộ nói tổng giám đốc Lương, Trương Dương và Kỳ Sơn lại tới ăn cơm rồi. Lương Tư nghe được tin này, đôi mì thanh tú ngay lập tức nhíu lên, hai người này thật đúng là huynh hoang, vào lúc này lại còn dám đường hoàng đến tuệ nguyên ăn cơm, rõ ràng là cố ý khiêu chiến tâm lý cực hạn của họ. Tông Văn Tuấn tức giận nói, thế này không phải ức hiếp người sao? Lương Tư nói, họ ức hiếp anh như thế nào rồi? Tông Văn Tuấn nói, ai mà không nhận ra chứ? Ngày hôm qua đánh người, hôm nay lại vừa chuẩn bị dẫn một đám người lại đây gây phiền toái tất cả đều là do họ làm lương tư nói hôm nay họ đánh người rồi sao tông văn tuấn lắc đầu người ta đến ăn cơm bỏ tiền ra chúng ta phải chăm sóc cho tốt nếu như phục vụ của chúng ta không thể làm cho khách hài lòng thì họ có quyền trách cứ chúng ta tông văn tuấn vẻ mặt đau khổ nói tổng giám đốc lương theo tôi thấy họ không phải ăn cơm họ rõ ràng là đến đây để gây chuyện thế thì đã làm sao cơ chứ? Lương Tư nhìn thẳng vào Tông Văn Tuấn nói, làm tốt bổn phận của chính anh đi, những chuyện khác anh không cần suy nghĩ nhiều. chương 1184, khéo léo dẫn dắt một. Hôm nay không chỉ có Trương Dương và Kỳ Sơn ăn cơm, ngoài hai người bọn họ ra còn có ký giả thực tập của Nhật Báo Đông Giang vô ý. Trương Dương ở trước cửa nhà ăn gặp được Vũ Ý, cho nên mời cô ấy cùng ăn, dù sao cũng đã đến lúc ăn cơm rồi, Vũ Ý cũng không hề khách sáo, lại rủ luôn cả ký giả hình ảnh đi cùng. Khi Kỳ Sơn gọi thức ăn lên, vô ý cười với Trương Dương, chủ nhiệm Trương, tôi còn không kịp mời anh ăn cơm, lần này lại được anh mời trước rồi. Trương Dương cười nói, tôi vẫn còn chưa hoàn thành được chỉ tiêu chiêu thương 7 tỷ, trước mắt cô vẫn chưa thua. Vũ Ý nói, cảm ơn tin tức mà anh cho tôi biết. Tin tức mà cô ấy chỉ chính là tin của khách sạn Tuệ Nguyên. Trương Dương cười nói, không phải khách sáo, tôi thấy cô là một người làm việc rất chăm chỉ vì thế nên khi vừa có tin tức liền lập tức nghĩ đến cô vũ ý cười cười trương dương nói tình hình phỏng vấn thế nào rồi vũ ý nói những người chịu trách nhiệm chủ yếu của khách sạn đều đã trốn đi hết rồi chỉ còn lại một người có cái chức danh là giám đốc tông văn tuấn hắn ta không nói một chút gì từ đầu đến cuối chỉ ở đó chơi thái cực quyền trương dương cười nói luyện thái cực quyền cũng không phải là dễ kỳ sơn gật đầu tỏ ý tán đồng hắn nhìn thấy phục vụ cầm chai rượu lên, bất giác nhân mày nói, không phải, tôi bảo anh mang đến cho tôi loại rượu mau đài 30 năm, không phải là loại bình thường này. Nhân viên phục vụ ngẩn ra. Kỳ Sơn nói, sao lại ngẩn ra thế? Ông chủ của các cậu nợ tôi hơn 7 vạn, tôi uống thế nào cũng không thể hết được số tiền đó, mau đi lấy lại đây. Trương Dương và Vũ Ý đều cười cả lên. Kỳ Sơn thở dài nói, tên Khang Thành này thật không ra gì, cho rằng trốn đi là xong sao sự việc đã xảy ra thì phải dũng cảm đối mặt, gieo nhân nào gặt quả ấy, mấy cái việc trộm nước trộm điện như thế mà hắn cũng dám làm, làm ăn mà làm đến bước này cũng thật quá hạ tiện rồi. Vũ ý cũng kính bọn họ hai chén rượu nhỏ, đương nhiên bữa cơm này có rất nhiều thu hoạch, Trương Dương và Kỳ Sơn người qua người lại đã cung cấp cho cô ấy rất nhiều đầu mối, ví dụ như Lương Tư là em vợ của Lưu Hiểu Trung Cục trưởng Cục Điện lực tỉnh hoặc ví như dượng của cổ đông lớn nhất khách sạn Đông Khang Thành chính là Khổng Nguyên trưởng phòng tổ chức tỉnh, những tin tức này tuy không có liên quan trực tiếp đến chuyện hôm nay nhưng một khi bị lộ ra ảnh hưởng xã hội mà nó gây ra chắc chắn là rất lớn sau khi vô ý và ký giả ảnh về kỳ sơn rất có hứng thú nhìn theo bóng của cô ấy nói cô gái này đúng thật không tồi trương đại quan nhân cười nói kỳ tổng lại động lòng xuân rồi kỳ sơn cười khổ nói ý tôi là nói lòng giả cô ấy không tồi thẳng thắn chứ không có ý gì khác Trương Dương uống rồi nói, anh nói xem Khang Thành có đến hay không. Trương Dương nói, Khang Thành sẽ không đến, có điều lương tư nhất định sẽ đến. Trương Dương nói, sao lại nói như vậy? Kỳ Sơn cười híp mắt nhìn về phía sau lưng Trương Dương, vị y đã nhìn thấy lương tư bước tới. Qua một thời gian điều chỉnh, tinh thần tình cảm của lương tư đã hoàn toàn ổn định lại, tuy trong lòng cô ta đã nhận định ra được đây là hai tên phá hoại, nhưng lương tư không hề lộ ra bất cứ một chút tức giận nào ở xã hội nào cũng đều sẽ như vậy, kẻ mạnh là vua, mọi người so sánh thực lực với nhau, liều với nhau bằng trí tuệ, đặc biệt là việc hôm nay, cô ta không hề có chứng cứ xác thực có thể chứng minh chính là Trương Dương và Kỳ Sơn làm, cho nên không thể nào vạch mặt được họ. Lương Tư đến chỗ bọn họ, cười tươi như hoa, hai vị đã đến rồi à? Trương Dương nói, đồ ăn ở Tuệ Nguyên quá là ngon, tôi bị nghiện rồi, chắc không phải là chỗ này của các vị bỏ thuốc phiện chứ, Lương Tư cười khanh khách nói, chủ nhiệm Trương, lời này không được nói bừa đâu, khách sạn tuệ nguyên chúng tôi vô cùng tuân thủ pháp luật, biển hiệu khách sạn năm sao đâu phải có thể tùy tiện được treo lên chứ. Trương Dương cười nói, tấm biển này có ý nghĩa như thế nào trong lòng tôi hiểu rất rõ, trước đây khi cục du lịch Giang Thành tôi đã từng làm qua, chỉ quân có quan hệ thì đừng nói năm sao chứ cho dù bảy sao tôi cũng có thể treo được lên. Lương Tư nghe ra được ẩn ý trong lời của hắn, nhưng lại coi như không nghe thấy, cười nhạt kỳ sơn cố ý nói hôm nay xảy ra chuyện gì nào là xe cảnh sát nào là ký giả tuệ nguyên của các vị xảy ra chuyện gì sao lương tư nói đường điện xảy ra chút chuyện đang được sửa chữa kỳ sơn nói không phải chứ chỉ dựa vào quan hệ của lương tổng thì sao đường điện lại có thể xảy ra vấn đề được lương tư nói trong những năm này không có chuyện gì có thể đảm bảo được mọi người nói có đúng không kỳ sơn cười nói đúng thế đúng thế vậy khang tổng đâu Tôi gọi điện thoại mà anh ấy cũng không nhấc, tìm anh ấy cũng không tìm ra được, tiền nợ của tôi bao giờ mới trả đây. Lương Tư trong lòng thầm chửi, Kỳ Sơn ơi Kỳ Sơn, ngươi là tên chó ỉ thế người, bây giờ lại cùng với Trương Dương hợp sức ức hiếp chúng tôi, thật cho rằng tôi dễ ức hiếp vậy sao? Lương Tư nói, Kỳ Tổng, việc này tôi cũng không rõ, Khang Tổng con người này hành sự thần long cũng không nhìn thấy đuôi, có điều với sự hiểu biết của tôi về con người anh ấy thì chắc không phải là người quyệt nợ, thực lực của khương tổng anh không phải là không biết một chút tiền đó của anh anh ấy chắc sẽ không nợ đâu lương tư trả lời rất mềm mỏng kỳ sơn nói khang tổng của các cô thật là giận nhiều không ngứa nợ nhiều không lo theo như tôi biết anh ấy bên ngoài nợ cũng không ít đừng nói là tôi ngay cả thiền của người bán giao anh ấy cũng nợ lương tổng tình hình kinh doanh của tuệ nguyên các cô có phải là không ổn lắm không lương tư nhìn xung quanh nói buôn bán như thế nào anh nhìn cũng có thể biết luôn rất tốt trương dương giọng đều đều nói nhân lúc hưng thịnh thì mau bán đi còn có thể bán được giá tốt kỳ sơn cố ý nói tuệ nguyên muốn nhượng lại sao bao nhiêu tiền tôi rất có hứng thú lương tư bị bọn họ chọc tức muốn phát điên nhưng cô ta vẫn cố gắng khống chế cảm xúc của mình vẫn cười nhạt nói không phiền hai vị lao tâm việc làm ăn của tuệ nguyên vẫn rất tốt trương dương và kỳ sơn rất nhanh đã biết phía tuệ nguyên không phải là không có chút sức chống trả nào Hôm đó Cục Điện Lực Tỉnh bắt đầu kiểm tra bất ngờ, hôm đó tra ra có tới 7 hộ thương gia và xí nghiệp có hành vì ăn trộm điện, còn về các hộ dân chắp nối dây câu điện thì nhiều không kể hết, đây chỉ là kết quả điều tra lựa chọn ngẫu nhiên. Cục Điện Lực Tỉnh trong quá trình đột kích kiểm tra đã mời giới truyền thông giám sát, Trương Dương sau khi biết được tình hình này, phản ứng đầu tiên chính là biết con người lưu hiểu chung này không hề đơn giản, vốn chỉ có thể tra ra một nhà tuệ nguyên, nhưng hiện giờ qua sự điều tra của y đã đột kích kiểm tra trong một ngày đã tra ra bảy hộ, lưu hiểu chung hắn bây giờ có thể nói chuyện tuệ nguyên là hắn đại nghĩa diệt thân, có thể nói trong xã hội này tồn tại hiện tượng ăn trộm điện phổ biến, là lãnh đạo của cục điện lực. Y không có để lòng riêng. Phản ứng đầu tiên của phía tuệ nguyên không chỉ là chuyện này, tuy hôm đó ký giả đến phỏng vấn tuệ nguyên rất nhiều, nhưng tin tức báo đài lại rất ít nhắc đến chuyện của tuệ nguyên, cho dù có nhắc đến cái tên tuệ nguyên cũng chỉ là một đoạn văn chắc có chút uy lực nào. Mục đích chủ yếu của Trương Đại Quan Nhân chính là nhắm vào Tuệ Nguyên, muốn cho mũi dìu của tin tức tập trung vào khách sạn Tuệ Nguyên, nhưng ai lại tưởng tượng ra được lại xuất hiện. Ký giả Nhật Báo Đông Nam vô ý đã viết xong bản thảo nhưng đã bị cấp trên bỏ đi. Trương Dương có thể đoán ra chắc chắn là do Khổng Nguyên đứng sau làm trò, với địa vị thân phận của Khổng Nguyên, y chỉ cần nói mấy câu, tuyên truyền với mấy phòng ban là họ sẽ nể mặt. Trương Dương sau khi nghĩ thông quan hệ nhân quả đã trực tiếp đi tìm phòng tuyên truyền tỉnh ủy, Hắn đã chào hỏi qua lại mấy lần với bộ trưởng phòng tuyên truyền Tiêu Nguyên Bình, cũng biết được con người Tiêu Nguyên Bình cương trực, làm việc công chính vô tư. Tiêu Nguyên Bình rất vui vẻ gặp Trương Dương, sau khi nghe thấy mục đích của Trương Dương bất giác cười lớn, "Tiểu Trương à, hình như cậu đang làm công tác tân thành tinh Đông Giang." Ý của Tiêu Nguyên Bình rất rõ ràng, ý ông ta là Trương Dương đã quản hơi nhiều việc rồi. Trương Dương nói, "Bộ trưởng Tiêu, tôi đến tìm anh là vì người khác nhờ, tôi quen biết với một số ký giả." Hôm qua đi phỏng vấn khách sạn Vệ Nguyên, vốn hôm nay có thể đăng lên, nhưng bọn họ lại nhận được thông báo khẩn cấp, tất cả những bản thảo liên quan đến khách sạn Vệ Nguyên đều không được đăng. Tiêu Bộ trưởng, không phải nói là giới truyền thông ở đất nước chúng ta là tự do sao? Tại sao lại xảy ra tình trạng này? Nguyên Tiêu bình cười nói, Tiểu Trương, truyền thông là tự do, nhưng không có nghĩa là truyền thông không cần phải bó buộc, một khi thiếu sự trói buộc thì dư luận sẽ bị người có giá tâm lợi dụng, sẽ gây ra vô số ảnh hưởng xấu tới xã hội chuyện của khách sạn Tuệ Nguyên cụ thể thế nào tôi không rõ, nhưng nếu cậu đã có nhiệt tâm như vậy thì chắc rằng cậu hiểu rất rõ tình hình của nó. Trương Dương nói, khách sạn vệ Nguyên ăn trộm nước trộm điện, bị cục điện lực tra ra, các giới truyền thông trong tỉnh đều đã báo cáo chuyện này. Cổ đông lớn nhất của khách sạn Tuệ Nguyên là Lương Tư Chính là em vợ của Lưu Hiểu Trung, ở đây đã tồn tại một chiếc ô vô hình. Thậm chí tồn tại hành vi phủ bại không thể để người khác biết, đối với hiện tượng như thế này lẽ nào giới truyền thông không có trách nhiệm đi vạch trần ra sao? chương 1185, khéo léo dẫn dắt hai. Tiêu Nguyên Bình nói, Trương Dương, cùng là một chuyện, nhưng luôn có hai cách xử lý khác nhau, có thể công cũng có thể tư, nếu như chọn cách xử lý theo công thì chúng ta không chỉ cần suy nghĩ đến việc trừng phạt những người vi phạm quy định, mà còn phải suy nghĩ đến việc phải làm thế nào mới có thể đảm bảo được lợi ích quốc gia, làm thế nào mới có thể giữ được hình tượng của chính phủ chúng ta, nếu như chỉ là vì báo thù, vì ân oán cá nhân vậy mục đích chính là lấy việc trừng phạt người khác làm mục tiêu, để có thể làm cho đối phương thân bại danh liệt mà không hề để ý đến việc sẽ tạo ra hậu quả như thế nào. Tiêu Nguyên Bình đã nhìn thấu được bản chất của vấn đề, Trương Dương Nhiệt Tình với chuyện của khách sạn Tuệ Nguyên như vậy rất có khả năng là do hắn muốn báo thù riêng, làm tới cấp bậc như Tiêu Nguyên Bình, trước khi làm bất cứ việc gì không thể không suy nghĩ rõ ràng, chuyện của Tuệ Nguyên y không phải không biết chút gì, y nghe ngóng được đại cổ đông lớn của Tuệ Nguyên là Khang Thành cháu ngoại của Khổng Nguyên, cho nên Khổng Nguyên mới vì gã mà xuất đầu. Tiêu Nguyên Bình không phải là sợ khổng nguyên, cũng không phải là vướng ngại mặt tình cảm, mà suy nghĩ của y rất chu toàn, chuyện của khách sạn Tuệ Nguyên không lớn không nhỏ, nếu như cứ để cho giới truyền thông mặc sức viết về chuyện Tuệ Nguyên trộm điện thì sẽ gây bất lợi cho sự ổn định hòa hợp của xã hội. Tiêu Nguyên Bình nói, trọng điểm của công tác tuyên truyền không phải là thông qua dư luận để kích hoạt mâu thuẫn, mà là phải dẫn đường chính xác cho dư luận, hết sức hóa giải mâu thuẫn, cậu hiểu không? Trương Dương không hiểu, theo hắn thấy từ khi tiêu nguyên bình lên làm bộ trưởng tuyên truyền thì sự sắc sảo và những chiếc gai nhọn đã không còn có thể là vì y trải qua trốn quan trường phù du bao nhiêu năm qua cuối cùng đã ngộ được chân lý làm quan tiêu nguyên bình nói nhiều như vậy chỉ là vì muốn tìm lý do cho mình y không muốn đắc tội với khổng nguyên trương dương nói nhưng sự dẫn đường đó cũng có nghĩa là che giấu chân tướng sự thật tiêu nguyên bình cười nói có một số chuyện để cho công chúng biết lại không có chút ích lợi nào Trương Đại Quan Nhân từ tận đáy lòng cảm thấy thất vọng, có điều đây cũng không có nghĩa là vì vậy mà nhụt chí, vì thế mà bỏ qua chuyện này, Trương Dương quyết định lần này nhất định sẽ kiên trì đến cùng, hắn chuẩn bị đi tìm bí thư tỉnh ủy Kiều Trấn Lương, xem xem đạo lý của chuyện này nằm ở chỗ người nào, Trương Dương lần này đã cực quyết tâm, hắn phải trừ bỏ được cái bọc độc lưu hiểu chung này, ai bảo gã giam ức hiếp trị của hắn, Trương Đại Quan Nhân nhất định muốn gã phải hối hận. Chính vào lúc hắn định cáo từ rời khỏi thì liền nhận được một cuộc điện thoại lại là ký giả thực tập của nhật báo Đông Giang vô ý và người ký giả máy ảnh khác đang đến khách sạn Tuệ Nguyên để phỏng vấn thì bị người ta đánh, trước mắt hai người này đã được đưa vào bệnh viện nhân dân khu Tây Thành. Trương Dương nghe được tin tức này liền lập tức bốc hỏa, nhưng hắn cũng nhận thức được việc này đến rất đúng lúc, đánh ký giả hoàn toàn là một chuyện khiêu khích giới truyền thông, phía khách sạn Tuệ Nguyên đã đưa ra một chiêu tồi, vốn thế cục đã cơ bản bị họ khống chế, nhưng lúc này lại châm lên một ngọn lửa, tất sẽ dẫn đến thù hận đối với giới truyền thông. Khang Thành này thật là một tên ngu ngốc. Trương Dương đặt điện thoại xuống, cười một tiếng trước mặt Tiêu Nguyên Bình, nói, Bộ trưởng Tiêu, có một số mâu thuẫn không thể hóa giải được, hai ký giả trong quá trình đến phỏng vấn khách sạn Tuệ Nguyên đã đánh, giờ đã được đưa tới bệnh viện rồi. Tiêu Nguyên Bình vừa nghe đã ngẩn ra cái gì? Trương Dương nói, anh hãy mau chóng mà làm tốt công tác dẫn đường đi, nếu không hậu quả của việc này sẽ rất nghiêm trọng. Lời này của Trương Đại Quan Nhân không hề khoa trương, sau tin tức vô ý và tay ký giả ảnh bị đánh truyền ra, truyền thông lớn nhỏ tỉnh Bình Hải đều đưa ra khẩu hiệu đả đảo, nghiêm trị hung thủ đánh người, tôn trọng giới truyền thông. Lương Tư vừa mới được thở phảo, nguy cơ của bọn họ đã tạm thời được giải quyết, không có hãng truyền thông nào đăng tải tin tức của bọn họ, nhưng ai mà ngờ được lại xảy ra chuyện này. Lương Tư gọi người phụ trách của bộ phận bảo an và Tôn Văn Tuấn đến phòng làm việc, mặt mày nhăn nhó nói, ai? Sốt cuộc là ai làm? Tôn Văn Tuấn ngỡ ngàng nói, "Lương tổng, tôi không biết, về mặt chị An đều là do phòng bảo an phụ trách." Người phụ trách phòng bảo an kêu khổ không ngừng nói, "Lương tổng, chúng tôi đã gọi hết tất cả nhân viên bảo vệ lên để hỏi một lượt, tôi có thể bảo đảm, trong chúng tôi không có bất kỳ ai động thủ với hai ký giả đó." Lương Tư tức giận nói, "Anh bảo đảm, anh lấy gì mà bảo đảm?" Lúc này cục trưởng phân cục Tây Thành Hoắc Vân Trung đích thân đến, Lương Tư kêu cấp dưới rời khỏi văn phòng. Nhìn Hoắc Vân Trung cười nói, "Hoắc cục, mau ngồi xuống." Trên khuôn mặt Hoắc Vân Trung không chút tươi cười nào, y thở dài nói, "Lương tổng, Tuệ Nguyên các vị thật là biết gây họa, lại dám đánh ký giả." Lương Tư nói, "Hoắc cục, việc này tôi vừa điều tra rồi, hai ký giả đó không phải là do nhân viên của chúng tôi làm." Hoắc Vân Trung nói, "Vừa rồi người của chúng tôi đã đến bệnh viện điều tra hai ký giả đó, bọn họ một mực khẳng định là người mặc đồng phục bảo vệ của khách sạn Tuệ Nguyên đánh bọn họ." là người của khách sạn cô làm. Lương Tư nói, người mặc đồng phục bảo vệ của chúng tôi không có nghĩa nhất định là người của chúng tôi, có lẽ là do người khác giả mạo. Cảnh sát các anh cũng không thể chỉ dựa vào lời một phía của bọn họ mà đổ chuyện này lên đầu chúng tôi. Lương Tư rõ ràng không thể nhịn được. Hoác Vân Trung nói, mang quân đến không có nghĩa là truy cứu trách nhiệm của các vị, là vì bảo vệ các vị, cô không thấy sao, bên ngoài có rất nhiều ký giả đến, bọn họ đều rất kích động, bất kể lúc nào cũng có thể, lời của y chưa kịp nói hết thì bên ngoài đã có người ném đã vào, đập đúng vào cửa kính phòng làm việc của Lương Tư, tiếng động vang lên làm cho Lương Tư giật cả mình. Lương Tư xoay người nhìn về phía chiếc cửa sổ bị ném thủng một lỗ to, thấy bên ngoài lượng ký giả không ngừng tăng lên, Lương Tư cảm thấy có chút sợ hãi. Cô ta run giọng nói, hoắc cụ, những ký giả này muốn làm gì? Hoắc Vân Trung nói, đòi lại công bằng, có câu nói như thế này, thỏ chết, cáo đau lòng. Bọn họ cùng bị đánh, sao lại không có phản ứng gì được chứ? Lương Tư cắn cắn môi. Hoắc Công Trung lại nói, tôi thấy các vị nên nhanh chóng giải quyết chuyện này đi, tụ tập trước cửa khách sạn gây chuyện chỉ là bước một, tiếp theo thì rất khó nói. Hoắc Vân Trung không hề dọa dẫm, hai ngày nay những chuyện xảy ra ở khách sạn Tuệ Nguyên đã gây ra sự bất mãn cực đại đối với khách hàng, số lượng điện thoại tố cáo không ngừng tăng, đa phần khách hàng đều chọn cách rời khỏi, những khách hàng đã đặt phòng nhìn thấy tình cảnh này đều thay đổi chỗ ở, dò sao ai cũng không muốn đi ra đi vào một nơi mà toàn ký giả. Khang Thành lúc này không có ở khách sạn Tuệ Nguyên, gã đang ăn mắng trong phòng làm việc của Khổng Nguyên. Khổng Nguyên chỉ vào mặt gã mà mắng, cháu đã lớn như vậy rồi sao không có đầu óc gì vậy? Lại dám ẩu đả với ký giả, việc này sao cháu lại dám làm ra cơ chứ? Dám khơi dậy sự phẫn nộ của quần chúng, bây giờ thì hay rồi, cả giới truyền thông Bình Hải này đều đã bị cháu chọc giận rồi, đều muốn tìm các cháu để đòi công bằng đấy." Khang Thành nói, "Dượng à, cháu đã hỏi qua rồi, việc đánh hai ký giả đó không phải do bảo vệ của chúng cháu làm, rõ ràng là có người muốn hãm hại chúng cháu, lợi dụng việc này để gây ra sự thù hận đối với chúng cháu." Nói đến đây gã dừng lại một chút, nghiến răng nói, "Nhất định là do tên Trương Dương đó làm." Khổng Nguyên tức giận nói, "Có phải là cháu ăn no hết việc làm không, cháu đã chọc giận hắn chuyện gì?" Khang Thành đầy vẻ ấm ức nói, cháu có chọc hắn đâu, là hắn gây chuyện chứ. Khổng Nguyên nói, mũi dao của hắn không phải là chĩa vào cháu mà là lưu hiểu chung, ai bảo cháu lại nhảy vào. Gặp phải chuyện này người khác đều sẽ tìm hết cách mà tránh khỏi liên can, chứ có ai như cháu không? Tự mình tìm đen đuổi. Khang Thành nói, cháu là đại cổ đông của Tuệ Nguyên, bây giờ Tuệ Nguyên thành ra thế này, người chịu tổn thất lớn nhất chính là cháu khổng nguyên nói tổn thất kinh tế và tổn thất về danh dự là không thể so sánh được việc này đã bị làm lớn lên cháu đừng có nhúng tay vào việc này là do lưu hiểu chung gây ra cứ để hắn ra xử lý nhưng nhưng cái gì mà nhưng cháu cứ đợi mà xem việc đánh ký giả sẽ không dễ dàng được giải quyết đâu chỉ có càng lúc càng lớn hơn thôi khang thành thấp giọng nói dượng à việc này cháu nên làm thế nào khổng nguyên nói đừng nhúng tay vào tổn thất chắc chắn là có nhưng việc cháu nên làm chính là nghĩ cách bảo vệ mình. Khổng Nguyên làm quan nhiều năm như vậy rồi đúng không uổng phí, bản lĩnh đối mặt với gian nan không biết là lớn hơn Khang Thành bao nhiêu lần, y tin rằng phía tuệ nguyên sẽ không làm ra chuyện đánh ký giả, vốn đã khống chế được dư luận, trong lúc này nếu đánh ký giả chẳng khác nào chọc vào tổ ong, đẩy mình vào chốn nguy hiểm, chỉ cần là người có chút IQ sẽ không làm như vậy. Khổng Nguyên nhìn ra có người đang cố tình hãm hại tuệ nguyên, có thể là Trương Dương hoặc cũng có thể là người khác, có điều bây giờ đã không còn quan trọng nữa. Việc này tám chín phần sẽ trở thành một công án dìm tuệ nguyên xuống đáy. Chương 1186, khéo léo dẫn dắt ba. Kỳ Sơn ngồi lên chiếc xe của mình, yên lặng nhìn đám ký giả đang ngày càng đông lên ở trước cửa khách sạn Tuệ Nguyên, bọn họ khí thế hừng hực, những âm thanh khẳng khái đòi công bằng không ngừng vang lên. Trên khóe môi Kỳ Sơn chợt lộ ra một nụ cười đắc ý, làm cho người ta mắc bẫy sẽ có cảm giác rất mãn nguyện đặc biệt là sau khi âm mưu đã được thực hiện thành công. Người bảo vệ đánh ký giả vô ý và phóng viên ảnh là do y phái tới, tìm một bộ quần áo bảo vệ không có gì là khó, bên trên cũng không có ký hiệu phòng đồ giả nào, đánh người rồi bỏ chạy trong thời gian cực ngắn là xong. Hai ký giả này đều là người vô tội, có điều kỳ sơn cũng đã giao phó rõ ràng trước, đánh người không được quá nặng, cần phải làm cho bọn họ bị thương ở bên ngoài. Vốn Kỳ Sơn định lợi dụng chuyện ăn trộm điện nước để đánh một đòn vào tuệ nguyên, nhưng không ngờ thế lực đứng đằng sau Khang Thành và Lương Tư lại lớn hơn tưởng tượng của Y, lại có thể can dự vào được giới truyền thông, khống chế được tin tức này. Kỳ Sơn tuy cũng có một ông chú thị trường, nhưng Y có thể tự làm được, không thích mượn tay người khác, Y khác với Trương Dương, Y làm việc không cầu quang minh chính đại, nhưng cầu trong một thời gian ngắn mà đạt được hiệu quả cao nhất, Y cảm thấy rất hài lòng với kết quả trước mắt. Việc này Y không nói cho Trương Dương biết, cũng không nói cho bất kỳ ai biết, từ khi trực giác của y đối với Trương Dương, Trương Dương chắc sẽ không đồng ý để cho y làm như vậy. Tuy Trương Dương vào một lúc nào đó cũng sẽ dở một vài thủ đoạn ra, nhưng gã cũng phải có tính toán riêng của mình. Kỳ Sơn sẽ không dùng tiêu chuẩn đạo đức để trói buộc bản thân mình, đặc biệt là lúc đối mặt với kẻ địch. Kỳ Sơn đóng cửa sổ xe lại, dựa vào ghế, thấp giọng nói, ngu ca, đi. Chiếc xe bắt đầu khởi động, Kỳ Sơn nói, đến bệnh viện nhân dân khu Tây Thành. Ngũ ca ừ một tiếng rồi đi. Kỳ Sơn nói, mấy người bọn họ đi cả rồi chứ. Đi rồi, sau khi hoàn thành việc xong đã trở về, đều không phải là người bản địa nên không thể tra ra. Kỳ Sơn gật đầu hài lòng, gần đây có rất nhiều hàng hóa mới vào thị trường, cậu đi tra xem rốt cuộc là người nào làm. Vâng, Kỳ Sơn nhắm hai mắt, địa bàn của tôi tuyệt đối không cho phép cho bất kỳ người nào bước vào. Anh Sơn, chuyện làm ăn ở Đông Giang đã dừng rất lâu rồi, chúng ta không cung cấp hàng hóa, những người khác được nhiên sẽ nghĩ cách, nhu cầu thị trường đều ở đây. Chấm chấm, Trương Dương cười nói, chân trước tôi vừa đến thì chân sau anh cũng đã đi theo tới rồi. Vũ ý đeo kính đen, cô ấy bị thương một chút ở trên đầu, còn cái yêu quý nhất chính là khuôn mặt, việc này đã gây ra một số ảnh hưởng không nhỏ đến tinh thần của cô ấy. Kỳ Sơn đặt bó hoa tươi lên trên bàn, quan tâm nói, cô Vũ, sao rồi? Vết thương của cô có nặng lắm không? Vũ Ý nói, không nặng, bác sĩ đã kiểm tra cả toàn diện rồi, chỉ bị thương ngoài da thôi. Kỳ Sơn thở dài nói, kẻ nào mà độc ác thế, lại dám ra tay mạnh như thế với một nữ ký giả xinh đẹp như hoa thế này. Vũ Ý nói, trước đây không được coi như là đẹp như hoa, bây giờ càng không thể coi là như hoa được, tàn hoa bại liễu cũng chẳng bằng. Nói đến đây cô bất giác cười lên một tiếng, người con gái này cũng thật kiên cường. Trương Dương nói, cố gắng điều trị vết thương đi, đừng nghĩ nhiều nữa, phải tin tưởng vào công an của chúng ta, nhất định sẽ nhanh chóng phá được cái án này, sẽ bắt chúng về trừng trị. Kỳ Sơn nói, không làm phiền cô nghỉ ngơi nữa, đợi hai ba ngày nữa cô khỏe rồi tôi sẽ mời cô ăn cơm. Vũ Ý cười nói, được thôi, một chút vết thương này không thể dọa được tôi đâu, hai ba ngày khác tôi sẽ lại là một hảo hán. Trương Dương và Kỳ Sơn rời khỏi phòng bệnh, Trương Dương cười nói, lần này khách sạn Tuệ Nguyên xong rồi, lại dám đánh người, chọc giận cả giới truyền thông bình hải này. Kỳ Sơn nói, chủ nhiệm Trương, đúng là trong họa có phúc. Trương Dương nói, anh có cảm thấy chuyện này đến thật đúng lúc không? Theo lý mà nói Khang Thành và Lương Tư cũng đều là những nhân sĩ tinh anh trên thương trường, tại sao lại làm ra chuyện hồ đồ như thế này được? Kỳ Sơn nói, nhân có thất thủ, mã có thất đề, nói không chừng đầu óc bọn họ vừa mới đứt mạch. Trương Dương nói, theo lý mà nói sẽ không phải như vậy, Kỳ Sơn, anh nói xem chuyện này liệu có phải là có người cố ý hãm hại bọn họ không?" Kỳ Sơn một mặt vô tội nói, "Cậu chắc không phải cảm thấy chuyện này là do tôi làm chứ?" Trương Dương nói, "Có phải anh làm không tôi không biết, nhưng bây giờ ngoài kia có rất nhiều người nghĩ là do tôi làm, anh nói xem rốt cuộc là ai?" Người này thật là cao thủ, không những làm cho phía khách sạn Tuệ Nguyên Ngậm Hoàng Liên mà còn làm cho tôi phải gánh thay tội." Kỳ Sơn nói, "Chủ nhiệm Trương, cậu quen tôi lâu như vậy rồi?" Tôi có phải là loại người không có trách nhiệm như vậy không?" Trương Dương cười nói, bất luận như thế nào lần này chúng ta cũng coi như đã đạt được mục đích rồi, tôi muốn xem xem phía khách sạn Tuệ Nguyên bọn họ sẽ giải quyết như thế nào. Lương Tư cuối cùng cũng biết sự đáng sợ của dư luận, sau sự việc ký giả nhật báo Đông Nam bị đánh thì nguyên bản bài báo viết về khách sạn Tuệ Nguyên lần trước bị Khổng Nguyên khống chế không cho đăng cũng được đăng lên, không những chuyện khách sạn Tuệ Nguyên ăn cắp điện nước trở thành trọng điểm báo cáo mà tin tức bảo vệ của bọn họ đánh ký giả dường như cũng trở thành tiêu điểm nóng nhất của tất cả các báo. Điều làm Lương Tư đau đầu nhất lại chính là vào lúc này lại không thể liên lạc được với Khang Thành, là cổ đông lớn nhất của Tuệ Nguyên, trong lúc sự việc trở nên nghiêm trọng nhất mà gã là trốn chạy, sự công kích cực mạnh của giới truyền thông đang không ngừng phát triển hướng về phía Tuệ Nguyên, mà mục tiêu lúc này của họ chính là Lương Tư, rất nhiều báo đài đưa tin anh rể của cô ta là cục trưởng cục điện lực tỉnh Lưu Hiểu Trung. Thân làm người thân của quan cao điện lực lại biết pháp mà phạm pháp. Ăn trộm điện gây nên ảnh hưởng cực lớn đến xã hội. Cục trưởng cục điện lực Lưu Hiểu Trung trong lúc này để xóa bỏ được liên can đã tỏ thái độ rất rõ ràng trong hội nghị cấp cao là sẽ xử lý nghiêm khắc đối với hành vi ăn cắp điện của khách sạn Tuệ Nguyên, tuyệt đối sẽ không vì lương tư là người thân mà bỏ qua. Tuy thái độ của Lưu Hiểu Trung rất kiên quyết, nhưng những lời đồn đại bất lợi cho y vẫn không ngừng truyền đi chỉ nội trong hai ngày Lưu Hiểu chung đã hiểu được sâu sắc cái gì gọi là tường cao đứng trước nhiều người cũng sẽ đổ, những lời tố cáo hắn trong thời gian ngắn cũng bùng nổ. Có những tin tố cáo được gửi thẳng đến kỷ ủy tỉnh Bình Hải, còn có một số gửi đến kỷ ủy Trung ương. Trong hội nghị thường ủy kỷ ủy tỉnh, bí thư kỷ ủy tỉnh Bình Hải Lưu Lợi đã nhấn mạnh đến chuyện này. Trước đây Lưu Lợi đã từng đảm nhiệm chủ nhiệm trong kỷ ủy Trung ương, ông ấy đã làm việc nhiều năm trong kỷ ủy Trung ương, mối quan hệ với thượng cao không ít, có một số chuyện vừa mới báo lên trên thì đã được phản hồi lại, Lưu Lợi là người vô cùng cương trực, thời gian ông ấy đến Bình Hải tuy không dài, nhưng lại gây dựng lên được hình tượng bao công thiết diện vô tư trong đội ngũ cán bộ Bình Hải. Lưu Lợi đập bàn nói, chuyện xảy ra gần đây mọi người đều biết rồi. Ông chỉ vào một sắp thư tố cáo dày cộp trên bàn nói, nhưng tài liệu tố cáo này đều liên quan đến cục trưởng cục điện lực Lưu Hiểu Trung. Phó bí thư kỳ ủy tỉnh Hà Bình nói, thật kỳ lạ, trước đây con người lưu hiểu chung luôn không tồi, mấy năm gần đây không hề nhận được bất cứ tố cáo hay báo cáo nào liên quan đến đồng chí ấy, sao đột nhiên lại nhiều như vậy. Lưu lợi nói, kìm nén càng lâu thì bộc phát càng mạnh. Phó Bí Thư Kỳ ủy tỉnh, Phó Sở trưởng Giám sát Lưu Nhàn Hồng nói, việc này tôi cũng nghe nói một chút, hiện nay nội bộ hệ thống điện lực đang làm rất lớn, Cục Điện lực lần này đã tổ chức kiểm tra đột xuất. Kết quả tra ra mấy hộ ăn trộm điện lớn đều có liên can đến hệ thống điện lực, lấy tuệ nguyên ra làm ví dụ đại cổ đông của tuệ nguyên lương tư chính là em vợ của cục trưởng cục điện lực lưu tiểu trung cha đến đầu cô ta lần này lưu hiểu trung đã bê đá đập vào chân mình trở thành trò cười cho hệ thống điện lực lưu lợi nói nhưng theo như tình hình tôi được biết đầu tiên là tuệ nguyên bị điều tra ra sau đó đồng chí ấy mới tổ chức kiểm tra đột xuất mục đích chính là chuyển rời sự chú ý của công chúng lưu nhạn hồng nói tôi cũng đã nghe nói rồi vì chuyện này giới truyền thông đã đến Tuệ Nguyên phỏng vấn, nhưng phía khách sạn Tuệ Nguyên lại đánh ký giả. Bây giờ giới tin tức truyền thông Bình Hải đều đang dùng ngòi bút để công kích Tuệ Nguyên, hơn nữa đa số đều lấy chuyện ăn trộm điện làm chủ đề. Lưu Lợi nói, việc này đã gây chú ý của kỷ ủy Trung ương, kỷ ủy Trung ương đã giao quyền cho tôi, yêu cầu chúng ta phải nhanh chóng điều tra ra chuyện này, phải nhanh chóng dẹp yên được chuyện này, việc này đã tạo nên ảnh hưởng xấu tới xã hội. Lưu Yến Hồng nói, tình hình của cục điện lực rất đặc biệt, Bọn họ đều tự quản lý, nếu kỷ ủy địa phương chúng ta nhúng tay vào, sau này liệu có gây ra những phiền phức không cần có không?" Lưu Lợi nói, "Không có phiền phức gì cả, chúng ta hiểu về tình hình địa phương, điều tra sẽ dễ dàng hơn một chút. Đồng chí Nhạn Hồng, việc này giao cho đồng chí điều tra, phải nhanh chóng điều tra ra ngọn ngành của chuyện này, nhất định phải tìm ra người chịu trách nhiệm, không thể đổ oan cho một đồng chí tốt, cũng không thể để lọt một phần tử xấu." Chương 1187, trách nhiệm 1 Lưu Nhạn Hồng gật gật đầu, thực ra chuyện này cô ta đã tìm hiểu được không ít, chuyện của khách sạn Tuệ Nguyên rất phiền phức, không chỉ đề cập đến Lưu Hiểu Trung Cục Điện Lực Tỉnh mà còn quan hệ đến một nhân vật quan trọng chính là trưởng phòng tổ chức tỉnh Khổng Nguyên, Lưu Nhạn Hồng cũng biết đầu đuôi sự việc đều có liên quan đến Trương Dương. Muốn triệt để làm rõ chuyện này thì phải bắt đầu từ chỗ Trương Dương, sau khi hội nghị kết thúc, Lưu Nhạn Hồng liền liên hệ với Trương Dương, bảo hắn may chóng đến phòng làm việc của mình một chuyến xuất hiện trước mặt Lưu Nhạn Hồng vẫn là một trương dương mặt mày vui vẻ. Lưu Nhạn Hồng thấy vẻ mặt của hắn như vậy không khỏi chế giễu mấy câu, việc gì đáng để cậu vui vẻ vậy? Chúng số sao? Trương Dương cười nói, còn vui hơn là chúng số. Lưu Nhạn Hồng bảo hắn ngồi xuống ghế, biết tại sao tôi gọi cậu đến đây không? Trương Đại Quan Nhân không hiểu lắc đầu, hắn giả bộ không biết, nhưng trong lòng hiểu rất rõ. Lưu Nhạn Hồng nói: "Tôi nghe nói gần đây cậu và phía khách sạn Vệ Nguyên xảy ra một số chuyện, đúng không?" Trương Dương nói: "Ai nói vậy? Việc chính của tôi làm còn không hết, nào có sức mà để ý đến một cái khách sạn bé tí đó." Lưu Nhạn Hồng nói: "Trương Dương, người ngay không nói lời mập mờ, trước mặt tôi cậu cứ quanh có thể là đã không được rồi, cả ngày cứ chị Lưu thế nọ chị Lưu thế kia vậy mà lại cứ thích lừa bịp tôi." Trương Dương cười nói: "Chị Lưu, tôi nào dám chứ?" Trong lòng tôi chị chính là chị ruột, chị muốn biết gì cứ hỏi, tôi nhất định nói hết. Lưu Nhạn Hồng nói, có phải cậu và Tuệ Nguyên có xung đột? Trương Dương gật đầu nói, đúng thế. Hắn nói cho Lưu Nhạn Hồng một lượt chuyện của tô viên viên. Lưu Nhạn Hồng nghe xong liền nhíu mày nói, cậu nói là Lưu Hiểu Trung chồng gẹo tô viên viên. Tô viên viên không nể mặt cho nên hắn tức giận mà dùng nước nóng làm bỏng tô viên viên. Trương Dương nói, tình hình theo tôi biết là như thế. Tô Viên Viên tuy không nói người đó nhất định chính là Lưu Hiểu Trung, nhưng vết thương do bị bỏng của chị ấy chính là bị ở trong bữa cơm của Lưu Hiểu Trung. Tôi không hiểu một người làm quan cao như Lưu Hiểu Trung sao lại có thể làm ra chuyện này với một cô gái vô tội chứ? Người này có xứng đáng với chữ đảng viên không? Có xứng với quyền lực và trách nhiệm và quốc gia giao cho hắn không? Lưu Nhạn Hồng nói, cậu cũng chưa điều tra rõ ràng, đến bây giờ cũng không thể khẳng định Tô Viên Viên chính là do Lưu Hiểu Trung làm bị bỏng. Trương Dương nói, việc này tôi không cần phải hỏi, từ khi Tô Viên Viên bị thương đến nay, Lưu Hiểu Trung ngay cả một câu hỏi thăm cũng không có, tôi không có yêu cầu gì cao, chỉ là muốn hắn lộ diện nói một câu xin lỗi mà thôi, việc đã qua nhiều ngày rồi, nhưng hắn không hề có một lời nào về chuyện này. Lưu Nhãn Hồng nói, chính vì vậy cho nên cậu mới nghĩ cách để trừng trị khách sạn Tuệ Nguyên, lôi ra chuyện khách sạn Tuệ Nguyên ăn cắp điện. Trương Dương nói, tôi nói này chị Lưu, chúng ta không có hàm oan cho người tốt, khách sạn vệ nguyên ăn cắp điện là sự thật không có liên quan gì đến tôi thành phố mới tôi còn chưa lo xong nào có thời gian để hỏi chuyện khách sạn vệ nguyên ăn trộm điện chứ lưu nhạn hồng nói vậy cũng chưa chắc cậu nhìn thấy tô viên viên bị ức hiếp không nhịn được vì thương hoa tiếc ngọc nên đã ra tay xả giận hộ trương dương nói chị lưu chị nghĩ sai về tôi rồi tôi và tô viên viên chỉ là quan hệ giao thiệp thông thường nói đến thương hoa tiếc ngọc cũng chẳng đến lượt tôi còn có đỗ thiên giã cơ mà lưu nhạn hồng nói cậu là nói đỗ thiên giã bí thư thị ủy giang thành trương dương nói không phải anh ấy thì là ai chứ lưu nhạn hồng đột nhiên đại ngộ nói chẳng trách bí thư lưu lại coi trọng chuyện của cục điện lực như vậy xem ra cô ấy không nói hết câu trước đây đỗ thiên giã là chủ nhiệm năm phòng kỷ ủy trung ương nghe nói quan hệ giữa bí thư kỷ ủy bình hải lưu lợi và y không tồi lẽ nào việc này cũng có sự tham gia của đỗ thiên giã sự xuất hiện của đỗ thiên giã làm cho chuyện này càng trở nên phức tạp lưu nhạn hồng nói đỗ thiên giã và tô viên viên trương dương nói bọn họ có quan hệ như thế nào thì kỳ ủy các chị chắc hiểu rõ hơn tôi trước đây không phải bên các chị đã từng điều tra sao lưu nhạn hồng nói bọn họ là người yêu của nhau trương đại quan nhân nói đừng hỏi tôi tôi không biết cũng là do đỗ thiên giã dặn dò tôi giúp cậu ấy chăm sóc tô viên viên chị lưu chị biết đấy con người tôi trọng nhất nghĩa khí Đỗ Thiên Giã là anh em tốt của tôi, việc cậu ấy nhờ tôi nhất định sẽ tận tâm tận lực. Lưu Nhạn Hồng gật đầu, cô ấy biết quan hệ giữa Trương Dương và Đỗ Thiên Giã không phải là bình thường. Nếu như Đỗ Thiên Giã thật sự có nói như vậy thì Tô Viên Viên bị ức hiếp ở Đông Giang, Trương Dương ra mặt vì cô ấy cũng là lẽ đương nhiên. Trương Dương nói, tôi không giấu chị, tôi hoàn toàn không có chút cảm tình gì với vị cục trưởng cục biện lực này. Chân của Tô Viên Viên bị bỏng, phía khách sạn Tuệ Nguyên còn đuổi cô ấy ra khỏi cửa, việc này cũng chưa có gì mà họ còn bắt cô ấy bỏ ra ba vạn tiền vi phạm điều kiện chị nói xem có phải chúng là thứ cặn bã không lưu nhạn hồng lúc đầu thì không hiểu nhưng dần dần lập trường đã chuyển sang phía của trương dương cô phẫn nộ nói nếu như lưu hiểu chung thực sự làm chuyện này thì nhân phẩm của hắn quả thật không được trương dương nói lúc đầu tôi chỉ muốn bảo hắn xin lỗi nhưng hắn hoàn toàn không có ý đó khốn kiếp một cục trưởng cục điện lực thì có gì đáng nể chứ lưu nhạn hồng nhíu nhíu mày nhắc nhở hắn tiểu tử cậu nói lời cũng phải cẩn thận đấy trương đại quan nhân thở dài một cái nói chị lưu bình thường tôi rất nho nhã nhưng cứ nhắc đến tên này là lại không nhịn nổi lại trở nên thô lỗ khách sạn tuệ nguyên chính là do em vợ của hắn và khang thành lập nên chị nói xem bên trong liệu có gì đen tối không tuệ nguyên ăn trộm điện có thể chỉ là một vấn đề trong đó chỉ cần điều tra ra thì không biết sẽ phát hiện ra thêm bao nhiêu vấn đề khác nữa lưu nhạn hồng không nhịn nổi mà cười lên cậu và tuệ nguyên rốt cuộc cáo đại thù lớn đến mức nào mà cứ nhất quyết không buông tha va ai xem ra cậu không làm cho tuệ nguyên sập thì sẽ không cam tâm nhỉ trương dương nói tôi không có thù với tuệ nguyên mà là cái đám người đó cứ tưởng rằng tôi dễ bị bắt nạt chỉ dựa vào chút ô dù mà đòi chơi với tôi à lưu nhạn hồng nói việc tuệ nguyên bị điều tra ra trộm điện có phải là do cậu làm không trương đại quan nhân gật đầu nói tôi chỉ là muốn cho chúng một bài học thôi lưu nhạn hồng nói thật đúng là cậu mà điều động được cả công an đi xét phòng nhân cơ hội mà cha ra tuệ nguyên trộm điện lại còn triệu tập được nhiều ký giả như vậy đến trương dương à trương dương tiểu tử cậu thật nham hiểm trương dương nói vậy còn phải xem là đối với người nào khi tôi cảm thấy đã làm cho tuệ nguyên ăn trái đắng thì trong lòng cũng dễ chịu hơn nhiều nhưng không ngờ bọn chúng thật có chút bản lĩnh lại có thể móc nối được với công tác của phòng tuyên truyền tỉnh ủy. Tất cả những tin tức viết về Tuệ Nguyên đều bị phong tỏa không được đăng, báo đài lớn nhỏ ở Bình Hải đều không có nhắc đến chuyện Tuệ Nguyên trộm biên, chị nói xem có phải chúng rất lợi hại không. Lưu Nhãn Hồng nói, ý cậu là lương tư lợi dụng sức ảnh hưởng của Lưu Hiểu Trung. Trương Đại Quan Nhân cười khinh thường nói, hắn không có sức ảnh hưởng lớn tới vậy, chị Lưu, chị có hiểu Khanh Thành không? Chị có biết ra thế nhà Khang Thành không? lưu nhạn hồng không nói gì cô ấy đương nhiên biết rõ trương dương nói bộ trưởng bộ tổ chức tỉnh ủy khổng là dượng ruột của khang thành việc này nếu như không phải y ra mặt thì bộ trưởng tiêu nguyên bình cũng sẽ không phí sức cho hắn đâu lưu nhạn hồng cười nói dượng là dượng cái gì mà dượng ruột chứ sao cậu lại dùng từ như thế trương dương cười hi hi nói dượng ruột và dượng bình thường không giống nhau sau này chị sẽ biết lưu nhạn hồng nói trương dương không được bàn tán thị phi về lãnh đạo sau lưng cậu như vậy là không đúng rồi trương dương nói tôi trước nay luôn người không phạm ta ta không phạm người nhưng người ta nếu muốn ức hiếp tôi thì tôi nhất định sẽ chơi với họ đến cùng tiến triển của việc này tôi cũng không ngờ tới chỗ dựa của khách sạn vệ nguyên thật là vững chắc nhưng bọn họ không nên có hành động hồ đồ như vậy lại dám sai bảo vệ đánh bị thương hai ký giả Việc này đã gây nên kẻ thù chung của giới truyền thông, giờ cho dù bộ trưởng Tiêu có muốn giúp che giấu cũng không thể che giấu được rồi." Lưu Nhạn Hồng thở dài nói, "Việc này càng lúc càng loạn, những thư tố cáo lưu hiểu chung được gửi đến nhiều như tuyết rơi, kỷ ủy trung ương tỉnh cũng nhận được không ít, bây giờ kỷ ủy trung ương đã hạ mệnh lệnh phải điều tra ra chuyện này, bí thư Lưu đã giao nhiệm vụ này cho tôi." Trương Dương nói, "Tôi thừa nhận lúc đầu tôi có làm vài việc, nhưng bây giờ sự việc đã ngoài dự liệu của tôi." Không ngờ con người Lưu Hiểu Trung này lại biết gây thù với người khác như thế. Lưu Nhạn Hồng nói, biêm miệng của Lưu Hiểu Trung trước nay đều không tồi, năng lực công tác cũng rất xuất sắc. Chương 1188, trách nhiệm hai. Trương Dương cười nói, năng lực công tác xuất sắc sao? Ai mà ngồi ở cái vị trí đó đều sẽ tự hát một bài ca tán thưởng cho mình cả, tôi không hiểu lắm về năng lực của hắn, cho nên tôi không có quyền phát ngon có điều từ mấy lần tiếp xúc với hắn tôi cảm thấy hắn không phải là người tối, tuệ nguyên là do em vợ của hắn mở, tôi không tin hắn không biết một chút gì về chuyện tuệ nguyên ăn cắp điện. Nếu như không có sự đồng ý của hắn, lương tư dám làm như vậy sao? Sau khi sự việc bị bại lộ, phản ứng của hắn cũng coi như là kịp thời, mau chóng làm ra cái việc kiểm tra đột xuất đấy, kéo một loại đơn vị làm đệm đỡ cho tuệ nguyên, chị vẫn nghĩ là hắn thật sự đại công vô tư sao, hoàn toàn chỉ là phân tán sự chú ý, để cho ánh mắt công chúng không tập trung vào vấn đề của Tuệ Nguyên mà thôi. Lưu Nhạn Hồng News, tôi giờ thật có chút không hiểu cậu, việc này rốt cuộc cậu muốn có một kết quả như thế nào? Công bằng, tôi muốn có một sự công bằng. chấm chấm, Đỗ Thiên Dã đến Đông Giang, đến chỗ Thường Hải Tâm, chủ yếu là đến Tam Tô Viên Viên đang bị thương, Trương Đại Quan Nhân đi cùng Đỗ Thiên Dã đến, cả đường bí thư Đỗ lại không hề hỏi đến bất cứ chuyện gì liên quan đến Tô Viên Viên. Việc này làm cho Trương Dương cảm thấy rất kỳ lạ, xem ra Đỗ Thiên Giã làm bí thư thị ủy càng lâu thì lòng giả cũng càng trở nên thâm sâu, trong lòng giữ chặt mọi chuyện, không giống như trước đây nữa, gặp Trương Dương là tất cả mọi chuyện đều nói ra, không có gì là không nói. Nghĩ tới đây, Trương Đại Quan Nhân bất giác có chút hụt hẫng. trên quan trường cùng với sự phong phú của kinh nghiệm thì con người cũng dần trở nên thành thục, nhưng Trương Dương không hy vọng sự thay đổi đó xảy ra với bạn của mình đỗ thiên giã đến làm cho tô viên viên vô cùng vui mừng nhìn thấy đỗ thiên giã bước vào cửa cô ấy kiên trì ngồi dậy ghế sofa đỗ thiên giã đặt thuốc dưỡng thương xuống vội vã nói tiểu tô em ngồi xuống đừng làm động vết thương tô viên viên lúc này mới ngồi xuống cô chỉ tay vào chỗ bên cạnh mặt hơi đỏ lên nói bí thư đỗ anh cũng ngồi xuống đây đi đỗ thiên giã ngồi xuống trương đại quan nhân mặt mày vui vẻ nói tô viên viên bí thư đỗ nghe được tin cô bị bỏng rất lo lắng nên đã từ Giang Thành tới đây, không quản ngày đến, vừa đến là đã tìm gặp cô rồi đấy. Nghe thấy hắn nói như vậy, khuôn mặt tô viên viên đỏ ửng hết cả lên tới tận cả cổ, nhưng trong lòng thì cảm thấy rất ngọt ngào. Đỗ Thiên giã chừng mắt nhìn Trương Dương, mỉm cười nói với tô viên viên, tiểu tô, đừng nghe cậu ấy nói linh tinh, anh đến Đông Giang là để mở một cuộc họp, nghe nói em bị bỏng nên tiện đến thăm. Tô viên viên ừng một tiếng, sự vui mừng trong lòng lập tức nguội lạnh, Tuy lời Trương Dương nói có hơi khoa trương, nhưng cô ấy vẫn thà nghe lời vừa rồi của Trương Dương còn hơn, chứ nói là tiện thể đến gặp cô ấy lại có một ý nghĩa khác. Trong tận sâu trong lòng cô ấy, cô ấy đương nhiên hy vọng Đỗ Thiên Giã đặc biệt vì mình mà làm một chuyện gì đó. Đỗ Thiên Giã nói, vết bỏng có nặng không? Tô Viên Viên lắc đầu nói, loại cao trị thương mà chủ nhiệm Trương cho em rất tốt, bây giờ không còn đau một chút nào nữa, hai ngày nữa sẽ không sao. Đỗ Thiên Giã nhìn Trương Dương anh ta tương đối hiểu về y thuật của trương dương biết được chỉ cần hắn ra tay thì tô viên viên nhất định sẽ không có vấn đề gì thường hải tâm bê lên một tách trà trương dương nhân cơ hội nói thường tâm anh có vài vấn đề về máy tính muốn hỏi em đi chúng ta đến phòng em nói chuyện thường hải tâm biết hắn cố ý tìm cớ để đi để cho tô viên viên và đỗ thiên giã có cơ hội nói chuyện liền mỉm cười đưa hắn về phòng của mình sau khi hắn rời khỏi tô viên viên và đỗ thiên giã trở nên trầm lặng lại không khí trở nên ngượng gạo, Tô Viên Viên cúi mặt xuống, tim không ngừng đập thình thịch. Đỗ Thiên Giã cho dù phải đối mặt với 900 vạn dân chúng Giang Thành cũng không thấy ngại, nhưng lúc ở một mình với Tô Viên Viên lại có chút ngại. Anh ta ho một tiếng nói, vết thương của em có nặng không? Tô Viên Viên ngẩng mặt lên, hơi ngạc nhiên nhìn Đỗ Thiên Giã, vừa nãy hình như anh hỏi rồi. Đỗ Thiên Giã cười lên, Tô Viên Viên cũng cười, nụ cười của bọn họ làm không khí trở nên tự nhiên hơn nhiều đỗ thiên giã nói anh quả thật đã hỏi rồi nhưng gần đây công việc quá bận nói chuyện có chút lung tung tô viên viên nói đừng chỉ quan tâm đến công việc phải chú ý đến sức khỏe của mình đỗ thiên giã ừ một tiếng trong lòng vì câu nói của tô viên viên mà cảm thấy rất ấm áp đỗ thiên giã nói tiểu tô sự việc xảy ra như thế nào em hãy nói thật cho anh nghe anh nhất định sẽ giúp em đòi lại công bằng tô viên viên lắc đầu nói thôi sự việc đã qua rồi không nên nhắc lại nữa, em không muốn phiền các anh. Đỗ Thiên giã nói, không phải là làm phiền, xã hội của chúng ta là một xã hội công bằng. Nếu như em coi anh là bạn bè thì đừng giấu giếm gì. Tiểu Phương, chân của em có phải là do Lưu Hiểu Trung làm bị thương không? Tô Viên Viên cắn cắn môi. Đỗ Thiên giã yên lặng nhìn cô ấy, ánh mắt đầy sự cổ vũ. Tô Viên Viên nhỏ giọng nói, trong bữa cơm khó trách khỏi gặp chút phiền phức, tối hôm đó có thể là vì cục trưởng đó uống hơi quá chén cho nên có chút không tỉnh tháo đỗ thiên giã nói em là nói chính lưu hiểu chung làm em bị bỏng tô viên viên nói em tin rằng ông ta không có cố ý bí thư đỗ tin tức ngày nay em đều đã xem qua một chút em biết anh và trương dương rất quan tâm em nhưng em thật sự không muốn chuyện này mà làm các anh gặp phiền phức dù sao em cũng không sao việc này bỏ qua được không đỗ thiên giã nhìn tô viên viên vẻ mặt kiên định mà quả quyết từng chữ từng câu một nói không được có anh ở đây, không ai được ức hiếp em. Nghe thì chỉ là một câu nói bình thường nhưng lại làm cho nội tâm tô viên viên chấn động, một cảm giác khó nói trào lên trong lòng cô ấy, giờ phút này cô không thể nào khống chế được tình cảm của mình, đôi mắt đỏ lên. Sự yếu đuổi và ấm ức của người phụ nữ luôn là thứ vi vu khi có thể khơi dậy sự đồng của của người đàn ông nhất. Tô viên viên không muốn chuyện này tiếp tục ồn ào hơn, trong thời gian cô dưỡng thương cũng đọc tin tức, biết Trương Dương vì đòi lại công bằng cho cô mà đã làm không ít chuyện với Tuệ Nguyên. Những hành động ấy của Trương Dương làm cho cô ấy cảm thấy lo lắng bất an, dù sao giữa cô và hắn không có gì cả, thậm chí từng có thời gian cô khá phản cảm với con người của Trương Dương, Tô Viên Viên không hiểu được tại sao Trương Dương lại quan tâm tới mình như vậy. Bây giờ thì cô cũng đã tìm được nguyên nhân, Trương Dương có lẽ là vì nể mặt đỗ thiên giã mà giúp đỡ mình, điều này làm cho Tô Viên Viên rất cảm động, không phải vì Trương Dương mà là vì đỗ thiên giã. Tô viên viên nhỏ tiếng nói, bí thư đỗ, có câu nói này của anh là đã đủ rồi, em không sao, không ấm ức. Đỗ thiên giã gật gật đầu. Khi Trương Dương và đỗ thiên giã cùng nhau rời khỏi, tô viên viên chống gậy bước tới gần cửa sổ, đến khi thấy hình dáng đỗ thiên giã khuất hẳn mới thở dài một tiếng. Sau lưng vang lên tiếng thường hải tâm, nếu như đã thích anh ấy tại sao lại không nói với anh ấy. Khuôn mặt tô viên viên đỏ lên, cô lắc đầu nói tôi không xứng với anh ấy. Thường Hải Tâm nói, cô chưa thử làm sao mà biết. Tô Viên Viên nhẹ giọng nói, thực ra thích một người không nhất thiết phải có được người đó, có thể nhìn thấy anh ấy hạnh phúc là tốt rồi. Câu nói này làm giấy lên sự đồng cảm của đường Hải Tâm, cô ấy cũng đến trước cửa sổ, nhìn chiếc xe đã đi xa, trong lòng lại nghĩ về một người khác. Trương Dương quan sát sắc mặt của Đỗ Thiên Giã từ kính chiếu hậu, hắn và Đỗ Thiên Giã quen nhau nhiều năm như vậy nên hắn có thể đoán được cảm xúc của anh ta lúc này, Xem ra tâm trạng của Đỗ Thiên Giã không hề tốt, Trương Dương nói cậu yên tâm, tô viên viên không sao đâu. Đỗ Thiên Giã nói, Lưu Hiểu Trung đến giờ vẫn chưa có một lời nào à. Trương Dương cười nói, hắn cũng không thể chống đỡ được bao lâu nữa đâu, kỷ ủy đã điều tra hắn rồi, bí thư lưu của kỷ ủy chúng ta cũng không thuận mắt với hắn. Đỗ Thiên Giã không nói gì. Trương Dương nhìn Đỗ Thiên Giã nói, tôi nghe nói, trước đây cậu khi làm ở kỷ ủy Trung ương có quan hệ không tồi với bí thư lưu. Đỗ Thiên Giã cười nói, sao chứ? Cậu nghi ngờ chuyện này là do tôi đứng sau à? Trương Dương nói, Tô Viên Viên là người của cậu, hắn đã dám ước hiếp Tô Viên Viên chính là không nể mặt cậu. Nếu như cậu không thể hiện chút gì thì người ta sẽ cho rằng bí thư đố cậu quá nhu nhược, ngay cả một người con gái cũng không bảo vệ được. Đỗ Thiên Giã nói, cậu đang dùng cái kích tướng đấy à, có phải muốn tôi đập cho Lưu Hiểu Trung hắn một trận không? Trương Dương nói, Lưu Hiểu Trung mặt mỏng không thể chịu đòn được, hơn nữa hiện giờ phiền phức của hắn cũng không nhỏ đánh hắn cũng không cần thiết đỗ thiên giã nói khách sạn vệ nguyên cũng có chút bối cảnh đấy trương dương nói những nơi như thế không có bối cảnh thì hoàn toàn không dám hoành hoang như thế ban đầu tôi rất buồn bực tại sao đột nhiên lại mọc ra một khách sạn năm sao mãi mới hiểu hóa ra có khổng nguyên đứng sau lưng chống đỡ chẳng trách gọi là khách sạn vệ nguyên chữ nguyên này chính là lấy tên khổng nguyên chương 1189, trách nhiệm 3. Đỗ Thiên Giã không khỏi cười lên, hóa ra cậu cũng giỏi chữ nghĩa đó nhỉ. Trương Dương nói, Khang Thành là cháu của vợ Khổng Nguyên, bên ngoài kia họ có lời đồn thổi Khổng Nguyên và em vợ của hắn qua lại, Khang Thành là con trai của Khổng Nguyên. Đỗ Thiên Giã nói, lời đồn thổi bên ngoài không thể tin, Khổng Nguyên là trưởng phòng tổ chức, nếu như để hắn biết cậu nói sau lưng như vậy thì sẽ cho cậu biết tay đấy. Trương Dương cười khinh bỉ, người khác không biết hắn, nhưng tôi còn không biết hắn sao. Cái tên lưu manh đấy, cũng không biết sao hắn có thể ở trên vị trí đó lâu vậy, các vị lãnh đạo khi lựa chọn cán bộ đều nhắm mắt lại sao. Đỗ Thiên Giã nói, sao cậu lại có nhiều lời kêu than vậy, những việc không có chứng cứ thì không thể nói bừa. Trương Dương nói, tôi không nói bừa, còn có Lương Tư và Lưu Hiểu Trung, ông Dượng này phải chăng đã quá quan tâm tới em vợ, nếu như không có quan hệ gì mờ ám thì hắn có bán sức như vậy không? Đỗ Thiên Giã nói, thâm hiểm, lòng giả cậu sao càng lúc càng trở nên thâm hiểm vậy? Trương Dương nói, đây là chuyện rất rõ ràng, quan hệ giữa cậu và Tô Viên Viên cũng không phải là bạn bè bình thường, nếu không thì cậu. Đỗ Thiên Giã trừng mắt nhìn Trương Dương, cậu đừng nói bậy, tôi không có ý nghĩ đó. Trương Dương nói, bây giờ tôi ra mặt giúp Tô Viên Viên là vì sao chứ? Còn không phải là vì cậu sao, vì chuyện này mà đã dính không ít oan uổng bây giờ tôi đã nói với bên ngoài cậu và tô viên viên là bạn tốt tôi muốn giúp cậu ra mặt đỗ thiên giã nói tôi nghe nói rồi bản thân cậu đã trở thành chính nhân quân tử vì bạn bè nhưng tôi cũng bị cậu lôi xuống nước rồi trương dương cười nói việc này từ đầu đến cuối đều là do cậu nếu như không phải cậu bảo tôi ra mặt giúp tô viên viên thì sao tôi phải bán sức như thế đỗ thiên giã cười cười trương dương đưa hắn đến nhà nghỉ của chính quyền tỉnh Trương Dương còn có việc phải về bộ chỉ huy thành phó mới, Đỗ Thiên Giã vừa đến Đông Giang, cũng còn có rất nhiều việc nên hai người hẹn tối mai sẽ cùng ăn cơm. Đỗ Thiên Giã trở về phòng chưa được bao lâu thì đã có người đến hỏi thăm, người đến lại chính là Lưu Hiểu Trung Cục trưởng Cục Điện Lực. Trong chuyện của chị Tô, Trương Dương luôn đưa ra chiêu cờ Đỗ Thiên Giã. Đây không phải là vì hắn sợ phải gánh chịu trách nhiệm, mà là Trương Dương có ý muốn kết hợp Đỗ Thiên Giã và Tô Viên Viên. Hắn nhìn ra Tô Viên Viên có ý với Đỗ Thiên Giã, Đỗ Thiên Giã chắc cũng có thiện cảm với Tô Viên Viên, có điều anh ta giấu tình cảm đó vào quá sâu trong lòng, không hề biểu hiện ra chút nào, vì vậy cần một người làm đòn bẩy. Trương Đại Quan Nhân là em cùng cha khác mẹ với Tô Viên Viên, đương nhiên phải có trách nhiệm làm chuyện này. Rất nhiều chuyện qua lời đồn tiếng lại sẽ tạo ra vô số tam sao thất bản, có điều Đỗ Thiên Giã và Tô Viên Viên, một người chưa chồng, một người chưa vợ, người khác rất khó moi ra vấn đề, Trước mắt bên ngoài kia có một lời đồn duy nhất chính là việc lần này của Tuệ Nguyên là vì đã đắc tội với Tô Viên Viên, mà Tô Viên Viên là bạn gái của bí thư thị ủy Giang Thành Đỗ Thiên Giã. Lưu Hiểu Trung đến gặp Đỗ Thiên Giã, qua một hồi cân nhắc, gã thực sự không ngờ giám đốc bộ phận nhà ăn khách sạn Tuệ Nguyên lại là bạn gái của bí thư thị ủy Giang Thành. Việc tối hôm đó gã còn nhớ rất rõ, tối hôm đó quả thật gã có uống nhiều một chút, vì thế có xảy ra một số hành động quá đáng, gã đã trêu gẹo Tô Viên Viên mấy câu, không thể không thừa nhận vẻ đẹp thanh xuân của tô viên viên rất hấp dẫn gã. Thực ra trên bàn rượu xảy ra những việc như thế cũng là thường thấy. Đến bây giờ Lưu Hiểu Trung vẫn chưa cảm thấy mình có gì không đúng. Nếu như nói không đúng chỉ có thể nói người hắn trêu gẹo là không đúng đối tượng mà thôi. Hắn không biết tô viên viên lại có thân thế như vậy. Sự cự tuyệt và lạnh lùng của tô viên viên làm cho Lưu Hiểu Trung cảm thấy mất mặt. Trong lúc tức giận đã hất đổ chén trà, lúc đó gã thật không ngờ nước nóng lại bắn vào chân tô viên viên nhưng tất cả lại trùng hợp như vậy sau khi sự việc xảy ra lưu hiểu trung cũng rất hối hận gã cũng biết vì rượu mà hành động có chút quá đáng lập tức muốn tỏ ý xin lỗi với tô viên viên trương khánh phong lại rất có mắt nhìn liền gánh vác chuyện này vì thế lưu hiểu trung đã ngầm đồng ý với cách làm của hắn gã vốn tưởng rằng sự việc đến đây là kết thúc nhưng không ngờ việc này lại càng lúc càng bị làm lớn đầu tiên là việc khách sạn vệ nguyên ăn cắp điện bị cha ra sau đó là sự kiện đánh ký giả bây giờ thư tố cáo hắn rất nhiều, nghe có người nói đã đến tận kỷ ủy Trung ương rồi. Lưu Hiểu Trung không phải là không có chút quan hệ nào, gã rất nhanh đã tra ra nguyên nhân chính của sự việc này. Sau khi Đỗ Thiên Giã xuất hiện, gã bắt đầu hiểu ra tại sao kỷ ủy hội lại gây phiền phức cho mình, Đỗ Thiên Giã lúc đầu là chủ nhiệm ngũ thất kỷ ủy Trung ương, xem ra Đỗ Thiên Giã đã tức giận vì chuyện của Tô Viên Viên nên muốn đối phó với mình. Phán đoán điều tra của Lưu Hiểu Trung đa phần đều xuất phát từ lời đồn thổi, cho nên trong quá trình điều tra không tránh khỏi có sự lệch lạc, quan hệ giữa Đỗ Thiên Giã và Tô Viên Viên là do Trương Dương cố tình đồn ra. Lưu Hiểu Trung tuy biết người trực tiếp đối đầu với mình là Trương Dương, nhưng gã không lựa chọn đi tìm Trương Dương nói chuyện, vì gã nhận định rằng Đỗ Thiên Giã mới là người đứng sau sai khiến, hơn nữa gã cho rằng thân phận và địa vị của mình không thể cúi đầu trước Trương Dương, nếu muốn tìm thì cũng phải tìm đối thủ có cùng cấp bậc. Đỗ Thiên Giã và Lưu Hiểu Trung trước đây chưa từng có qua lại, Đối với một nhân vật thực quyền của hệ thống điện tỉnh Bình Hải này, Đỗ Thiên Giã bây giờ đầy sự phản cảm, có điều anh ta vẫn thể hiện phong độ tương đương, mời Lưu Hiểu Trung vào trong phòng. Lưu Hiểu Trung nói, bí thư Đỗ, hôm nay tôi mạo muốn đến thăm hy vọng không làm phiền anh. Đỗ Thiên Giã cười nói, cục trưởng Lưu quá khách sáo rồi, không biết hôm nay đến đây là vì việc công tư. Đỗ Thiên Giã hỏi rất trực tiếp, câu hỏi này nghe thì không có gì đặc biệt, nhưng lại không dễ trả lời. Lưu Hiểu Trung đã nhận ra được thái độ thù địch của Đỗ Thiên Giá với mình, gã cười cười, có thể lên được vị trí cục trưởng cục điện lực này cũng không phải là một nhân vật tầm thường, năng lực đối diện với mọi loại cục diện cũng được là khá xuất sắc, gã nhẹ giọng nói, đến thăm với tư cách cá nhân. Đỗ Thiên Giá ơ một tiếng không tiếp tục nói, anh ta có ý dùng sự trầm mặc để khống chế tiết tấu đối thoại ở đây. Lưu Hiểu Trung nhận thức được Đỗ Thiên Giá đã muốn khống chế hắn, dựa theo tiết tấu đàm thoại nhưng bây giờ đây là sân nhà của Đỗ Thiên Giã, Lưu Hiểu Trung đành phải mở lời trước để phá vỡ không khí trầm mặc này. Gã thấp giọng nói, bí thư Đỗ, lần này tôi đến gặp anh là để giải thích một chuyện, gần đây bên ngoài có rất nhiều lời đồn đại nhắm vào tôi. Đỗ Thiên Giã vẫn không nói gì, ánh mắt anh ta thậm chí còn không nhìn vào Lưu Hiểu Trung, tuy miệng vẫn nở một nụ cười nhạt, nhưng đó là biểu hiện của sự lạnh lùng. Lưu Hiểu Trung nói, tôi vừa mới biết Tô Viên Viên là bạn của anh lưu hiểu trung suy nghĩ một hồi lâu mới dùng đến từ bạn này mà không phải là bạn gái có một số từ không thể nói một cách rõ ràng quá đỗ thiên giã gật đầu nói thẳng thật là một người bạn rất tốt lưu hiểu trung nói hôm đó tôi và mấy người bạn bao khách sạn tuệ nguyên để ăn cơm vừa hay cô tô đến chúc rượu trong số chúng tôi có một người uống nhiều quá không cẩn thận làm đổ trà nóng vào chân cô tô làm cô ấy bị bỏng việc này làm tôi thấy rất say dứt cũng rất buồn dù sao lúc đó tôi cũng ở chỗ đó sau này mới biết cô tô có quan hệ với anh trong lòng tôi càng lúc càng cảm thấy bất an lưu hiểu trung tuy là lão đại của hệ thống điện lực bình hải nhưng nếu so sánh với đỗ thiên giã thì khí thế rõ ràng vẫn yếu hơn hẳn huống hồ là với chuyện của tô viên viên thì gã không đúng trước đỗ thiên giã nói việc này tôi đã từng nghe rồi bên ngoài chuyện gì mà chẳng có có người nói lưu cục làm cô ấy bị bỏng lưu hiểu trung vội lắc đầu nói bí thư đỗ anh đừng có hiểu lầm tôi thừa nhận tôi ở đó nhưng sự việc thật sự không liên quan đến tôi đỗ thiên giã nói hôm nay lưu cục đến đây là để giải thích cho tôi chuyện này sao lưu hiểu trung nói tôi không muốn vì chuyện này mà ảnh hưởng đến quan hệ giữa chúng ta đỗ thiên giã cười nhạt nói tôi và lưu cục trước nay không thể nói là thân thiết ý của anh ta rất rõ ràng tôi không có giao tình gì với anh lưu hiểu trung liên tục bị mắc nghẹn lời trong lòng không khỏi có chút hối hận xem ra quan hệ giữa đỗ thiên giã và lưu hiểu trung quả nhiên không tầm thường sớm biết vậy đã không đến đây chẳng phải tự làm xấu hổ mình sao lưu hiểu trung nói bí thư đỗ hôm nay tôi đến đây chính là để giải thích chuyện này tiện thể cũng muốn nhờ bí thư đỗ thay tôi gửi lời xin lỗi tới tô đỗ thiên giã mỉm cười nói tô viên viên là một cô gái khoan dung lương thiện có điều không có nghĩa là người khác có thể ức hiếp cô ấy lưu cục anh cũng giúp tôi chuyển lời tới người đã làm cho cô ấy bị bỏng bảo hẳn bây giờ hãy đứng ra đây, là đàn ông thì phải biết gánh trách nhiệm, làm sai thì phải thừa nhận hành vi của mình, anh nói đúng không? Ngoặc kép. chương 1190, trách nhiệm 4. Lưu Hiểu Trung thở dài nói, tôi cũng cho là như thế, nhưng tôi bây giờ không thể liên lạc được với người đó, tôi thấy 89 phần là sợ trách nhiệm nên trốn rồi, loại người này tôi thật không yên tâm giao công trình điện cho hắn đi làm. Đỗ Thiên Giá từ miệng của Tô Viên Viên đã xác nhận rõ ràng rằng chính là Lưu Hiểu Trung làm cô ấy bị thương, nếu như Lưu Hiểu Trung hôm nay thừa nhận việc này thì rất có thể Đỗ Thiên Giá sẽ không truy cứu chuyện này nữa, dù sao vì một chuyện nhỏ cũng không cần thiết phải truy cùng cha tật, nhưng Lưu Hiểu Trung đến tận giờ vẫn đổ chuyện này sang cho người khác, cái loại người không có trách nhiệm này sao có thể xứng làm lãnh đạo cao nhất của hệ thống điện lực Bình Hải chứ? Đỗ Thiên Giá mắng thầm, xúc sinh Đỗ Thiên Giá giờ đã hiểu tại sao Trương Dương lại ghét Lương Thiên Chính như vậy. Đỗ Thiên Giá không nói gì nữa, thái độ lạnh lùng của Đỗ Thiên Giá làm cho Lưu Hiểu Trung ngồi không yên, rất nhanh đứng dậy cáo từ. Lưu Hiểu Trung sau khi rời khỏi nhà khách chính quyền tình, tâm trạng buồn bực đến cực điểm, gã bắt đầu tin tưởng vào lời đồn về quan hệ của Tô Viên Viên và Đỗ Thiên Giá rồi. Nếu như quan hệ của bọn họ không mật thiết như vậy thì Đỗ Thiên Giá sẽ không vì một người con gái mà tức giận như vậy. Còn chưa về đến xe mình thì Lưu Hiểu Trung đã nhận được điện thoại của Lương Tư, giọng nói của cô ta mang theo những tiếng khóc nấc. Anh à, bây giờ tin tức truyền thông đã làm cho Tuệ Nguyên chúng ta đầy tiếng xấu rồi, anh phải nghĩ cách đi, nếu không cứ như thế này thì Tuệ Nguyên sẽ chết mất. Lưu Hiểu Trung trong đầu đang đầy những suy nghĩ linh tinh, nghe lời này của Lương Tư trong lòng càng cảm thấy buồn bực, gã không tức giận nói không phải có khang thành rồi sao. Nó mới là cổ đông chính, trời sập có nó lo. Nhắc đến Khang Thành, Lương Tư lập tức bốc hỏa, em tìm hắn khắp nơi, điện thoại tắt máy, người cũng không biết đi đâu rồi, hắn thấy tình hình không ổn nên đã trốn đi rồi, cái thứ gì thế, một chút gánh vác cũng không có. Nghe thấy hai chữ, gánh vác, này Lưu Hiểu Trung liền cảm thấy đau đầu, gã thấp giọng nói, tuệ nguyên nếu như sập thì tổn thất của hắn sẽ lớn hơn em. Lương Tư nói, hắn có thể đền nổi nhưng em thì không, tuệ nguyên là toàn bộ gia sản của em. Lưu Hiểu Trung nghe cô ta than thở không khỏi thấy buồn bực, liền ngắn lời anh có việc việc này để sau hãy tính còn nữa gần đây không có việc gì quan trọng thì đừng gọi điện cho anh nữa lương tư kinh ngạc nói anh có ý gì vậy lưu hiểu trung nói không có gì phiền phức mà em gây ra cho anh còn chưa đủ sao lương tư tức giận nói lưu hiểu trung anh nói cho rõ đi rốt cuộc là ai gây phiền phức cho ai nếu như không phải anh thấy tô viên viên xinh đẹp chọc giận người ta thì liệu có gây ra nhiều việc như thế không Bây giờ anh lại nói những lời này, anh có phải là người không? Anh không có trách nhiệm. Lưu Hiểu Trung nhanh chóng dập điện thoại, cắn răng, từ trong mồm nghiến ra một câu tiện nhân. Sau đó gã ngẩng đầu, nhìn mặt trời mờ mịt ngoài kia, mắng chửi là để xả bớt bực tức trong lòng chứ không có chút giúp ích nào để giải quyết vấn đề. Thái độ của Lưu Hiểu Trung làm cho Lương Tư càng lúc càng nhìn rõ bộ mặt thật của gã, lúc quan trọng không thể trông đợi gì vào người anh rể này được, gã bây giờ có thể là thân mình cũng chưa lo xong, sao có tâm trí đi lo việc Tuệ Nguyên. Lương Tư nghĩ đi nghĩ lại, cô ta giờ chỉ có thể đi tìm trưởng phòng tổ chức Khổng Nguyên. Khổng Nguyên và Khang Thành không giống nhau, ông ta không chọn trốn chạy, trên thực tế ông ta ở vị trí đó cũng không thể trốn chạy được. Đối mặt với Lương Tư, Khổng Nguyên vẫn một bộ mặt tươi cười, có điều trong nụ cười đó không thể tìm thấy một chút tình cảm nào, trưởng phòng Khổng trong lòng hiểu rất rõ, bây giờ vào lúc này hướng gió đã hoàn toàn thay đổi có một số lợi có thể dễ dàng chiếm được, cũng có một số lợi tự dâng đến cửa mà không có phúc hưởng. Lương Tư dịu dàng gọi một tiếng trưởng phòng khổng. Khổng Nguyên mỉm cười nói, tiểu lương, mời ngồi, y chỉ vào chiếc ghế sofa đối diện, việc đầu tiên gã muốn làm chính là thức tỉnh Lương Tư, tỏ rõ thái độ. Lương Tư là một cô gái cực kỳ thông minh, từ câu nói đầu tiên của Khổng Nguyên cô có thể nhận ra được mình có thể đã đến nhầm chỗ rồi. Cô cười cười, ngồi xuống ghế, rất nho nhã vắt một chân lên, trong cái giây phút cặp đùi ngọc nhấc lên, cô ta để ý thấy ánh mắt của trưởng phòng khổng không tự chủ được mà sáng lên, sau đó lại nhanh chóng trở lại bình thường khi lương tư đã khép chặt đùi. Lương tư trong lòng thầm chửi lão dâm tặc, nhưng vẻ mặt vẫn tỏ ra rất hiền dịu. Khổng Nguyên nhìn thấy vẻ xinh đẹp của lương tư, cảm thấy trong người hơi nóng lên, đành phải thừa nhận rằng lương tư quả có một lực hút khó thể nói rõ. Khổng Nguyên bê chén trà lên, uống, cùng với nước là nước miếng được nuốt xuống họng, khổng nguyên làm ra bộ mặt hòa nhã nói tiểu lương cô tìm tôi có việc gì không lương tư nói trưởng phòng khổng anh có tin tức của khang thành không khổng nguyên nói khang thành rất lâu tôi không gặp nó rồi y hiểu rất rõ mục đích của lương tư khang thành đột nhiên bốc hơi chính là do y lương tư thở dài nói trưởng phòng khổng bây giờ tuệ nguyên đang gặp phiền phức rất lớn khang tổng đột nhiên lại mất tích trong lúc này một cô gái yếu đuối như tôi không biết phải đối mặt với cục diện bây giờ như thế nào. Khổng Nguyên nói, Tiểu Lương, đừng lo lắng, nói chậm chậm thôi, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì. Lương Tư thầm chửi y cả nghìn lần, lão già này đúng là điển hình của loại người không biết xấu hổ, ăn cái xoa mồm là quên, tuệ nguyên xảy ra nhiều chuyện như vậy, Khang Thành là cháu ngoại của y mà y lại có thể trả vờ không biết một chút nào. Trong lòng Lương Tư thầm oán trách, nhưng trên mặt không lộ ra chút gì, lại kể lại sự việc một cách đơn giản. Khổng Nguyên thực ra trong lòng hiểu rất rõ, chỉ là đang giả vờ mà thôi. Lương Tư nói xong y liền thở dài nói, việc quản lý của Tuệ Nguyên các cô thật là có vấn đề, sao lại có thể để bảo vệ đánh ký giả cơ chứ? Lương Tư nói, trưởng phòng Khổng, việc này tôi đã điều tra rồi, hoàn toàn không phải là do nhân viên của chúng tôi làm, nhất định là có người lợi dụng chuyện này để hãm hại chúng tôi. Khổng Nguyên nói, bây giờ nói chuyện này có ích lợi gì? đã tạo ra ảnh hưởng xấu tới xã hội, thật chỉ không hiểu tại sao khách sạn lớn như Tuệ Nguyên lại phải đi ăn cắp điện nước. Lẽ nào các cô không biết rằng hành vi như vậy sẽ làm tổn hại đến quốc gia sao? Hơn nữa thân phận của cô lại vô cùng đặc biệt, có biết rằng làm như vậy sẽ mang đến hậu quả như thế nào cho đồng chí hiểu chung không? Lương Tư nhẹ giọng nói, trưởng phòng khổng, người ta đã hối hận rồi, nhưng không làm thì cũng đã làm rồi, việc đã làm rồi thì phải chịu trách nhiệm khi nói lời này ánh mắt của cô ấy nhìn thẳng vào khổng nguyên ánh mắt dịu dàng lúc nãy đã không còn chút nào khổng nguyên nghe ra được ý trong lời nói đó người đàn bà này rõ ràng là đang uy hiếp mình khổng nguyên cười ha ha không ngờ tiểu lương cô lại là một cô gái có trách nhiệm như vậy lương tư tuy đã không còn nhỏ nhưng trong mắt khổng nguyên thì cô vẫn chỉ là một cô gái nhỏ mà thôi trẻ con thì cũng có chỗ ấu trĩ cô nói lời này lập tức làm cho khổng nguyên phải cảnh giác khổng nguyên nói tiểu lương à cô có thể không biết rằng việc trộm điện lần này đã mang lại phiền phức rất lớn cho đồng chí Hiểu Trung, theo như tôi biết gần đây bên đồng chí Hiểu Trung không ổn lắm. Lương Tư nghe Khổng Nguyên nói như vậy bất giác có chút sợ hãi, từ trước tới nay việc làm ăn của cô ấy đều rất thuận lợi, tất cả đều là dựa vào mối quan hệ của anh rể Lưu Hiểu Trung, nếu như Lưu Hiểu Trung xảy ra chuyện thì tài lộ của cô cũng sẽ đứt. Lương Tư nói, trưởng phòng khổng, anh hãy giúp tôi, tôi giờ nên làm thế nào? khổng nguyên nói việc của tuệ nguyên là do ai làm ra lương tư nói trương dương và kỳ sơn nhắc đến hai chữ này cô liền cảm thấy răng ngương ngứa khổng nguyên nói nhưng tôi nghe nói tô viên viên là bạn gái của bí thư thị ủy giang thành đỗ thiên giã đây chính là nguyên nhân gây ra nhiều chuyện như vậy là vì một số hành vi của đồng chí hiểu chung ảnh hưởng đến quan hệ của đồng chí ấy và đỗ thiên giã lương tư trầm xuống giờ bình tĩnh nghĩ lại một chút tô viên viên quả thực chính là đầu mối của tất cả mọi việc nếu không phải Lưu Hiểu Trung trêu chọc cô ta thì Trương Dương sao lại nhắm vào Tuệ Nguyên. Khổng Nguyên nói, quan hệ giữa Đỗ Thiên Giã và Trương Dương rất tốt, Trương Dương chắc cô đã từng được lĩnh giáo, cô chắc không biết lắm về Đỗ Thiên Giã, trước đây cậu ta đã từng làm chủ nhiệm ngũ thất kỷ ủy Trung ương, trong hệ thống có mối quan hệ và nhân lực tương đối nhiều, gần đây kỷ ủy đã nhận được không ít tố cáo nhắm vào đồng chí Hiểu Trung. Nói đến đây Khổng Nguyên cố ý dừng lại một chút, y tin rằng với ngộ tính của Lương Tư chắc sẽ hiểu ra, Mục tiêu thật sự của Trương Dương là lưu hiểu chung. Lương Tư nói: Trường phòng Khổng, sự việc này sẽ rất phiền phức phải không?" Khổng Nguyên nói: "Thế giới này việc gì cũng đều chỉ có tương đối thôi, phiền phức đều là do mình tìm tới, cô không chủ động chọc hắn thì phiền phức đâu có tìm đến cô." Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 1191: Tìm đường thoái lui một Ý của Khổng Nguyên rất rõ ràng, y là hiện thực trước mắt mà Lương Tư nhìn thấy rõ nhất, tự bảo vệ bản thân mình mới là đúng nhất. Lúc trước Khổng Nguyên cũng không ngờ Lưu Hiểu Chung lại phiền phức như vậy, vì việc của Tuệ Nguyên, tố cáo nhắm vào y trong thời gian ngắn đã đầy áp, Khổng Nguyên tuy không phụ trách công tác kỷ ủy, nhưng dựa vào kinh nghiệm phán đoán, Lưu Hiểu Chung chắc chắn có vấn đề, làm không ổn thì lần này y cũng chẳng thể thoát được, Khổng Nguyên bất kể thế nào cũng phải tránh cái đống bùn lầy này ra. Lương Tư tuy rất lo lắng, nhưng vào lúc này phải có lập trường kiên định phải dùng lý tính để khống chế cơ thể, năng lực tự khống chế của trưởng phòng khổng rất mạnh, y ít nhiều cũng có chút tình cảm, cho nên để lộ cho cô ta một ít nội tình, để cho người con gái đang đầy sự ấm ức này tỉnh táo lại một chút, bây giờ hướng gió đã hoàn toàn thay đổi, càng gần lưu hiểu chung thì càng dễ xảy ra chuyện, khổng nguyên tin chắc rằng trong việc làm ăn lương tư đã giấu lưu hiểu chung không ít. Lương tư lúc này đã từ bỏ ý định nhờ khổng nguyên ra mặt hộ mình, lãnh đạo cấp trên đối với việc phán đoán chiều gió chắc chắn hơn mình nhiều, xem ra phiền phức lần này của anh rể không nhỏ rồi, thân làm trưởng phòng tổ chức tỉnh ủy, Khổng Nguyên không dám nói giúp chứng tỏ việc này vô cùng nghiêm trọng, điều này cũng không khó lý giải tại sao Khang Thành lại chọn lựa bỏ trốn, Khang Thành thà chịu tỏn thấy cũng phải chọn lựa biến mất, chứng minh việc ở Tuệ Nguyên đã làm lớn đến mức không thể thu dọn được nữa. Lương Tư tuy vừa mới nói những lời uy hiếp Khổng Nguyên, nhưng cô ấy lại không dám thực hiện nó, Khổng Nguyên đối với cô ấy mà nói là một đại sơn không thể đổ, Nhìn thấy dáng vẻ thất thần của Lương Tư, Khổng Nguyên lại nổi lên mấy phần thương hoa tiếc ngọc, thấp giọng thở dài nói, thực ra chuyện này không liên quan gì đến Tuệ Nguyên, các cô là bị liên lụy. Lời nói vô cùng rõ ràng, mục tiêu của Trương Dương là Lưu Hiểu Chung, chứ không phải là Tuệ Nguyên. Lương Tư gật đầu, đứng dậy, thấp giọng nói, trưởng phòng Khổng tôi hiểu rồi. Hiểu rồi thì tốt, chỉ cần có thể nhìn rõ vấn đề nằm ở đâu thì sự việc có thể giải quyết. Rời khỏi phòng tổ chức tỉnh ủy, Lương Tư đột nhiên nhớ đến kiến nghị trước đây Trương Dương đã nói với cô ta, chuyển nhượng cổ phần của Tuệ Nguyên đi, bây giờ nghĩ lại lúc đầu nếu mình làm như vậy mới đúng. Những lời Khổng Nguyên nói hôm nay không phải là dọa dẫm, nếu như anh rể Lưu Hiểu Trung thật sự bị tỉnh ủy ngắm vào thì sự việc này sẽ gây ra phiền phức rất lớn. Sự việc này tuy xoay quanh Tuệ Nguyên, nhưng mục tiêu thật sự là anh rể Lưu Hiểu Trung, Khổng Nguyên là trưởng phòng phòng tổ chức cũng không dám hỏi đến chuyện này, sự trốn chạy của Khang Thành nhất định là có quan hệ rất lớn đến y. Lương Tư nhận thức được Lưu Hiểu Chung lần này gặp phiền phức lớn rồi, khả năng có thể yên bình vượt qua được cơn sóng này rất nhỏ. Nếu như cô ta có thể nhanh chóng cướp thời cơ để tổn thất nhỏ hơn một chút thì cô ta sẽ làm, trong tay Lương Tư giờ có 30% cổ phần của Tuệ Nguyên, sau khi nói chuyện với Khổng Nguyên, Lương Tư đột nhiên có ý nghĩ chuyển nhượng cổ phần, người đầu tiên cô ta nghĩ tới chính là Khang Thành. Nhưng Khang Thành bây giờ không biết trốn vào đâu, cho dù cô ấy có thể tìm được Khang Thành khang thành cũng sẽ không tiếp nhận cái bãi chiến trường này đâu lương tư nghĩ đến kỳ sơn tuệ nguyên rơi vào cảnh cùng quẫn này trong đó không chỉ đều do trương dương kỳ sơn cũng có tác dụng tương đối lớn trước khi sự việc này xảy ra giữa lương tư và kỳ sơn không hề có bất cứ mâu thuẫn nào cô ta hiểu rằng hành vi của kỳ sơn tất cả đều là vì nhằm vào khang thành khang thành vì chuyện chuyển nhượng ẩm thực giang nam mà đã làm cho kỳ sơn mất một khoản không nhỏ nhưng đến bây giờ vẫn chưa trả sạch đây chính là nguyên nhân chính mà Kỳ Sơn báo thù gã. Kỳ Sơn không hề từ chối gặp mặt Lương Tư, gã giờ hiểu rõ tình thế mà Lương Tư đang gặp phải, tất cả mọi người đều nhìn thấy tình cảnh hiện giờ của Lưu Hiểu Trung vô cùng tồi tệ, Lương Tư vội vàng muốn giải thoát khỏi cục diện cho nên mới tự hạ thấp bản thân đến gặp gã. Ngồi trong nhà hàng ăn, nhìn qua cửa kính có thể thấy được cảnh đêm rực rỡ đèn của Đông Giang, Kỳ Sơn thích cảm giác này, cao cao tại thượng, dường như cả thành phố Đông Giang đang nằm dưới chân gã lương tư lại không thích cảm giác này cô ấy mới kỳ sơn gặp mặt nơi mà kỳ sơn chọn rất cao lương tư từ nhỏ đã sợ độ cao ngồi ở một nơi cao như vậy cô luôn có cảm giác không an toàn kỳ sơn đưa thực đơn cho lương tư xem xem thích ăn cái gì tôi mời khách lương tư nói anh gọi đi có điều hôm nay tôi mời khách kỳ sơn cười lên mời khách không phải là điều quan trọng cô lương hôm nay cô gọi tôi đến đây chắc không chỉ đơn giản là ăn cơm lương tư nói nói chuyện với một người thông minh như kỳ tổng thật là tiết kiệm sức lực kỳ sơn nói đừng có khen tôi tôi không có lợi hại như cô nói đâu ít nhất lúc này tôi không biết tại sao cô tìm tôi gã gọi mấy món ăn rồi đưa thực đơn cho nhân viên phục vụ mỉm cười nói uống gì không lương tư nói tôi uống trà kỳ sơn gọi một bình bích la xuân lương tư nói kỳ tổng chuyện xảy ra gần đây ở tuệ nguyên chắc anh đều biết kỳ sơn gật đầu nói rất phức tạp có điều đối với khang tổng không thành vấn đề anh ấy chắc có thể giải quyết được lương tư nói tôi không liên lạc được với anh ấy kỳ sơn ơ một tiếng gã thấp giọng nói lúc này chính là lúc tuệ nguyên cần anh ta nhất sao lại không liên lạc được lương tư nói kỳ tổng trải qua sự việc mấy ngày vừa rồi tôi đã cảm thấy rất chán tuệ nguyên tôi không muốn làm nữa tôi muốn chuyển nhượng cổ phần đi không biết anh có hứng thú không Kỳ Sơn giả vờ kinh ngạc nhìn Lương Tư, tuệ nguyên từ khi buôn bán tới nay không phải đều rất tốt sao, chỉ là gần đây gặp một chút trắc trở mà thôi, cô Lương lẽ nào chỉ vì mấy chuyện này mà định bỏ cuộc sao? Lương Tư nói, tôi có 30% cổ phần của tuệ nguyên, nếu như anh có hứng thú tôi có thể chuyển nhượng tất cả 30% cổ phần đó cho anh. Kỳ Sơn nói, cô biết đo, khang thành nợ của tôi không ít tiền, tôi hợp tác với cậu ta e rằng sẽ xảy ra một số vấn đề. Lương Tư nói, chính vì anh ta nợ anh rất nhiều tiền nên đối với anh mà nói 30% cổ phần này chính là một cơ hội của anh. Anh có thể lấy những cổ phần này, anh có thể biến những số nợ đó thành cổ phần. Cổ phần trong tay Khang Tổng là 35%, nếu như anh ta không thể kịp thời thanh toán hết nợ cho anh thì anh có thể trở thành cổ đông lớn nhất của Tuệ Nguyên. Kỳ Sơn cười nói, cô Lương, có một điểm cô đừng quên, tình trạng của Tuệ Nguyên bây giờ không hề lạc quan. Lương Tư nghiêm mặt nói, nếu như Tuệ Nguyên không gặp nhiều phiền phức như vậy, anh cho rằng tôi sẽ chuyển nhượng cổ phần cho anh sao? Kỳ Sơn nói, trên đời này chẳng có bữa cơm nào là miễn phí, bây giờ cổ phần của Tuệ Nguyên có giá trị như thế nào trong lòng chúng ta đều rất rõ ràng. Lương Tư nói, Kỳ Tổng, thương gia phải nói lời của thương gia, anh nói như vậy cũng không phải là quá đáng. Tê ôi thừa nhận uy tín của Tuệ Nguyên đã bị ảnh hưởng một chút, nhưng cũng không có đến mức tồi tệ quá như anh nói, Tôi tìm anh đầu tiên để nói chuyện này chính là vì tôi biết anh luôn có hứng thú với Tuệ Nguyên, Tuệ Nguyên trước khi xảy ra chuyện này luôn làm ăn rất tốt, các thiết bị của chúng tôi đều rất tiên tiến, thuộc hàng đứng đầu ở cả bình hải này, vì thế không phải ngoài anh ra tôi không thể tìm được người mua khác. Bây giờ tôi lựa chọn từ bỏ Tuệ Nguyên không phải là vì bản thân Tuệ Nguyên không còn giá trị nữa mà là vì hiện giờ tôi đã rất mệt mỏi, không muốn chơi tiếp nữa. Kỳ Sơn nói thẳng vào vấn đề, cổ phần của cô Lương ở Tuệ Nguyên tổng cộng có bao nhiêu? Lương Tư nói, 5.000 vạn. Kỳ Sơn cười lắc đầu nói, thực ra tiền đầu tư thực tế chắc không nhiều như vậy, có một số vô hình nhất định đã được thêm vào trong. Lương Tư yên lặng nhìn y, với sự tinh mình của Kỳ Sơn, giao dịch hôm nay rất khó có thể chiếm được lợi. Cô ta liền thở dài nói, 4.000 vạn, đây là cả gia tài của tôi. Kỳ Sơn nói, 2.000 vạn, cái giá này đã cao hơn rất nhiều so với tiền đầu tư thực tế của cô rồi, nếu như cô không đồng ý thì hãy tìm người mua khác đi. Lương Tư nói, anh rõ ràng là muốn dậu đổ bìm leo mà. Kỳ Sơn nói, tôi chẳng sao cả, tổng doanh của tôi cũng không có ở đây. Lương Tư cắn môi nói, 3.000 vạn, không thể thấp hơn. Cô ta chủ động nhượng bộ. Kỳ Sơn cười nói, cô Lương nên đi tìm người mua khác đi. Y đứng dậy, rút ví ra chuẩn bị thanh toán, làm ra cái vẻ không còn chút hứng thú nào để nói chuyện với Lương Tư nữa. Lương Tư tức giận nhìn hắn, bụng vẫn đầy lo âu, Tuy đầu tư của cô ta không tới 5.000 vạn, nhưng cái giá mà Kỳ Sơn đưa ra quá xa thực tế, trong lòng Lương Tư đang kịch liệt giao chiến. Khi Kỳ Sơn chào tạm biệt cô, Lương Tư quyết định lại nhượng bộ thêm một lần nữa, 2.500 vạn, không được thì thôi. Kỳ Sơn mỉm cười, lại ngồi xuống đối diện với Lương Tư, bế chén trà lên, từ từ nhấm một ngụm, tôi đã hiểu qua tình hình của Tuệ Nguyên, đầu tư của cô Lương chắc khoảng 3.000 vạn, nhưng cô đã có được không ít hoa hồng từ đó, nếu như 2.500 vạn cũng coi như cô không bị lỗ gì. chương 1192, tìm đường thoái lui 2. Lương Tư nói, lỗ hay không trong lòng tôi rất rõ. Cô ta chợt cảm thấy đau xót trong lòng. Kỳ Sơn nói, cô Lương, thứ cho tôi nói thẳng, tình cảnh của cô bây giờ không ổn. Tôi nghe nói kỷ ủy Trung ương đã tiến hành điều tra lưu cục, người bên cạnh anh ta hoặc ít hoặc nhiều đều sẽ bị liên lụy. Lương Tư miệng cứng nói, việc này có liên quan gì đến tôi? Tôi làm việc làm ăn của tôi, không có kinh doanh phạm pháp. Kỳ Sơn cười ha ha nhấp từng ngụm trà trên bàn, tôi cho cô 3.000 vạn. Lương Tư hơi ngẩn ra, quả thực có chút không hiểu tên này, hắn hôm nay ra giá tàn độc như vậy nguyên nhân thức chất chính là vì biết Lưu Hiểu Trung đã bị người ta tố cáo. Hiện nay kỳ ủy Trung ương đã tiến hành điều tra, nếu như Lưu Hiểu Trung thật sự bị tra ra vấn đề thì rất có thể sẽ liên lụy đến mình. Lương Tư liền nhanh chóng chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác cũng là vì nguyên nhân này, rõ ràng là đã thỏa thuận xong là 2.500 vạn rồi, tại sao y lại cho thêm 500 vạn nữa? Lẽ nào lòng lương thiện của y đã trỗi dậy? Kỳ Sơn nói, đưa cô thêm 500 vạn là để cho cô lương làm phí chuyển nhượng tổng hội Lam Ma Phương dạ cho tôi. Lương Tư tức đến mức mặt trắng bệch ra, tên khốn này quả là đồ khốn, bản lĩnh dậu đổ bìm leo thật là cao cường, không những nhắm vào cổ phần tuệ nguyên mà thậm chí cả tổng hội Lam Ma Phương giả dạ cũng muốn. Nhưng sự tức giận của của Lương Tư chỉ xảy ra trong nháy mắt, rất nhanh cô đã nghĩ thông, trong thời khắc này chưa chắc có thể tìm được người mua thích hợp hơn Kỳ Sơn. Thứ cô cần là thời gian, phải nhanh chóng trong thời gian ngắn nhất phải làm xong tất cả, từ 3 năm trước Lương Tư đã làm xong hết thủ tục di dân sang New Zealand, chỉ cần có tiền trong tay thì sau này vẫn còn cơ hội. Kỳ Sơn nói, đồng ý không? Lương Tư nói, khi nào tiền có thể thanh toán xong? Kỳ Sơn nói, sáng mai, sau khi ký hợp đồng xong, tôi lập tức sẽ chuyển tiền vào tài khoản cho cô tuyệt đối sẽ không làm lỡ dở thời gian của cô. Kỳ Sơn đã nhìn ra Lương Tư 89 phần là muốn bỏ chạy. Lương Tư gật đầu, được. Khi Lương Tư đang tìm đường trốn, thì Cục trưởng Cục Điện lực tỉnh Lưu Hiểu Trung đã bị bí mật song quy, tất cả đều đến rất đột ngột. Lưu Hiểu Trung tuy sớm đã có dự cảm, nhưng không ngờ tất cả lại đến nhanh như vậy. Lúc tối Lưu Hiểu Trung đã được đưa tới khách sạn sở vận, và đang ở đó trả lời các câu hỏi của Tổ trưởng Tổ điều tra Lưu Nhạn Hồng. Thái độ của Lưu Hiểu Trung rất ngạo mạn, tự cho rằng việc của mình kỷ ủy tỉnh không nên nhúng tay vào. Lưu Hiểu Trung nói: "Sở trưởng Lưu, tất cả những chuyện mà cô đang làm phải chăng là đang vượt quyền không?" Lưu Hiểu Trung nói: "Đồng chí Lưu Hiểu Trung, vấn đề liên quan đến đồng chí kỷ ủy trung ương đã ủy thác cho chúng tôi điều tra, đối với tất cả các hành động đối với đồng chí đều đã được sự đồng ý của cấp trên, ngày mai đặc phái viên của kỷ ủy trung ương sẽ đến Bình Hải nói chuyện với đồng chí." đồng chí có thể nói bây giờ hoặc đợi đến ngày mai sau khi đặc phái viên kỷ ủy trung ương đến đông giang lại nói về vấn đề của đồng chí tôi có vấn đề gì chứ lưu hiểu trung lạnh lùng nói lưu nhãn hồng nói trước khi nói đến vấn đề cá nhân của đồng chí tôi phải thông báo cho đồng chí biết một vài chuyện người nhận thầu công trình điện lực trương khánh phong hồ quốc vĩ bây giờ đều đã ở trong sự khống chế của cơ quan kiểm sát theo những gì họ tố cáo trong quá trình đấu thầu công trình điện lực Bọn họ đã từng hối lộ cho đồng chí rất nhiều, căn cứ vào tình hình điều tra sơ bộ của chúng tôi, chỉ với số tiền mà bọn họ đút lót cho đồng chí đã lên đến 500 vạn, việc này có phải là sự thật không? Toàn là lời nhảm nhí, rõ ràng là cố tình vu oan giá họa cho tôi." Lưu Hiểu Chung lớn tiếng nói. Lưu Nhạn Hồng mỉm cười nói, "Tôi cũng hy vọng chỉ là hãm hại, tuy tôi làm công tác kỷ ủy, nhưng tôi thật lòng mong muốn mỗi một cán bộ của chúng ta đều trong sạch." Hy vọng mỗi người chúng ta đều có thể tuân thủ nghiêm ngặt quy tắc, xứng đáng với sự ủy thác của Đảng và nhân dân, nhưng với kinh nghiệm của tôi lại cho tôi biết rằng những thành phần thối nát trong đội ngũ cán bộ của chúng ta vô cùng nhiều. Lưu Hiểu Trung, đồng chí có thể chọn nói hoặc không nói, nhưng có một việc nhất định tôi phải nói cho đồng chí biết. Nếu như không có đủ chứng cứ xác thực thì chúng tôi sẽ không có bất kỳ hành động nào với đồng chí cả. Câu cuối cùng của Lưu Nhạn Hồng trong phút chốc đã đánh gục ý chí ngoan cường của Lưu Hiểu Trung đầu của gã từ từ cúi xuống tôi không có gì để nói chấm sau khi kỳ sơn và lương tư ký xong hợp đồng chuyển nhược rất nhanh chóng tiền đã được chuyển vào tài khoản ở nước ngoài của lương tư từ hành động của lương tư y có thể phán đoán rằng cô ta muốn tháo chạy ở điều này kỳ sơn rất hậu đạo y không hề lựa chọn ném đá xuống giếng khi bắt tay với lương tư kỳ sơn mỉm cười nói hôm nay tạm biệt không biết lúc nào mới gặp lại được lương tư nghe ra ý trong lời của y Nhỏ giọng nói, những việc mà Kỳ tổng đối với tôi, tôi sẽ ghi nhớ mãi mãi. Kỳ Sơn cười nói, tôi thật sự hy vọng lời của cô là thật lòng. Lương Tư lắc đầu nói, là lời thật lòng, tuy anh đã đâm tôi một nhát, nhưng anh vẫn được coi như là một người trọng nguyên tắc. Kỳ Sơn nói, thuận buồm xuôi gió, y đưa tay ra. Miệng của Lương Tư hơi động, con người trước mặt mình quả thật là cực kỳ tinh minh, y đã đoán được mình muốn bỏ trốn. Lương Tư bắt tay với y, nói cảm ơn trương dương sau đó mới biết lưu hiểu trung bị song quy lương tư kịp thời bỏ trốn hắn không kiềm nổi mà trách cứ kỳ sơn anh đã biết lương tư muốn bỏ trốn tại sao còn đưa cô ta tiền kỳ sơn mỉm cười nói tôi không hiểu về chính trị tôi chỉ là một thương nhân trên thương trường cũng có nguyên tắc của thương trường ký hợp đồng rồi thì phải tuân thủ cô ta đã chuyển nhượng cổ phần cho tôi tôi cứ dựa theo hợp đồng mà làm thôi thiên kinh địa nghĩa còn về việc cô ta có trốn hay không trốn làm gì thì có liên quan gì đến tôi? Trương Dương nói, lương tư này nhất định có vấn đề, nếu như không phải lưu hiểu trung ngầm trong bóng tôi giúp đỡ cô ta thì sao cô ta lại có thể tích được nhiều tiền như thế? Kỳ Sơn nói, người làm quan chẳng có mấy người trong sạch, người làm ăn cũng thế, chỉ là không cha thôi, chứ nếu cha, thì người nào cũng sẽ có vấn đề. Bây giờ ta không sao không có nghĩa là tất cả những gì ta làm đều là hợp pháp, chỉ là người khác không điều tra thôi. Trương Dương nói, anh đúng là có chút tự mình biết mình. Kỳ Sơn cười nói, tôi làm việc chỉ tuân thủ theo quy tắc của mình, còn về đối phương là ai, họ làm gì tôi đều không quan tâm. Trương Đại Quan Nhân nói, anh như thế này người ta gọi là không có tinh thần trách nhiệm xã hội, lương tư cầm khoản tiền đó bỏ chạy, thì tài sản của quốc gia chúng ta sẽ bị chảy ra ngoài. Tôi lại không biết rằng cô ta muốn chạy, chấm chấm, miệng của Lưu Hiểu Trung rất kín, Bất kể là tổ chuyên án của thẩm vấn như thế nào gã cũng đều không nhắc tới lương tư, tuy là như vậy nhưng số tiền tham ô mà gã bị điều tra ra đã làm cho người ta phải kinh ngạc, 2.300 vạn, vì thế mà một lượng quan viên điện lực cũng bị rất ngựa theo. Trong hội nghị thường ủy tỉnh ủy, bí thư tỉnh ủy Kiều Trấn Lương đã đặt chuyện này thành vấn đề trọng điểm. Kiều Trấn Lương nói, chúng ta lúc nào cũng hô khẩu hiệu, phản tham nhũng, sướng liêm khiết, nhưng lại có người trước sau lần lượt bị điều tra ra tham nhũng, Tiền bạc, mỹ sắc thật sự có mê lực lớn như vậy sao? Tôi không muốn cường điệu trách nhiệm và nghĩa vụ mà mỗi người trong chúng ta phải gánh vác, mọi đều biết làm quan khó, nhưng làm người thì sao? Tại sao trong một số người làm quan trọng chúng ta sau khi làm quan xong ngay cả cách làm người cơ bản nhất cũng không biết làm? Ngay cả một đứa trẻ 3 tuổi cũng biết trộm cắp là vô sỉ, nhưng một số cán bộ trong chúng ta, những cán bộ nhận được sự giáo dục nhiều năm như thế của nhân dân và đảng mà lại thò tay ra móc trộm tiền của quốc gia? lấy trộm tiền của nhân dân, trong lòng bọn họ lẽ nào ngay cả hai chữ liêm sỉ cũng không hiểu sao. Vị tham vọng làm mờ đôi mắt, làm mờ nội tâm rồi sao? Khi Kiều Trấn Lương nói những lời này mắt cứ đảm quanh mọi người, cuối cùng dừng lại ở chỗ trưởng phòng tổ chức Khổng Nguyên, lúc này Khổng Nguyên lại giả vờ chăm chú, dáng vẻ đau lòng, nhưng đã bị ánh mắt sắc lạnh của Kiều Trấn Lương nhìn vào, trong lòng vẫn bất giác rung lên, một luồng hơi lạnh men từ cột sống chạy lên não bộ. Kiều Trấn Lương thở dài, Ngón tay ông ta gõ gõ vào mặt bàn, từ khi tôi lên nhậm chức tới nay, tôi luôn nhấn mạnh cần phải tăng cường quản lý giám sát, luôn nhấn mạnh phải liêm khiết, nhưng các án tham ô phủ bại vẫn không ngừng gia tăng, lẽ nào những cán bộ đảng viên này lại không sợ chết sao? Hôm nay tôi muốn nói một câu thế này, chỉ cần trong nhiệm kỳ của tôi, trong phạm vi của Bình Hải, những quan chức dám nhận hối lộ tôi nhất định sẽ điều tra và truy cứu đến cùng, tuyệt đối sẽ không buông tha. Giọng nói của Kiều Trấn Lương vang vang trong phòng làm chấn động tất cả mọi người. Tỉnh trưởng Tống Hoài Minh nói, tôi thấy những người tham ô nhận hối lộ đó căn bản thiếu sự hiểu biết về chủ trương của đảng. Nếu như mỗi cán bộ của chúng ta có nhận thức sâu sắc về chủ trương của đảng thì đều có thể có những hành động đúng chuẩn mực và quy tắc, như vậy sẽ không có những chuyện này xảy ra. Kiều Trấn Lương gật đầu, câu nói này của Tống Hoài Minh đúng là câu ông ta định nói. Chương 1193, tìm đường thoái lui 3 Phó thường vụ tỉnh trưởng Tiêu Nãi Vượng nói, tôi đồng ý với những gì Tống tỉnh trưởng nói, thời đại ngày nay phát triển rất nhanh, cải cách mở cửa cũng lúc mang đến một số mặt mặt trái, chính vì vậy chúng ta cần phải lập tức giữ cho đầu mình được tỉnh táo, muốn làm được những điều này thì chúng ta phải tự tạo cho mình một số nguyên tắc để ràng buộc với bản thân, đảng của chúng ta chính là nguyên tắc tốt nhất, là một đảng viên bất kỳ lúc nào cũng không được mất đi sự tin tưởng, rất nhiều người mồm thì suốt ngày nói về chủ trương nguyên tắc của đảng nhưng lại làm những việc tổn hại đến hình tượng của đảng. Tôi thấy đã đến lúc chúng ta phải chỉnh đốn là đảng phong đảng kỳ rồi. Kiều Trấn Lương nói, trong phạm vi toàn quốc phải phát triển hoạt động tự giáp sát theo tác phong của đảng. Đối với những người vi phạm kỷ luật, cha ra một người phải xử lý một người, nhất định phải giữ được tính thuần khiết, đội ngũ cán bộ chúng ta nhất định phải làm cho trong sạch. Trong thường ủy hội khổng nguyên từ đầu đến cuối không hề phát ngôn, dây dẫn lửa làm cho cục trưởng cục điện lực lưu hiểu Trung gặp nạn chính là khách sạn vệ nguyên, nhắc đến tuệ nguyên y không thể thoát nổi liên can đại cổ đông của tuệ nguyên chính là cháu họ ngoại của y khang thành cháu đằng ngoại chỉ là cách nói với người bên ngoài trên thực tế khang thành là con riêng của y khổng nguyên lại rất yêu thương đứa con này sau khi hội nghị kết thúc khổng nguyên cúi đầu muốn rời khỏi nhưng lại bị bí thư kiều trấn lương gọi lại lão khổng anh đợi một chút khổng nguyên lúc này mới quay người lại lông mày không khỏi nhíu lại kiều trấn lương tìm đến mình chắc chắn chẳng có gì tốt đẹp đợi khi những người khác rời đi khổng nguyên mới mặt mày tươi cười đến bên cạnh kiều trấn lương nhìn thấy vẻ mặt kiều trấn lương không hề có ý tức giật khổng nguyên mới yên tâm mỉm cười nói bí thư kiều anh tìm tôi có chỉ thị gì không kiều trấn lương nói lão khổng này ông chủ của khách sạn vệ nguyên là cháu đằng ngoại nhà anh đúng không khổng nguyên gật đầu nói gần đây tôi cũng mới biết trước đây tiểu tử này làm ăn ở thượng hải nó là cháu của vợ tôi bình thường cũng không thường xuyên qua lại Kiều Trấn Lương nói, Tuệ Nguyên xảy ra chuyện đã lôi ra Lưu Hiểu Trung, tất cả những đầu mối đều cho thấy quan hệ giữa Lưu Hiểu Trung và em vợ là Lương Tư rất không bình thường. Rất nhiều nhà thầu điện lực đều thông qua cây cầu Lương Tư mới có thể bắt quan hệ với Lưu Hiểu Trung. Khổng Nguyên nói, tôi không rõ lắm những việc của khách sạn Tuệ Nguyên, Lương Tư tôi cũng không quen biết. Y đã đẩy hết chuyện này đi, trong lòng không khỏi cảm thấy may mắn, may mà mình sáng suốt đã để cho Khang Thành đứng bên ngoài vòng mà dùng con mắt lạnh để quan sát, sau đó lại kịp thời tiết lộ cho Lương Tư tin tức, để cho cô ta kịp thời bỏ chạy, nếu như lần này Lương Tư bị bắt thì thật sự sẽ có chút phiền phức. Tuy y không hề nhận được bất kỳ chút tiền bạc nào từ Lương Tư, nhưng thân hình gợi cảm yêu kiều của Lương Tư y cũng đã được thưởng thức qua mấy lần, đây cũng coi là hối lộ, nếu như bị truyền ra ngoài thì mặt mũi của trưởng phòng tổ chức như y cũng sẽ chẳng dễ coi chút nào. Kiều Trấn Lương cười cười nói, nhưng có người nói trước khi Lương Tư đi đã từng đến phòng tổ chức tìm anh. Khổng Nguyên bị Kiều Trấn Lương vạch mặt nói dối ngay tại chỗ, trong lòng bất giác lo lắng, có điều khả năng thể hiện cảm xúc trên khuôn mặt của y rất xuất sắc, liền làm ra vẻ kinh ngạc, có sao? "Lương Tư, sao tôi không có ấn tượng gì?" Kiều Trấn Lương nói, "Có là chỉ là lời đồn, bây giờ những người thích nói linh tinh càng lúc càng nhiều, anh đừng để tâm nhé." Khổng Nguyên nói, "Giữ cho mình dễ, nhưng giữ cho miệng người khác thì quá khó, không sao, người khác thích nói thế nào thì cứ nói, tôi công tác nhiều năm rồi." những người nói xấu sau lưng tôi đều có chỉ cần mình ngay thẳng thì người khác nói thế nào cũng chẳng sao kiều trấn lương cười nói lão khổng lời này của anh nói rất đúng làm người phải ngay thẳng làm người thật sự không thể làm việc sai trái chỉ cần làm sai nhất định sẽ bị người ta bắt anh nói xem có phải không khổng nguyên gật đầu cười nói đúng thế lưu hiểu trung tuy giảo hoạt nhưng cuối cùng cũng đã rơi vào lưới rồi Kiều Trấn Lương nói, cho nên mới nói hồ ly càng rảo hoạt càng không thoát khỏi tay thợ săn. Trương đại quan nhân từ khi bắt đầu chỉ muốn tìm Lưu Hiểu Trung đòi công bằng, hắn không hề ngờ rằng đến cuối lại có thể lôi ra được việc tham ô của Lưu Hiểu Trung. Lưu Hiểu Trung sau khi bại dưới tay của Trương Dương thì tiếng tăm trong lĩnh vực phản tham nhũng càng lúc càng lớn. Cái khác không cần nói, chỉ cần tính đến các nhân vật cấp sở bị bại trong tay hắn cũng không đếm rõ được. Cho nên khi Lưu Nhạn Hồng gặp Trương Dương không kìm được mà lại kiến nghị nói Trương Dương à, tôi thấy cậu đúng là thiên tài chống tham ô ấy. Trời sinh đã là nhân tài cho công tác kiểu ủy, đến đi, hãy đến sở giám sát, tôi bảo đảm cậu không phải lo về con đường quan lộ. Trương đại quan nhân cười khổ nói, tôi nói này sở trưởng Lưu, có thể không mỉa mai tôi được không? Việc của Lưu Hiểu Trung tôi thật không dám chiếm công, tôi hoàn toàn không biết hắn tham ô, xuất phát điểm của tôi cũng chỉ là muốn đòi lấy công bằng, đây cũng là do tôi nể mặt đỗ thiên giã mà thôi, Tôi nào có ngờ được Lưu Hiểu chung lại là một đại tham quan. Lưu Nhạn Hồng cười nói, vô tâm sáp liếu liếu thành âm, cậu nói xem, trong những năm qua đã có bao nhiêu cán bộ gục trong tay cậu rồi. Bây giờ những quan tham đó nghe đến tên cậu là đã sợ hãi tận trong lòng, cậu còn lợi hại hơn cả bí thư Lưu Kỳ ủy chúng tôi ấy chứ. Trương Dương nói, khéo không chừng giờ có rất nhiều quan tham nhớ tôi mà muốn hại tôi ý chứ, tôi chỉ là một cán bộ bình thường thôi, tôi không có quan hệ gì với kỷ ủy hết lưu nhạn hồng nói bí thư lưu nói rồi chuẩn bị tặng cho cậu một huy chương anh hùng phản tham nhũng trương dương vội vàng lắc đầu đừng đừng huy chương đó không thể ăn cũng không thể uống được chỉ có thể làm cho những quan lại tham nhũng chia ánh mắt căm thù về tôi mà thôi hay là thôi đi tôi phải khiêm tốn một chút lưu nhạn hồng nói cậu sợ à trương dương nói tôi sợ ai chứ tôi chỉ cảm thấy có chút hổ thẹn chuyện lần này không liên quan đến tôi lắm Lưu Hiểu Trung là do nội bộ hệ thống điện lực tố cáo, chứng minh hắn có vấn đề, chỉ có điều là do tôi gây rối cho hắn rồi mọi chuyện bị bung bét ra thôi. Nếu nói đến công lao phải là các chị mới đúng." Lưu Nhạn Hồng cười nói, "Được, cậu không muốn tôi cũng không ép." Trương Dương nói, "Đã tìm được lương tư chưa?" Lưu Nhạn Hồng nói, "Cô ta sớm đã làm xong thủ tục di dân sang New Zealand rồi, đã nghe ngóng được tình hình nên giờ chắc đang trốn ở New Zealand, có điều Lưu Hiểu Trung không hề lôi cô ta ra." chỉ có một số thương nhân thực hiện hối lộ nói thông qua cô ta để bắt tay với Lưu Hiểu Trung mà thôi. Xem ra cô ta nghe ngóng được phong thanh nên đã nhanh chóng chuyển nhượng việc làm ăn đi, trước khi cơ quan kiểm sát quyết định có hành động với cô thì cô ta đã kịp thời bỏ trốn rồi. Trương Dương nói, người đàn bà này rất giảo hoạt, có điều hiệu suất của đám người ở viện kiểm sát cũng quá là thấp, Lưu Hiểu Trung có vấn đề tại sao lại không kịp thời khống chế lương tư. Lưu Hiểu Trung nói, cho dù là bây giờ cũng không có chứng cứ phạm tội xác thực của lương tư, hôm nay tôi tìm cậu đến đây cũng là vì việc này cô ấy ngồi nghiêm chỉnh một chút nói gần đây những tố cáo về cậu cũng không ít cậu hãy để ý một chút nhé trương dương cười nói chắc là vì tôi quá xuất sắc cho nên những tố cáo nhắm vào tôi không ngừng gia tăng rồi tên tiểu từ này tối với những chuyện này cảm thấy rất bình thường tâm thái đã tu luyện đến mức nước lửa cũng không xâm nhập được rồi lưu hiểu trung nói quan hệ giữa cậu và tần thanh lại bị người ta lấy ra làm chuyện để nói Gần đây một số tài liệu tố cáo đã tiết lộ ra hết những chuyện các cậu đã làm ở Xuân Dương. Những tài liệu tố cáo ấy đều đã bị tôi khống chế hết rồi. Hành vi ngày thường của cậu cũng cần phải tiết chế lại, để tránh người ta lôi chuyện của cậu ra để nói. Trương Dương nói, tôi không sợ. Lưu Nhãn Hồng nói, cho dù cậu không sợ nhưng cậu cũng phải suy nghĩ cho yên nhiên. Việc này nếu như truyền đến tai cô ấy thì cô ấy sẽ nghĩ thế nào chứ? Tống tỉnh trưởng sẽ nghĩ như thế nào? Trương Dương, cậu cũng không còn bé gì nữa, không thể cả ngày bay nhảy mãi như thế được, hôn sự của mình cũng đã đến lúc phải suy nghĩ rồi. Trương Dương nói, chị Lưu, chị yên tâm, tôi hiểu nên làm thế nào. Lưu Nhãn Hồng nói, thực ra để cậu và Tần Thanh làm việc cùng nhau là không tốt, trước đây khi hai người ở Xuân Dương đã có không ít lời đồn thổi rồi, Tần Thanh cũng vì vậy mà bị điều đến Lam Sơn, trong chốn quan trường vì sự phát triển của sau này mọi người đều nên giữ một cự ly nhất định. Trương Dương nói, cho nên chị khuyên tôi nên đến công tác ở kỷ ủy. Lưu Nhạn Hồng nói, những gì tôi nói đều là lời khuyên chân thành, cậu thích nghe hay không thì tùy. Trương Dương nói, tôi sẽ suy nghĩ, có điều tôi đến Đông Giang cũng chưa lâu, vẫn chưa ngồi nóng mông, không thể đi bây giờ được. Lưu Nhạn Hồng nói, tôi khuyên cậu là phải giữ khoảng cách thích hợp chứ không phải bảo cậu đi. Trương 1194, Nhất Vĩ Độ Giang 1 Trương Dương thở dài nói, con người sống thật là mệt, đặc biệt là cái đám gọi là quan như chúng ta, tại sao lại cứ phải giả tạp như thế? Lưu Nhạn Hồng nói, cậu nói ai giả tạo? Trương Dương cười nói, tôi không dám nói chị, chị là một lưu sở trưởng dám yêu dám hận, đúng rồi, gần đấy cáo tên bí thư ngô đó còn đến làm phiền chị không? Lưu Nhạn Hồng trơn tròn mắt tức giận, tên tiểu tử này, việc của tôi đến lượt cậu quản sao? Mau cút đi cho tôi! Trương đại quan nhân cười lớn ha ha, hắn đứng dậy nói: "Chị Lưu, thực ra cái tên bí thư Ngô đó không xứng với chị, chị ở cấp bậc này ít ra cũng nên tìm một tỉnh bộ." Trương đại Cưu quan nhân là lấy nhạc phụ tương lai Tống Hoài Minh ra làm tiêu chuẩn, Lưu Nhạn Hồng luôn yêu thầm Tống Hoài Minh, cho dù hai bọn họ không thể có kết quả gì, cũng không đến lượt cái tên tiểu nhân đê tiện Ngô Minh đó. Lưu Nhạn Hồng cầm quyển sổ trong tay đập về phía Trương Dương, cười mắng: "Cút ngay!" Trương Dương đã hẹn với Đỗ Thiên Giá, Đỗ Thiên Giá đi họp vài ngày ở Đông Giang, chiều nay sẽ đến Đông Thành, vết bỏng ở chân của Tô Viên Viên đã khỏi, cô cũng quyết định đi cùng Đỗ Thiên Giá về Giang Thành để nghỉ ngơi một thời gian, chuyện ở nhà khách Tuệ Nguyên vẫn còn gây ảnh hưởng tới tâm trạng của cô. Trương Dương tiến chân Đỗ Thiên Giá ở lầu vọng giang, không thấy Tô Viên Viên đi cùng, hắn ngạc nhiên hỏi, Tô Viên Viên đâu? Không phải là nói sẽ đi cùng anh sao? Đỗ Thiên Giã cười, cô ấy đến nhà khách Tuệ Nguyên lấy đồ đạc, sau đó tiện đường đi nhờ xe tôi về Giang Thành. Trương Dương gật đầu, hai vợ chồng cứ thế trả lại nhà nhỉ. Đỗ Thiên Giã chừng mắt nhìn hắn, miệng thối chẳng bao giờ nói ra được lời nào tử tế, lời đồn đại nhảm nhí đều từ mồn những người như cậu mà ra cả. Trương Dương đáp, thực ra tô viên viên cũng được, xinh đẹp lại nét na, hai người trai tài gái sắc, cực kỳ xứng đôi trương đại quan nhân vẫn tranh thủ tác hợp cho hai người đỗ thiên giã và tô viên viên đỗ thiên giã nói tôi nhớ trước đây cậu không thích cô ấy cơ mà sao giờ lại đột nhiên thay đổi thái độ rồi trương dương cười đáp con người cũng dễ thay đổi mà trước đây tôi cho rằng cô ấy định lừa cậu nhưng sau đó mới biết cô ấy có nỗi khổ tâm bất đắc dĩ sau mấy chuyện xảy ra tôi phát hiện tô viện là người con gái lương thiện trong sáng điều quan trọng là người ta thật lòng tôi nói này anh đỗ Người ngoài cuộc mới có thể nhìn thấy rõ vấn đề, anh đừng có phúc mà không biết đường hưởng, tôi lại nhìn thấy rõ ràng, hạnh phúc cả đời anh chính là được ở cạnh Tô Viên viên đó. Đỗ Thiên giá đáp, thằng danh cậu không đi làm nghề mai mối thật là phí quá đấy. Trương Dương nói, để tôi suy nghĩ đã, có lẽ chán việc làm quan chức, tôi sẽ mở một trung tâm giới thiệu mai mối, anh nói xem, nếu tôi đi làm nghề này, chắc là người khác hết đường làm ăn luôn nhỉ. Đỗ Thiên giá cười cầm chén rượu lên uống cạn, tôi đã hơn 40 rồi, còn người ta mới hai mấy tuổi. Trương Dương nói, tuổi tác không thành vấn đề, trên đời này thiếu gì trâu già gặm cỏ non, cũng không chỉ có mình anh. Đỗ Thiên giã cười mắng, cái miệng cậu đúng là không có đạo đức. Trương Dương nói, thực ra anh cũng chỉ vừa 40 tuổi, tố viện viện cũng 26 rồi, khoảng cách tuổi này cũng không đáng kể. Đỗ Thiên giã không nói gì, gã nhìn ra phía ngoài cửa sổ ngắm cảnh Giang Thành, Trương Dương nói tiếp, anh dám khẳng định là mình không có tình cảm gì với Tô Viên Viên không? Lần này cô ấy gặp phiền toái, anh lại bị kích động đến như vậy. Vì cô ấy mà chạy đi chạy lại, chuyện chung kỳ ủy có phải là do anh gây ra? Kết quả là tôi phải chịu oan giúp anh, mọi người đều nghĩ việc lưu hiểu chung là do tôi làm, chứ kỳ thực kẻ động thủ là người khác. Đỗ Thiên Giã nói, lưu hiểu chung bản thân hắn có vấn đề, hắn thất thế cũng là đương nhiên, chứ không phải tôi báo thù hắn trương dương nói đó là vì trong lòng anh vẫn lo lắng cho cô ấy trương dương tuy không nói rõ cô ấy là ai nhưng đỗ thiên giã biết hắn đang nói đến văn linh đỗ thiên giã lấy bình rượu rót đập chén nhỏ giọng nói qua nhiều năm như vậy rồi giữa tôi và cô ấy đã hoàn toàn cắt đứt thật đấy văn linh trước đây trong lòng tôi đã chết rồi đối với tôi cô ấy bây giờ chỉ là một người xa lạ vậy anh còn băn khoăn gì nữa đỗ thiên giã đáp đưa ra quyết định không hề dễ dàng chút nào Trương Dương, thái độ của tôi về chuyện tình cảm không giống với cậu, có lẽ tôi cần một khoảng thời gian mới có thể thích ứng. Trương Dương gật đầu, anh đỗ, chuyện quá khứ cứ để nó qua đi, cả ngày sống trong hồi ức chỉ làm anh thêm đau khổ thôi. Đỗ Thiên Giá cầm chén rượu lên cười, dù sao đi nữa, tôi cũng cảm ơn cậu, là bằng hữu, cậu chưa từng làm cho tôi thất vọng bao giờ. Câu này cũng là lời đánh giá cao nhất về Trương Dương, Trương đại quan nhân bận rộn ngược xuôi. Có được câu đánh giá này của bằng hữu thật là đáng lắm. Sau khi xử lý xong công việc ở kinh thành Thiết Vĩ Đồng đến Đông Giang, lần này cô đến chủ yếu là để ký kết hợp đồng công viên vui chơi giải trí chủ đề Dieter. Sau khi hợp đồng này được ký kết, số vốn đầu tư chiêu thương hàng năm đổ vào thành phố mới lên đến mức 8 tỷ đồng, đây cũng là điểm làm cho thành phố mới nổi trội hơn cả so với các khu hành chính khác của Đông Giang, hoàn toàn xứng danh người anh cả đi đầu trong công tác chiêu thương hàng năm. Kỳ thực sau khi thành phố mới ký hợp đồng với các tập đoàn xây dựng, mọi người đều ý thức được Trương Dương sẽ khoa trương mọi việc cho nên khi hợp đồng hạng mục công viên chủ đề Dieter được ký kết, họ đều đã chuẩn bị trước tâm lý. Trong hội nghị thường ủy Đông Giang, Bí thư thị ủy Lương Thiên Chính đã phát biểu khen ngợi hết lời thành tích làm việc của Trương Dương. Ông nói, hôm nay, công tác chiêu thương vốn đầu tư cho thành phố Đông Giang đã đạt được thành tích cực kỳ xuất sắc, trong đó cán bộ ưu tú nhất phải kể đến đồng chí Trương Dương, đồng chí đến với Đông Giang chưa đến 4 tháng nhưng đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thu hút vốn đầu tư 8 tỷ đồng cho thành phố mới. Điều này cho thấy tiềm năng phát triển kinh tế của Đông Giang ta là vô cùng to lớn. Đồng thời cũng chứng minh thực lực của những cán bộ trẻ tuổi Đông Giang ta. Đương nhiên cũng là một nhắc nhở quan trọng với mỗi người cán bộ, chúng ta phải phó thác cho họ càng nhiều sự tín nhiệm hơn nữa. Lương Thiên Chính nói ra những lời này với cảm xúc tự hào thực sự. Tất cả đều hiểu ông đang đề nghị trọng dụng Tần Thanh và Trương Dương, tuy ban đầu không hề mong muốn nhưng thực tế chứng minh tên tiểu tử Trương Dương hoàn toàn đem lại vinh quanh cho ông ta. Có được thành tích chiêu thương nguồn vốn tới 8 tỷ này thực đã làm mờ dần đi cái vết xấu mà trước đây hắn đã từng đuổi công ty Dezernic ra khỏi Đông Giang. Phó thị trưởng thường vụ tùy quốc minh nói, công trình xây dựng khu thành phố mới đã đạt được một khởi đầu đầu tốt đẹp, có nguồn vốn đầu tư 8 tỷ này chắc chắn sẽ nâng cao sức hút đầu tư từ bên ngoài vào thành phố. Tôi tin rằng công tác sang năm nhất định sẽ tiến triển thuận lợi. Thị trưởng Đông Giang Phương Chi đạt phát biểu, chúng ta cũng nên nhận ra rằng, lý do chủ yếu làm công tác chiêu thương vốn tiến hành được thuận lợi là sức hút của khu thành phố mới của Đông Giang ta, đều dựa trên cơ sở kinh tế phồn thịnh và chính trị ổn định của tỉnh. Đồng chí Trương Dương cũng thực sự là một người trẻ tuổi có năng lực, nhưng đồng chí ấy có cả ưu điểm và khuyết điểm rõ ràng. Đối với những cán bộ trẻ tuổi, cổ vũ động viên là điều cần thiết, tuy nhiên không nên để cho các đồng chí ấy nảy sinh những tâm lý kiêu ngạo quá mức bởi vì có được thành tích thường khiến con người ta tự phụ. Lương Thiên Chính nghe những lời này của Phương Chi Đạt không khỏi buồn cười, ông biết Phương Chi Đạt không có ý đối đầu gì mình, Trương Dương vừa đến Đông Giang đã xảy ra chuyện rắc rối với cháu ngoại của Phương Chi Đạt, việc này bên ngoài đều đồn đại ẩm ý, thực ra trong lòng Lương Thiên Chính cũng mong có người đứng ra phê bình khuyết điểm của Trương Dương, do chính Phương Chi Đạt đóng phai phản diện đó thì càng tốt. Lương Thiên Chính nói, đồng chí Phương Chi Đạt nói rất đúng, Đối với những cán bộ trẻ tuổi như vậy, chúng ta phải dùng phương pháp cả khen ngợi lẫn phê bình. Khen ngợi quá cũng không được, mà phê bình quá mức cũng không nên, mỗi ngày đều phải hợp lý và đúng đắn, chỉ có như vậy mới thúc đẩy các đồng chí không ngừng tiến bộ. Trương Đại quan nhân vốn không cần đám lãnh đạo này thúc đẩy tiến bộ, đối với hắn mà nói, nếu đã nhận công tác này thì phải làm cho xứng đáng với vị trí của mình, huống chi người chịu trách nhiệm về khu thành phố mới là Tần Thanh, hắn sẽ dốc hết công sức làm việc vì cô hạng mục công viên vui chơi giải trí của Tiết Vĩ Đồng quy hoạch ở Đông Giang đã vẽ thành một dấu chấm tròn cho công tác chiêu thương của Trương Dương hôm nay. Khi hắn đi khảo sát với Tiết Vĩ Đồng ở Hồ Thu Hà, đã nhận được cuộc điện thoại của Vũ Ý. Vũ Ý gọi đến để tỏ ý chúc mừng hắn, tiện thể mời hắn ăn cơm thực hiện lời cá cược với hắn. Trương Dương hẹn Vũ Ý thời gian gặp, hắn cười tủm tỉm rồi cúp điện thoại. Tiết Vĩ Đồng nhìn hắn, điện thoại của phụ nữ hả? Trương Dương cười, nghe trộm hả?" Tiết Vĩ đồng kinh thường nói, nhìn anh cười cái kiểu dâm dê như vậy, không cần hỏi cũng biết. Chương 1195, Nhất Vĩ độ Giang hai. Trương Dương lúc này mới nói việc mình cá cược với vô ý, cười tủm tỉm, nói ra cũng phải cảm ơn em, nếu không có em giúp đỡ, nhanh chóng ký kết hợp đồng công viên đó thì anh đã thua vụ cá cược này rồi. Tiết Vĩ đồng nói, nếu không phải vì mừng thọ ông nội, em đã sớm qua rồi trương dương nói ông sức khỏe vẫn tốt chứ đúng rồi lần mừng thọ này cô cậu có về không tiết vĩ đồng gật đầu có về quên mất thông báo cho anh một tin tốt trương dương hỏi tin tốt gì không phải là cô em có thai chứ lần này đến lượt tiết vĩ đồng ngạc nhiên cô kinh ngạc mở to hai mắt thần kỳ thế sao anh lại biết trương đại quan nhân trong lòng hoan hỉ thầm nghĩ mình không biết thì còn ai biết vào đây lúc then chốt như gỗ héo gặp mùa xuân nếu không phải vì mình cho hắn nghịch thiên đơn, giúp hắn chữa khỏi thất quyền tổn thương kinh mạch thì làm sao Thiết Anh Hồng có thể mang thai được đây? Nhưng những việc như vậy hắn sẽ không nói cho cô biết, cười tùm tìm nói, anh đoán thế, không ngờ lại đoán chúng. Tiết Vĩ nồng cười, cô em và Dưỡng rất vui mừng, bây giờ ông nội cũng không cho cô về Tây Tạng nữa, bắt cô phải ở Kinh Thành để dưỡng thai. Cả nhà em đều coi cô ấy như bảo bối. Trương Dương cười ầm lên. Tiết Anh Hồng kết hôn bao nhiêu năm như vậy mãi mới có thai, cũng không tránh khỏi cả nhà họ Tiết lại lo lắng như vậy. Hắn cười nói, vậy dưỡng em thì sao? Cũng ở lại kinh thành chứ. Tiết Vĩ Đồng lắc đầu, dưỡng vừa được thăng chức lên phó chính ủy quân khu, chắc phải quay về. Trương Dương hơi ngẩn ra, hắn lập tức nhớ đến hai cha con Hùng Ân Bân trước đây từng đắc tội với họ. Lẽ nào nhà họ Tiết thực sự nhân cơ hội lần trước để ép buộc Hùng Ân Bân phải nhường lại vị trí của mình? Trương Đại Quan Nhân thầm than vãn cái sự phức tạp rối ren trong cuộc tranh đấu cao tầng này, trả trách lần trước Tiết Anh Hồng cứ xoay quanh chuyện Hùng Bình Khôn không chịu buông tha, mấy lần cho dù Hùng Ân Bân là phó chính ủy quân khu, Tiết Anh Hồng cũng không giữ thể diện cho gã. Xem ra từ lần đó, Tiết Anh Hồng đã nhận thấy lần này là cơ hội hiếm có, nhân cơ hội ép buộc Hùng Ân Bân nhường đường, bắt gã phải nhường lại chức vị cho chồng mình. Trương Dương lại nghĩ đến những lời nói của Văn Hạo Nam trước đó, quả nhiên, nhà họ Tiết không hề đơn giản. Chỉ là một cô em kết nghĩa mà biểu hiện ở lạp tát cũng đã có thái độ khách thường, nói không chừng cô ta đã sớm suy xét sự việc, cho nên nhân cơ hội làm ẩm ý chuyện lên, có lẽ lúc ấy chỉ có mình mình là không hiểu rõ bản chất của sự việc. Tiết Vĩ Đồng ngắt một cành lau bồ vi bên hồ Thu Hà, rồi ném xuống phía giữa hồ, gió thổi cơn nhẹ nhẹ, cành bông lau bị gió thổi đông đưa rơi xuống chân. Trương Dương nhặt cành lau lên, cũng nén theo cô ra phía hồ, nhưng cành lau bị ném vút như tên bắn bay một mạch mấy chục thước rồi mới rơi xuống mặt hồ tiết vĩ đồng nhìn thấy vậy líu lưỡi không thôi anh làm thế nào vậy trương đại quan nhân cười thuận thế mà làm nắm rõ quy luật tự nhiên mọi thứ đều trở nên đơn giản gần đây hắn quyết tâm luyện đại thừa tuyệt cần tiến bộ võ công có thể nói là tiến triển cực nhanh bây giờ cho dù văn linh ở vào thời sung sức có qua đây báo thủ trương dương hắn hoàn toàn tự tin có thể thắng được kẻ thù tiết vĩ đồng lại ngắt một cành lau trương dương cười lắc đầu quả nhiên vẫn thế lần ném này của tiết vĩ đồng cũng không thành công cô nói á anh ba anh thật lợi hại quá anh phải dạy em chiêu này đấy trương đại quan nhân cười ha ha cái này đáng kể gì chứ chiêu một cành vượt sông anh cũng làm được em có muốn học không tiết vĩ đồng gật đầu trương dương cười một cành vượt sông cái này là động tác cực kỳ khó làm chỉ có đạt ma mới có thể làm được nếu anh mà giỏi như vậy thì đã không làm mấy chức phó chủ nhiệm quản hội ủy gì gì này rồi, khéo đã sớm lên thiếu lâm tự làm phương trưởng. Tiết Vĩ Đồng cười nói, lên thiếu lâm tự làm phương trưởng thì làm gì có phong cách cán bộ nhà nước như này chứ? Trương Dương đáp, thời đại không giống nhau nữa, bây giờ thử lấy phương trưởng ra so với cán bộ nhà nước không chừng khó mà so sánh được ai uy phong hơn đâu. Lúc hai người cười đùa nhìn thấy bóng một người già đi tới từ phía mặt trời, ánh chiều tà chiếu lên xung quanh người ông những quầng sáng nâu vàng, hóa ra là cố doãn chi đang đi câu về. Trương Dương vội vàng ninh đón, cha, Trương Dương vẫn luôn gọi ông như thế từ lúc cố dai đồng mất. Tuy nhiên cố doãn chi cũng đã khéo léo nói với Trương Dương không cần phải tiếp tục xưng hô như vậy. Ông không muốn chuyện của con gái mình trở thành gánh nặng cả đời không dứt bỏ được cho Trương Dương. Cố Doãn Chi cười đáp, Trương Dương, sao anh lại có mặt ở Hồ Thu Hà? trương dương chỉ về phía sau lưng tiết vĩ đồng nhanh chân bước tới cô cười nói bác cố cố doãn chi hơi ngẩn ra ông không biết tiết vĩ đồng trương dương định giới thiệu tiết vĩ đồng với cố doãn chi nhưng khi nghe cô xưng hô thân mật như vậy hắn ý thức được tiết vĩ đồng chắc đã biết cố doãn chi nhưng nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của cố doãn chi hẳn là không nhận ra tiết vĩ đồng là ai tiết vĩ đồng cười đáp bác cố bác không nhận ra cháu sao cháu là con gái của tiết thế luân Cố Doãn Chi lúc này mới nhớ ra, vui mừng nói, cháu là đồng đồng phải không? Lần trước ta gặp cháu vẫn chỉ là một cô học sinh đeo cặp nho nhỏ, sao đột nhiên lại lớn như vậy rồi? Tiết Vĩ Đồng cười, 18 tuổi là lớn nhanh như thổi, cháu tốt nghiệp trung học xong là đi học ở đi học Hong Kong, sau đó đi học mấy năm ở Đại học Cambridge Anh Quốc. Lâu lắm không gặp đương nhiên là bác không nhớ rồi ạ. À. Cố Doãn Chi và Tiết Thế Luân cha của Tiết Vĩ Đồng là chỗ quen biết nhiều năm, quan hệ giữa hai người vẫn rất tốt. Tuy nhiên trong chốn chính trị cố doãn chi không bao giờ kéo bè kết phái, đây cũng là nguyên nhân mà ông chỉ dừng lại ở trước tỉnh ủy Bình Hải trong cả chặng đường hoan lộ của mình. Cố doãn chi thở dài nói, đã mười mấy năm rồi, còn nhớ lần đó ta đến nhà cháu chắc cũng đã là chuyện của mười năm trước. Tiết Vĩ Đồng liên tục gật đầu, năm hổ, khoảng bát lục xuất, lúc đó là mùng 7, là sinh nhật cháu, bác bá còn tặng cho cháu một chiếc bánh sinh nhật, cố doãn chi cười cháu nhớ rõ thật tiết vĩ đồng cười nói đương nhiên ạ à, hôm đó cháu nghịch ngợm gây họa may mà có bác cố đến cháu mới thoát được kiếp nạn đó nếu không cha cháu đã treo cháu lên rồi cố doãn chi cười vui vẻ ông đưa sọt cá câu được cho trương dương đi về nhà ta ăn cơm trương dương nhìn sọt cá bên trong có ba con cá nhỏ xem ra hôm nay cố doãn chi cũng không câu được mấy hắn không khỏi nói cha ca con cá bé này nấu không đủ ăn đâu Cố Doãn Chi đáp, ở nhà có đồ ăn ngon nữa. Trương Dương và Tiết Vĩ Đồng đi cùng Cố Doãn Chi về nhà, chưa đi vào đến của đã ngửi thấy mùi thơm phức. Trương Đại Quan Nhân hít hít mùi liền liên tưởng ngay đến vài thứ, thốt lên, Phật khiêu tường. Dưỡng dưỡng đã về rồi. Cố Doãn Chi cười gật đầu, mũi anh thính đấy. Lúc họ đi vào khuôn viên nhà, Cố Dưỡng Dưỡng cũng cùng lúc đi ra từ nhà bếp. Cô dùng một chiếc khăn lụa màu vàng buộc lên đầu, đôi lông mày mỏng manh trên khuôn mặt càng làm nổi bật đôi mắt trong veo như nước. Cô đứng thẳng ánh trời chiều giống như một bông hoa sơn trà xinh đẹp vậy. Khi nhìn thấy bóng dáng Trương Dương, đôi mắt cô dạng người hẳn lên. Với ánh mắt nhìn sắc bén, cố Doãn Chi lập tức nhận ra vài điều từ biểu hiện của cô con gái. Chỉ có người cha mới hiểu rõ lòng con gái mình, cố Doãn Chi hiểu rõ tâm tư con gái mình, ông bất giác có chút lo lắng. Cô dưỡng dưỡng hiển nhiên che giấu sự quan tâm của mình với Trương Dương trước mặt cha, Cô cười tươi đón chào Tiết Vĩ Đồng, chị Đồng Đồng cũng đến ạ. À. Tiết Vĩ Đồng cười đáp, Dưỡng Dưỡng, hóa ra em cũng ở nhà. Hai người cũng chỉ quen biết nhau ở cuộc hội tụ thái tử tại Kinh Thành. Cô Doãn Chi nói, Dưỡng Dưỡng đã chuẩn bị xong món Phật khiêu Tường chưa? Cô Dưỡng Dưỡng đáp, xong rồi ạ, à, để con làm thêm vài món nữa, cha và anh dễ cứ uống rượu trước đi ạ. À. Tiết Vĩ Đồng cũng không biết quan hệ của Trương Dương với nhà họ cố nghe thấy dưỡng dưỡng gọi hắn là anh rể rồi hắn gọi cố doãn chi là cha trong đầu càng mơ hồ khó hiểu cô đi giúp cố dưỡng dưỡng nấu ăn cố doãn chi và trương dương đi vào phòng ăn ông đi tới tủ rượu lấy ra một bình ngũ lương trương dương nói cha cha vẫn còn giữ nhiều thứ đấy chứ cố doãn chi điềm nhiên cười vừa rồi hạ bá đạt có tới thăm ta còn mang đến hai thùng ngũ lương ta bình thường cũng ít khi uống Trương Dương đón lấy bình rượu đặt xuống bàn. Thị trưởng Hạ Dạo này thế nào hả? À? Cố Doãn Chi nói, còn thế nào nữa? Ông ta cũng đã đi đến đoạn cuối trên con đường quan lộ rồi. Làm bí thư lâu quá cũng không phải việc tốt gì. Làm việc mà do dự thiếu thiếu quyết đoán. Lúc Trương Dương làm việc ở Nam Tích đã từng tiếp xúc qua với Hạ Bá Đạt, đương nhiên biết rõ khuyết điểm của Hạ Bá Đạt. Hắn mỉm cười. Tuy nhiên Hạ Bá Đạt con người này năng lực có hạn nhưng lại rất trung thành với Cố Doãn Chi hắn nghĩ trước mặt cố doãn chi không nên bình luận gì vẫn là tốt nhất. Cố dưỡng dưỡng và tiết vĩ đồng bưng bốn đĩa rau trộn đến, nhìn qua sự bày biện và cách cắt tỉa thức ăn trên đĩa cũng đủ biết tay nghề nấu ăn của cố dưỡng dưỡng đã tiến bộ hơn nhiều. chương 1196, nhất vĩ độ giang hạ. Cố doãn chi gọi tiết vĩ đồng cùng ngồi xuống, tiết vĩ đồng lại coi mình như người nhà, cười đáp bác cố, cháu đi giúp dưỡng dưỡng một tay, tiện thể học luôn tay nghề nấu ăn của chị ấy. Trương Dương cười, Vĩ Đồng, như thế là đúng đó, đừng có mà cả ngày giống như một đứa con trai, con gái là phải biết chút nữ công gia tránh. Tiết Vĩ Đồng đáp, anh ý à, đúng là chủ nghĩa nam tử. Trương Dương rót đầy cốc rượu của cố doãn chi cha, thời gian này công việc của con hơi bận, ở gần như vậy mà cũng không thể đến thăm cha được, cha không trách con chứ. Cố doãn chi cười đáp, trẻ tuổi đương nhiên công việc là quan trọng hơn, ta bây giờ thích an nhàn, nếu ngày nào anh cũng đến quấy giày ta, thì mất cả vui. Trương Dương biết Cố Doãn Chi chỉ nói đùa, cũng cười đáp cha, không phải cha định đuổi con đi chứ. Cố Doãn Chi nói, anh đi thì ai uống rượu cùng ta đây? Hai người cười ầm lên, Trương Dương hầu Cố Doãn Chi uống cạn một chén, gấp ít rau trộn cho vào miệng, không khỏi khen ngợi tay nghề của dưỡng dưỡng càng ngày càng tiến bộ. Cố Doãn Chi nói, chỉ một miếng dưa chuột mà anh cũng có thể thưởng thức ra tay nghề nấu ăn, có phải anh hơi khoác lác không đấy? Cha những món càng đơn giản như thế này mới có thể hiện được công phu của đầu bếp, nếu muốn cô ấy trổ hết tài nghệ ra, cứ có nguyên liệu nấu ăn, thì dù có là nước trắng cũng vẫn ngon giống nhau. Cảnh giới lớn nhất là chỉ một đĩa khoai tây cắt lát, một bát mì nấu tương, món ăn càng đơn giản càng đánh giá được tay nghề. Cô Doãn Chi cũng gắp một miếng dưa chuột lên nếm thử rồi nói, hình như cũng hơi khác rồi. Trương Dương đáp, mùi vị còn nằm ở chỗ nữa, cha thử xem kỹ thuật cắt tỉa của em ấy, dưa được cắt thành miếng rất đều đặn, Cố Doãn Chi nói, càng nói càng mơ hồ, nó sắp được anh ca ngợi thành đệ nhất thiên hạ rồi. Trương Dương đáp, cha phải tin phục chứ, Dưỡng Dưỡng là đệ tử quan môn của Tào lão, Tào lão lại là nhân vật nổi tiếng được mọi người kính trọng trong nghề ở kinh thành, vẫn luôn phụ trách việc nấu ăn phục vụ cho Kiều lão, trình độ nấu ăn có thể coi là ngang với đầu bếp cung đình thời xưa. Cố Doãn Chi nói, việc Tào lão nấu ăn ngon chưa chắc đồng nghĩa với việc Dưỡng Dưỡng học được bản lĩnh của ông ta. Trương Dương lại nói, món Phật khiêu tường dưỡng dưỡng làm đến kiều lão cũng phải khen hết lời, ông ấy nói dưỡng dưỡng cũng đã đạt được đến 80% trình độ của tào lão. Cố Doãn Chi nghe Trương Dương nói như vậy cũng cảm thấy rất vui vẻ, cười ha ha nói, lẽ nào dưỡng dưỡng nó lại chuyên tâm vào việc nấu nướng đến vậy, phụ nữ mà nấu ăn giỏi là việc rất đáng tự hào đấy. Trương Dương thêm vào, không cần nói đâu xa, cha có thể hưởng thức món ngon rồi. Tiết Vĩ Đồng bưng món Phật khiêu tường đã làm xong ra, Cố Dưỡng Dưỡng đi theo cô, trong tay cầm một bình hồng tửu. Trương Dương bảo hai người mau ngồi xuống bàn, Cố Dưỡng Dưỡng ngồi xuống ngạc nhiên nói: "Anh rể, em giờ mới biết thì ra anh và chị Đồng Đồng đã kết nghĩa anh em." Trương Dương cười, cái cô muội muội này không thể giữ được bí mật gì cả, chắc cả thời gian nấu bếp đem chuyện này kể ra hết rồi chứ gì. "Tiết phí đồng đáp kết nghĩa là kết nghĩa, anh ba, cũng có phải là việc gì đáng xấu hổ đâu, anh còn sợ người khác biết sao?" Cố Doãn Chi cười hai đứa lớn như vậy rồi còn làm bộ nghĩa khí giang hồ kiểu này trương dương như vậy sẽ ảnh hưởng đến tiền đồ chính trị của anh đó ông cũng đang nói đùa với hắn tiết vĩ đồng đáp bác cố yên tâm chúng cháu kết nghĩa anh em chỉ có lợi cho tiền đồ chính trị không có ảnh hưởng đâu ạ à. cố doãn chi hiểu lời nói của tiết vĩ đồng đều là thật ông biết rõ về gia cảnh tiết vĩ đồng chỉ không biết trương dương có ý kết huynh muội với cô hay là do duyên phật nếu là vì ý đồ của hắn vậy trương dương hẳn có dã tâm rất lớn trong con đường hoan lộ của mình vẫn còn cuồng nhiệt đeo đuổi quan vị trương dương cười vĩ đồng anh không có nịnh hot em đâu nhé đừng có bảo anh được lợi như thế nhé tiết vĩ đồng kính cố doãn chi hai chén rượu cố doãn chi bấy giờ mới hiểu mục đích của tiết vĩ đồng tiết vĩ đồng kể về công việc đầu tư vào hạng mục xây dựng công viên giải trí của mình cho cố doãn chi nghe cố doãn chi cười bác sớm đã nghe tin gần khu vực Hồ Thu Hà sẽ xây dựng một công viên theo chủ đề, nhưng không hề biết lại là hạng mục của cháu, tốt lắm, đầu tư vào khu vực thành phố mới Đông Giang, cháu thực có con mắt nhìn. Tiết Vĩ Đồng nói, đây cũng là kết quả khảo sát nhiều phương diện của cháu, Đông Giang là nơi phù hợp với yêu cầu của cháu. Cô lại nhìn về phía Trương Dương, đương nhiên, cùng vì anh ba của cháu đang công tác ở khu thành phố mới, cái lợi không phân cho người ngoài hưởng, nếu có hạng mục gì đương nhiên phải để cho người mình đầu tư rồi. Trương Dương đáp, "Vĩ Đồng, em nói vậy là nhắc nhở anh đang có một mối thâm tình rất lớn đấy tiết Vĩ Đồng cười, "Em không có ý đó đâu, ý em là, em nếu Đông Giang có anh chiếu cố, em không sợ bị thiệt thòi gì." Mấy người đều cười ầm lên, Cố Doãn Chi nhấp rượu nói, "Thu Hà tự được trùng tu, công viên giải trí được xây dựng, sau khi hai hạng mục này được hoàn thành, khu vực sẽ lấy bối cảnh hồ Thu Hà làm trung tâm." trở thành địa danh mỹ lệ nhất của khu thành phố mới, được lắm. Lấy du lịch để lôi kéo lòng người, thúc đẩy phát triển kinh tế, đây là một nước đi điệu kỳ đó. Đúng vậy cố dưỡng dưỡng vẻ mặt thán phục nói, anh rể con là người có bản lĩnh mà, đi đến đâu cũng có thể hô phong hóa vũ. Trương đại quan nhân cũng biết đúng phải khiêm nhường nói, cũng may là có sự cổ vũ của những bằng hữu này, không có họ giúp đỡ, anh lấy đâu ra nguồn đầu tư tới 8 tỷ chứ. Cố doãn chi cười, Việc này ta cũng nghe qua, khi công trình xây dựng thành phố bắt đầu, anh đã tuyên bố với bên ngoài là cần nguồn vốn tới 8 tỷ. Nói thật cũng thông báo hơi rầm rộ, lúc đầu ta lo rằng anh sẽ vấp phải khó khăn, không ngờ anh lại làm được. Trương Dương đáp, thực ra lúc con tuyên bố việc này trong đầu đã có chủ định rồi. Nếu không làm sao con dám nói, ở thể chế bình hải này cũng có không biết bao nhiêu người chờ đợi để chê cười con rồi. Cố Doãn Chi nói, anh cũng có chút tự mình biết mình đấy nhỉ trương dương cười xấu hổ trước mặt cố doãn chi hắn luôn khiêu tốn nhã nhận hắn quay sang hỏi cố dưỡng 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 em không phải đi học sao sao lại về cố dưỡng dưỡng đáp em đi thực tập rồi bây giờ bài vở trên lớp cũng nhẹ nhàng em chọn một cái đề tài khảo sát dân đông giang nên trực tiếp về nhà luôn hai ngày nữa em sẽ đem kẹp vẽ đi khảo sát tuy nhiên phải đợi tổ chức xong sinh nhật cha em mới đi trương dương nghe thấy vậy vui mừng khi nào thế để đến lúc ấy anh tới mừng thọ. Cố Doãn Chi dừng rưng cười, cái gì mà sinh nhật không sinh nhật, các con còn trẻ mới nên quan tâm, ta già rồi không để ý đâu. Cố Dưỡng Dưỡng nói, thế sao được, phải tổ chức, nhất định phải làm, năm nay cha đã 68 tuổi rồi, tuổi 68 cát lợi nhiều, nhất lộ phát. Cố Doãn Chi cười đáp, người Quảng Đông thịnh cái này, ta thì không tin. Tiết Vĩ Đồng nói, bao giờ ạ? À? Cố Doãn Chi nói, Dưỡng Dưỡng, cha không thích việc này, đừng có bậy đặt. Ông uống chén rượu rồi đứng dậy đi vào xem tin thời sự. Tuy ông đã nghỉ hưu, nhưng ngày nào cũng đúng giờ này, ông vẫn luôn ngồi trước tivi xem thời sự. Trương Dương và Tiết Vĩ Đồng ăn uống xong cùng cố dưỡng dưỡng đi dạo ven hồ Thu Hà. Cố dưỡng dưỡng lúc này mới nói ra lý do muốn làm sinh nhật cho cha mình, anh rể, thứ tư tuần sau là sinh nhật cha, em muốn nhân ngày này giúp anh em và cha làm hòa. Trương Dương có chút ngẩn ra, lập tức đoán ra cố dưỡng dưỡng đang nói đến cố minh kiện hắn nhỏ giọng nói minh kiện cũng đến cố dưỡng dưỡng gật đầu anh em tuần sau sẽ đến đông giang anh ấy liên lạc với em anh ấy nói rất hối hận muốn xin lỗi cha chỉ là sợ cha không tha thứ cho anh ấy trương dương không nói gì im lặng nhìn ra phía hồ ánh trăng chiếu rọi trên cao không biết tự lúc nào đã đắm mình trên dòng nước lóng láng ánh sáng tựa như từng mảnh bạc trắng rơi rụng trên mặt nước trương dương đã cực kỳ thất vọng về cố minh kiện thân là con trai duy nhất trong nhà, khi Cố Gia Đồng mất, gã không những không gánh vác trách nhiệm chăm sóc gia đình này mà còn làm việc tùy ý, phá hỏng cả sự nghiệp mà giai Đồng để lại. Việc làm Trương Dương không thể chấp nhận được là gã đã đứng trơ mắt nhìn em gái mình bị kẻ khác đâm phải, rồi thờ ơ bỏ đi. Trương Dương trong lòng hiểu rõ gã Cố Minh Kiện này không có nhân phẩm. Mà thực tế, Cố Minh Kiện cũng không ưa gì hắn, Trương Dương nói, hy vọng lần này cậu ta thực sự biết mình sai kỳ thực trương dương không hề tin cố minh kiện có thể hối cải được cố dưỡng dưỡng nói anh rể hay là anh giúp em khuyên cha giúp họ làm hòa trương dương cười dưỡng dưỡng con người cha em nên hiểu cha hẳn nhìn thấu rõ vấn đề quan niệm gia đình rất quan trọng vì cố minh kiện đã làm nhiều việc không phải với mọi người nhưng anh nghĩ cha sẽ không giận đâu chỉ cần cố minh kiện thật lòng hối cải cha nhất định sẽ tha thứ cho cậu ấy còn anh thì Trương Dương lắc đầu đáp, tốt nhất là anh không nên gặp Minh Kiện, cậu ấy cũng không thích anh. Nếu anh xem vào, e là càng làm hỏng việc. Cố Dưỡng Dưỡng nói, anh rểm em sợ cha sẽ không tha thứ cho anh ấy. Trương Dương cười, đừng lo, cha là người thương Minh Kiện hơn ai hết. Lúc Cố Dưỡng Dưỡng và Trương Dương nói chuyện, Tiết Vĩ Đồng đã biết ý đi ra phía hồ, lại nhặt hòn sỏi ném ra giữa hồ, dưới ánh trang chiếu dọi mặt hồ lại nhấp nhô từng gợn từng gợn lăn tăn trương dương bước đến bên cạnh cô cố dưỡng dưỡng đã trở về trước tiết vĩ đồng nói không ngờ anh và nhà họ cố lại có quan hệ như thế này cô đã nghe ra chuyện giữa trương dương và cố giai đồng qua cách xưng hô của cố dưỡng dưỡng trương dương ngước nhìn ánh trăng khuyết trên trời chậm rãi hít thở hắn không muốn nhắc lại chuyện này cười nói để anh đưa em về tiết vĩ đồng nói không phải anh đã đồng ý sẽ dạy em chiêu vi độ phi giang sao trương dương cười em tin thật à Tiết Vĩ Đồng đáp, anh ba, nói lời phải giữ lời chứ. Cô lại ngắt một cành cỏ lau, ném về phía mặt nước cười, dù sao cũng không có ai cả, anh cứ biểu diễn một chút công phu đi. Trương Dương nói, có thật muốn xem không? Tiết Vĩ Đồng gật, vẻ mặt lại đầy sự hoài nghi, cô vốn không hề tin tưởng có người có thể làm tới cảnh giới vi độ phi giang này. Trương Dương nói, vậy em hãy mở to mắt ra mà nhìn, nhất thiết không được chớp mắt, sau đây sẽ là giây phút ngắn ngủi em được chứng kiến kỳ tích đấy hắn đột nhiên nhảy thẳng xuống hồ, tiết vĩ đồng hét lên kinh hãi, nhưng lại nhìn thấy thân thể trương dương không hề bị chìm xuống nước. Trong giây lát đang đạp lên nhành cỏ lau đó, trông hắn tựa như một mảnh lục bình đang phiêu du trên mặt hồ. Tiết vĩ đồng dường như không thể tin vào mắt mình, hắn thực sự có thể làm được, trước đây trong tưởng tượng của cô, chỉ có trong tiểu thuyết võ hiệp mới có thể tìm được cảnh tượng này. Trương Dương mỉm cười, mũi chân nhẹ tựa lông hồng, dưới đế giày của hắn đã dính đầy nước, trong chốc lát hắn lại thi triển một lần nữa nhảy lên mặt nước tiết vĩ đồng kinh ngạc trời ạ à, anh ba anh có phải là người không em gái chúng ta không nên mắng người như vậy tiết vĩ đồng nhìn khắp từ trên xuống dưới quanh người trương dương cô giơ ngón trỏ ra lợi hại lắm anh ba nếu anh không dạy em chiêu này em sẽ báo cáo lên trung tâm nghiên cứu người ngoài hành tinh của viện khoa học quốc gia coi anh là người ngoài hành tinh để họ bắt lại trương đại quan nhân cười khổ nói nhà đầu này, thật độc ác, anh là anh ba của em, anh ba kết nghĩa đó. Tía Vĩ Đồng cười, anh ba như thế này à, anh ba kết nghĩa là dùng để bắt nạt. Trương Đại Quan Nhân không nói lại được. Xa xa đột nhiên có còi tín hiệu của cảnh sát, Trương Dương trao mày nhìn ra phía đó. Còi cảnh sát hình như truyền từ phía khu phi công thu hà tự, không biết là đã xảy ra chuyện gì. Tiết Vĩ Đồng nói, phiền nhất là thứ âm thanh này, cứ làm như sợ người ta không biết cảnh sát bọn họ đang hành động vậy. Trương Dương cười, càng kêu to chứng tỏ càng không có chuyện gì lớn, đi thôi, anh đưa em về nghỉ ngơi. Phán đoán của Trương Đại Quan Nhân có chút sai lệch, ngày thứ hai khi hắn đi làm, mới nhận được tin trong đống nguyên liệu gỗ dùng cho công trình trùng tu thu hà tự phát hiện lượng lớn chất ma hoàng, ma hoàng lại là chất trọng yếu chế tạo thuốc gây nghiện. Hành động ngày hôm đó do Khương Lương Đích Thân chỉ huy, thu được tại hiện trường tới 100 cân ma hoàng số ma hoàng này đều được cất giấu trong nguyên liệu gỗ được mua về để ở công trình thi công, trước tiên gỗ được cưa ra, rồi đục rỗng bên trong, xua đó ma hoàng được nhét đầy vào lõi. Cuối cùng được dán lại đúng như nguyên dạng ban đầu, nếu như không phải là được báo tin, Khương Lượng cũng không hề biết những thanh gỗ này có vấn đề. Việc này làm chấn động cả khu thành phố, Thu Hà tự là công trình trùng tu trọng điểm của thành phố, đồng thời cũng là thánh địa Phật Môn. Nhưng giờ lại ẩm ý lên vụ án tàng chữ ma túy, công trình buộc phải tạm dừng thi công đều điều tra. Tối đó đến Huệ không Pháp Sư, Tam Bảo Hòa Thượng đại diện trùng tu phía nhà chùa, thậm chí cả cố vấn xây dựng tần truyền lương cũng bị mời đến sở cảnh sát để hỗ trợ việc điều tra. Sau khi biết tin này, Trương Dương lập tức cùng Tần Thanh đến tìm hiểu tình hình. Vì vụ án này, Khương Lượng cả đêm không hề chợp mắt, lúc Trương Dương và Tần Thanh đến, gã cũng vừa thẩm vấn xong, đang ngồi trong phòng làm việc nghỉ ngơi một chút. Huệ không pháp sư, Tam Bảo Hòa Thượng và Tần Truyền Lương cũng đã được loại trừ khỏi diện bị tình nghi. Họ không có liên quan đến chuyện này. Tần Thanh đi tham tra trước, Trương Dương đi đến phòng làm việc của Khương Lượng, mang theo đầy sự nghi ngờ khó hiểu hỏi chuyện gì thế? Sao công trình thu hà tự lại có chứa ma túy được? Khương Lượng vuốt sống mũi, tiếp đó xoa dịu hai mắt nói: cậu hỏi tôi, tôi hỏi ai đây? Người ta báo tin cho tôi, tôi đem người đến kiểm tra, không ngờ lại tra ra vấn đề một chân cân bột ma hoàng được giấu trong đống gỗ. Trương Dương nói, mẹ cha thằng nào vô đạo đức thế này. Khương Lượng nói, bột ma hoàng là nguyên liệu chủ yếu dùng để chế tạo chất gây nghiện. Cha ra khối lượng ma hoàng nhiều như vậy là lần đầu tiên trong lịch sử Đông Giang, cấp trên ra lệnh cho tôi nhanh chóng phá án này, cho nên tôi mới phải thức cả đêm để mời tất cả những người có liên quan đến thẩm tra. Trương Dương nói, có kết quả không? Khương Lượng đáp, cũng có chút mang mối, chỗ gỗ này là do Kỳ Phong quyên tặng Thu Hà Tự. Trương Dương nghe thấy vậy sửng sốt, Kỳ Phong. Khương Lượng đáp, tôi đã cho người tới tìm hắn, nhưng tôi thấy chuyện này có điều bất thường. Trương Dương trong lòng thầm thấy kỳ lạ, vì Kỳ Phong và hắn xảy ra mâu thuẫn, nên đã ép gã rời khỏi Đông Giang, sao lại có thể dính dáng đến chuyện bột ma hoàng này được. Gã giấu ma túy vào gỗ rồi đem quyên tặng cho Thu Hà Tự, đây chẳng phải là tự chui đầu vào lưới sao. Trương Dương cũng không hỏi tỉ mỉ, dù sao chuyện này cũng là việc nội bộ cảnh sát, hắn cũng biết rằng dù mình có hỏi, Khương Lượng cũng sẽ không nói thật tình. Vụ án ma túy lần trước vì nhân vật then chốt tử vong và mất thích nên mất đi mạng mối, lần này lại khác thu được lượng lớn bột ma hoàng và còn lần ra được bước chuyển. Lúc Trương Dương rời đi, hắn gặp Kỳ Sơn đang vội vàng đi tới, sắc mặt không ổn chút nào, thấy Trương Dương, gã gật đầu rồi vội vội vàng vàng di xuống phòng làm việc trên tầng. Không cần hỏi, gã đến chắc để giải quyết chuyện em trai mình. Khương Lượng thấy Kỳ Sơn đến vẫn tỏ ra rất lịch sự, cười nói mời ngồi. Sự việc cho đến thời điểm hiện tại không hề có liên quan gì đến Kỳ Sơn. Kỳ Sơn quan tâm hỏi, "Đội trưởng Khương, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?" Khương Lượng đáp, "Sự việc là thế này, chúng tôi được báo tin nói đống nguyên liệu gỗ của Thu Hà Tử có vấn đề, trong đó có dấu ma túy nên chúng tôi đã hành động suốt đêm, quả nhiên phát hiện trong gỗ có lượng lớn bột ma hoàng." Kỳ Sơn vẻ mặt hoang mang, bột ma hoàng là gì vậy? chương 1197, trận tài lộ 1 Khương Lượng nói, ma hoàng là một loại thuốc, là nguyên liệu chủ yếu để chế tạo thuốc phiện. Kỳ Sơn hít vào một hơi, rồi thấp giọng nói, việc này thì có liên quan gì đến em trai tôi? Khương Lượng nói, số gỗ này là do Kỳ Sơn quyên góp cho Thu Hà Tự, chúng tôi đã điều tra qua về đơn mua hàng, người bán hàng chắc chắn là anh ta, giờ đây chúng tôi đã liên hệ với bên cảnh sát bắc hải để trợ giúp chúng tôi tìm kỳ phong để xem chuyện này rốt cuộc bắt đầu từ đầu kỳ sơn lắc lắc đầu nói em trai tôi không thể nào làm chuyện này được từ trước đến giờ nó đâu có dính dáng vào thuốc phiện làm sao có thể bán thuốc phiện được đội trưởng khương anh nghĩ mà xem việc này không hề phù hợp với logic nó làm việc này với mục đích gì chứ tại sao lại phải đưa số nguyên liệu đó đến thu hà tự chẳng lẽ chỉ là để làm tổn hại đến danh dự của thu hà tự hay sao hai anh em chúng tôi không hề thiếu tiền, chúng tôi trước đó đã quyên góp cho Thu Hà từ 2 triệu, Khương đội trưởng, việc này nhất định có người dở trò đằng sau, chắc chắn đây là một sự vụ oan. Kỳ Sơn rõ ràng đang rất xúc động. Khương Lượng nói có phải là vụ oan hay không thì hiện tại chúng tôi vẫn chưa rõ, có điều, chúng tôi sẽ điều tra cho kỹ việc này, nếu như chắc chắn rằng việc này không liên quan gì đến em trai anh, chúng tôi nhất định sẽ lấy lại danh dự cho anh ấy. Kỳ Sơn nói, dù là người nào nhìn vào thì cũng thấy việc này thật quá đỗi hoang đường, không hề có bất cứ sự khả thi nào hết. Nói đến đây, điện thoại của Kỳ Sơn vang lên, gã nhấc điện thoại, rồi nghe luôn trước mặt Khương Lượng, alo. Đầu dây bên kia là tiếng nói yếu ớt của Kỳ Phong, anh ơi. Kỳ Sơn đứng dậy rồi nói, Tiểu Phong, em đang ở đâu? Khương Lượng nghe thấy gã gọi tên của Kỳ Phong ngay lập tức trở nên cảnh giác, có điều Kỳ Sơn vẫn trấn tĩnh như vậy, không hề có ý lảng tránh kỳ phong nói anh ơi em đi đây kỳ sơn lớn tiếng nói tiểu phong em hãy nghe anh nói giờ đây anh đang ở cục cảnh sát và đang xử lý việc của em mọi người đều tin rằng em vô tội kỳ sơn ngoài mặt thì đang tỏ ra an ủi em trai nhưng một mặt khác cũng nhắc nhở gã không được nói linh tinh vì đây đang là cục cảnh sát kỳ phong khóc nói anh không được đâu có người muốn hại em đặt cái bẫy này để em chui vào số gỗ đó là do em gửi nhưng em không bán thuốc phiện, em thề rằng em không bán thuốc phiện. Kỳ Sơn nói, Tiểu Phong, em phải bình tĩnh, em tin anh, tin vào cảnh sát, nhất định sẽ làm cho chuyện này được rõ ràng. Anh, em xin lỗi anh. Đầu dây bên kia, Kỳ Phong đã cục điện thoại. Kỳ Sơn lớn tiếng hét lên, Tiểu Phong, em nghe anh nói đã. Đầu dây bên kia vang lên tiếng tút tút, Kỳ Sơn gọi điện lại đã không còn ai nhấc máy nữa. Khương Lượng Yên lặng nhìn Kỳ Sơn, Kỳ Sơn thất thần buông điện thoại xuống, rồi nói đầy xúc động, em trai tôi bị người ta hãm hại, tại sao các anh lại nghi oan một người tốt chứ? Tại sao lại phải ép nó đến đường chạy trốn? Khương Lượng nhìn Kỳ Sơn rồi bình tĩnh nói, không có ai nghi oan cho anh ta cả, chúng tôi chỉ muốn điều tra cho rõ ràng thôi, đến tận bây giờ người của chúng tôi vẫn chưa tìm được anh ta. Kỳ Sơn bình tĩnh nói, mặc dù tính tình em tôi hơi tùy tiện, nhưng nó không bao giờ làm việc gì phạm pháp, rốt cuộc là ai đang hại nó. Khương Lượng nói: "Kỳ tiên sinh, tôi nghĩ cốt yếu của việc này không nằm trên người Kỳ Phong, tôi hy vọng rằng anh có thể hỗ trợ phía cảnh sát chúng tôi, nhanh chóng liên lạc với Kỳ Phong, khuyên anh ta quay về, nếu như việc này thật sự là một vụ đổ oan thì cũng cần phải nói cho rõ ràng." Kỳ Sơn nói: "Giờ đây nó sợ như vậy, làm sao tôi liên lạc được với nó?" Khương Lượng nói: "Kỳ tiên sinh, vì sự an toàn của em trai anh, tôi nghĩ anh nên nghĩ tất cả mọi cách để tìm được anh ấy." Bàng Thanh Sơn thấy chiếc xe phê tần ở đằng xa, gã dừng công việc lại, rồi khập khiếng bước về phía đó. Kỳ Sơn đã xuống xe từ phía đằng xa, đến trước mặt bàng Thanh Sơn. Bàng Thanh Sơn cười nói, tôi đã bắt được mấy con ba ba, buổi chưa có thể nấu cho anh ăn. Thái độ của Kỳ Sơn rất nghiêm túc, lão bàng, anh có thể phải đi một chuyến rồi. Bàng Thanh Sơn gật đầu nói, đi đâu? Kỳ Sơn chậm chậm bước đến bên hồ cá, bàng Thanh Sơn khập khiếng đi theo đằng sau gã, rồi kỳ sơn nói tiểu phong gặp phải phiền phức có người lợi dụng ma hoàng để vu oan cho nó buôn thuốc phiện mục đích là để phía cảnh sát tập trung sự chú ý lên người tôi có thể tìm thấy anh ấy ở đâu kỳ sơn đưa cho bàng thanh sơn một tờ giấy rồi nói tôi đã từng nói cho nó nếu như ở bắc hải gặp phải phiền phức gì thì hãy trốn ở đây lão bàng tôi chỉ có một người em này anh phải đảm bảo cho nó được an toàn bàng thanh sơn nhìn qua tờ giấy sau đó nhét vào miệng nhai rồi nuốt mất kỳ sơn không nói thêm câu nào nữa gã bước lên xe nhắm đôi mắt lại với dáng vẻ mệt mỏi chiếc xe rời khỏi hồ cá kỳ sơn thấp giọng nói anh năm có người đi theo không không có kỳ sơn nói việc ma hoàng có liên quan đến số hàng hóa gần đây tuồn vào đông giang tôi đã điều tra được một vài tin tức có lẽ là bang tử đang làm kỳ sơn nghiến răng nghiến lợi mắng khốn kiếp anh ta dám không tuân theo hiệp ước của tôi xem ra anh ta muốn đẩy chúng ta ra rồi kỳ sơn gật gật đầu gã lấy ra một điện thoại khác trong túi sau khi mở máy gã gọi đến cho một số điện thoại vang lên mấy tiếng rồi đối phương nhấc máy một âm thanh thâm trầm vang lên có việc gì kỳ sơn nói số gỗ của thu hà tự rất đắt đúng không ồ nhận được rồi sao thái độ của đối phương rất hòa nhã kỳ sơn nói tại sao phải phá quy tắc tại sao phải hại em trai tôi đối phương cười hà hà nói tôi đâu có phá quy tắc vì quy tắc chính là do tôi nghĩ ra anh kiếm đủ rồi muốn rửa tay hà muốn làm người tốt hà ha 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 ý định tốt đẹp như vậy thật là hay ho đấy kỳ sơn nói số hàng gần đây tuồn vào đông giang là do các anh làm đúng thì đã sao có người muốn mua hàng anh không muốn làm còn có người khác muốn làm đây chẳng phải là điều rất bình thường sao kỳ sơn nói anh đang mạo hiểm cảnh sát để ý gắt gao thế này mà anh lại kiên trì tiếp tục làm, đồng nghĩa với việc mạo hiểm tính mạng của tất cả mọi người. Làm cái nghề như chúng tôi, vốn đã là lấy mạng để đặt cược, nếu chơi được thì anh chơi, chơi không được thì anh nhường đường, tự khắc có người đến chơi. Kỳ Sơn cười hà hà một tiếng rồi nói, cuối cùng đã nói ra suy nghĩ thật sự rồi, nói rằng tôi cản đường của anh, vì vậy các người đã đặt bẫy để hại tôi, muốn dồn sự chú ý của phía cảnh sát lên tôi. Là do bản thân anh không muốn chơi, chẳng trách được người khác kỳ sơn nói anh có bao giờ nghĩ đến hậu quả chưa đối phương lại cười câu này tôi phải hỏi anh mới phải kỳ sơn nói đây không phải là hồng kông anh phải cẩn thận hơn người cần cẩn thận là anh mới phải kỳ phong cúp điện thoại gã nhìn cảnh đường phố lướt qua bên ngoài cửa sổ ô tô rồi thấp giọng nói quả nhiên là vấn đề của họ có phải họ không đợi được nữa không kỳ sơn lạnh lùng nói không phải không đợi được nữa mà là đã nhắm vào miếng thịt mỡ là đông giang này họ muốn đá tôi ra ngoài rồi xây dựng lại thị trường ở đông giang anh định làm thế nào anh năm cần phải chuẩn bị đường lùi rồi anh muốn đi sao kỳ sơn lắc đầu nói tìm được tiểu phong trước đã rồi hẵng hay trong thời gian ngắn chúng không dám động đến tôi đâu chúng có điểm yếu của tôi trong tay tôi cũng có điểm yếu của chúng nếu làm tôi tức giận thì tất cả chơi bài ngửa với nhau cùng lắm thì mọi người cùng chết Thật sự phải đi đến bước đó sao?" Kỳ Sơn nói, dừng tất cả việc sản xuất lại, những việc làm ăn vòng ngoài cũng dừng lại hết. "Anh càng ngày càng cẩn thận rồi." Kỳ Sơn nói, mặc dù việc của Tiểu Phong là do chúng hãm hại, nhưng bên cảnh sát nhất định đã để ý đến tôi, gần đây cần phải dừng tất cả hoạt động lại, không thể để bên cảnh sát nắm được điểm yếu nào của tôi. "Vâng, anh Nam, chúng ta đã làm đến 8 năm, tôi đã kiếm đủ rồi, dù là giờ không làm nữa." thì đời chúng ta cũng chẳng phải lo lắng gì về cơm ăn áo mặc trước kia tôi luôn nghĩ đợi một ngày khi tôi kiếm đủ tôi sẽ rút tay về nhưng tôi kiếm càng được nhiều tiền thì tôi càng không tìm được lý do gì để rút tay về giờ đây nghĩ lại đều là do tôi quá đỗi tham lam có một vài việc anh không thể nào quyết định được con người ở trên giang hồ không thể nào làm theo ý mình kỳ sơn cười nói đám người hồng kông này quả thật quá tham lam hợp tác với chúng chỉ là lợi dụng chúng để làm lớn mà thôi chỉ là muốn để chúng thu hút sự chú ý của cảnh sát, giờ đây không ngờ chúng lại dám phản lại tôi. Anh định làm thế nào? Đây đã là lần thứ hai ngũ ca hỏi gã. Kỳ Sơn nói, chỉ cần Tiểu Phong không sao, chúng thích chơi thế nào thì chơi như vậy. Câu này đã lộ ra sự bất an của Kỳ Sơn, gã sợ rằng em trai mình xảy ra chuyện. Kỳ Sơn chỉ vào đằng trước rồi nói, cho tôi xuống ở đường tiêu tương đằng trước. Đoàn nhạc giao hưởng tỉnh ở đường tiêu tương, khi Kỳ Sơn và Lâm Tuyết Quyên yêu nhau, thường xuyên đến chỗ này, gã rất quen thuộc với con đường này, gã đã vô số lần đo chiều dài của con đường này, từ góc đường đến cánh cửa của đoàn nhạc giao hưởng tỉnh đúng 291 bước, bước của Kỳ Sơn rất chuẩn, ông cụ ở phòng bảo vệ cũng đã quen mặt Kỳ Sơn, cười gật đầu với gã. Kỳ Sơn đều quen với từng người nơi đây, trước kia, thân phận của gã từng là bạn trai của Lâm Tuyết Quyên, nhưng đến bây giờ, thân phận của gã chỉ là một phú thương thích âm nhạc chính vì có sự tài trợ của gã, đoàn nhạc giao hưởng tỉnh mới có thể tổ chức thành công nhiều đêm nhạc ở Đông Giang đến vậy. Kỳ Sơn đến phòng đàn, nghe thấy tiếng đàn dương cầm vang lên bên trong, gã chậm chậm đẩy cửa bước vào. Lâm Tuyết Quyên đang ở đó đánh một bản nhạc niềm vui nỗi buồn của tình yêu. Kỳ Sơn tựa vào cửa, mỉm cười nhìn Lâm Tuyết Quyên, cô vẫn chú tâm như thế, nhất cử nhất động của cô vẫn nho nhã hấp dẫn người ta như thế, vẫn giống như trước kia, trong lòng Kỳ Sơn, dáng vóc của lâm tuyết quyên vẫn như lần đầu gã gặp chưa hề thay đổi chút nào kỳ sơn nhắm đôi mắt thưởng thức tiếng nhạc du dương cảm xúc của gã biến đổi theo điệu nhạc gã nhớ về quá khứ giữa họ trong mùa xuân tràn ngập ánh mặt trời họ cười dạng rõ đuổi bắt nhau trong cánh đồng hoa cải vàng ươm tiếng cười của lâm tuyết quyên vang vọng trong ký ức của gã rất rõ ràng gã nhớ đến từng thái độ từng nét mặt của cô ấy nhớ nụ hôn của cô ấy nhớ những lời nói thì thầm của cô ấy tiếng đàn đột một dừng lại Kỳ Sơn từ trong mộng cảnh về lại hiện thực, gã vẫn nhắm hai mắt, tìm lại những ký ức tàn dư trong đầu, tiếng giày cao gót lột cuộc vang lên bên tai. Kỳ Sơn mở hai mắt, ngay lập tức đã bắt gặp ánh mắt quan tâm của Lâm Tuyết Quyên, Kỳ Sơn, anh sao thế? Mặc dù hai người họ không thể đến được với nhau, nhưng không có ai hiểu đối phương bằng họ, chỉ nhìn Kỳ Sơn một chút, Lâm Tuyết Quyên đã đoán chắc rằng Kỳ Sơn nhất định có tâm sự. Kỳ Sơn mỉm cười nói, không sao đâu, đột nhiên anh muốn nghe em đánh đàn, vì thế đã đến đây. Lâm Tuyết Quyên không tin lời của gã, từ ánh mắt của Kỳ Sơn, cô đã nhận ra rằng Kỳ Sơn lòng đầy tâm sự, liền nhẹ nhàng nói ánh mắt của anh không lừa nổi em đâu. Kỳ Sơn cười bước đến, đến trước cây đàn dương cầm, gã ngồi xuống, tay gã gõ nhẹ nhẹ trên những phím đàn, một âm thanh vang lên trong phòng. Trường 1198, trận tài lộ 2 lâm tuyết quyên cười nói bao lâu rồi anh không đánh đàn vậy kỳ sơn lắc đầu rồi lại đậy đàn lên rất lâu rồi giờ anh đã không còn nhớ nữa rồi lâm tuyết quyên lại mở đàn ra rồi nói anh đánh một bản lời nói mùa thu đi em muốn nghe kỳ sơn cười nói không được rồi tay cứng rồi giờ đây đến bản nhạc còn không nhớ nữa lâm tuyết quyên kiên quyết anh đánh được kỳ sơn không nói lại được cô chỉ đành gật đầu được vậy thì anh thử xem Gã ngồi xuống trước cây đàn, yên lặng nhìn phím đà, cuối cùng đã khởi động nốt nhạc đầu tiên, kỳ sơn đánh đàn dương cầm rất giỏi, mặc dù không thể nói là chuyên nghiệp, nhưng gã nắm tiết tấu và bản nhạc rất tốt, điều tốt hơn nữa là gã còn đưa cả tình cảm vào bản nhạc. Lâm Tuyết Quyên đứng ở một bên, nhìn thái độ chuyên tâm của kỳ sơn, trong lòng đột nhiên cảm thấy một nỗi niềm đau xót khó tả, vận mệnh đúng là thứ khó nắm bắt nhất trên đời này, họ đã từng yêu nhau tha thiết, giờ đây lại trở thành bạn, Kỳ Sơn là một người bình tĩnh và lý trí, Lâm Tuyết Quyên biết gã vẫn còn tình cảm rất sâu sắc với mình, nhưng điều khó là giờ đây cô đã có gia đình và đã có một người chồng yêu cô. Nghe bản nhạc, tất cả những ký ức trong quá ức ùa về trong lòng Lâm Tuyết Quyên, cô đột nhiên cảm thấy sợ, cô phát hiện rằng mặc dù tình cảm đó đã qua biết bao năm, nhưng vẫn không hề phai nhạt trong lòng cô, mặc dù những hồi ức của họ rất đẹp, nhưng với cô, đó vẫn là một sự phản bội lại chồng, là một tội ác. Lâm Tuyết quyên cắn cắn môi, đến khi Kỳ Sơn đánh xong bản nhạc này, cô nhẹ nhàng nói, em phải đi đây, vân chung tối nay về nhà ăn cơm. Em phải đi mua thức ăn. Kỳ Sơn mỉm cười nói, người nên đi là anh mới phải. Trong khi Kỳ Sơn đang đối mặt với áp lực và thử thách, thì sự nghiệp của Trương Đại quan lại lên như diều gặp gió. Tiết Vĩ Đồng đã ký xong hạng mục công viên chủ đề Dieter, rồi bên đó lại có tin tốt lành, tập đoàn Trung Thị đã nhắm vào mảnh đất bên cạnh công viên vui chơi Dieter muốn xây dựng trường quay ở đó như thế này bên cạnh hồ thu hà đã có ba công trình lớn làm cho hồ thu hà nhất định trở thành điểm nóng mới về du lịch của đông giang và khu trung tâm du lịch trong tương lai việc gỗ có thuốc phiện đã làm cho thanh danh của thu hà từ ít nhiều gặp ảnh hưởng rất nhiều tin đồn đã được tung ra ngoài thậm chí còn có một số lời đồn nhảm nói rằng tuệ không pháp sư cũng tham gia vào việc buôn bán thuốc phiện ngoài mặt thì là cao tăng đắc đạo thật ra lại là người bán thuốc phiện từ đài loan đến rất nhiều người đầu tư từ Đài Loan cũng đã nghe được thông tin này, tuệ không Pháp Sư không thể không quay về Đài Loan để giải thích cho họ. Trương Dương đến hiện trường thi công thu hà tự, thấy tường ngoài đã vây xong, vì việc thuốc phiện, tạm thời việc thi công đã dừng lại, công nhân đều nghỉ ngơi, trước bộ chỉ huy, tan bảo hòa thượng đang ngồi trên ghế lười nhác sưởi nắng. Trương Dương lái hẳn xe đến trước mặt Tam Bảo, Tam Bảo cười đứng dậy, rồi lớn tiếng gọi chủ nhiệm Trương. Ngọn gió nào đưa anh đến đây thế này? trương dương cười nói gió đông tây nam bắc hắn nhìn hiện trường thi công chỉ thấy mấy người công nhân phụ trách trông nguyên liệu ở phía đằng xa đang ngồi đánh bài trương dương nói người đâu hết rồi tam bảo nói tạm thời đình công để chỉnh đốn vì vậy đã cho công nhân nghỉ hết rồi sư phụ tôi đi đài loan giải thích tình hình với bên đầu tư đúng là việc tốt phải làm lâu gã dùng cánh tay áo rộng quét quét ghế rồi bê đến cho trương dương ngồi với gã trương dương chưa bao giờ khách sáo Hắn ngồi xuống, Tam Bảo lại vào bộ chỉ huy lấy một ấm trà nóng ra, rót cho Trương Dương một cốc, rồi cung kính đưa đến trước mặt hắn. Trương đại quan nhìn hắn, tên này thật chẳng giống một đệ tử Phật môn gì hết. Trương Dương nói: "Tam Bảo à, hôm nay tôi đến đây là để xem tình hình thi công thế nào, còn một lý do nữa là muốn đưa anh đi một chuyến." Tam Bảo gật đầu lia lịa rồi nói: "Chỉ cần chủ nhiệm Trương gọi tôi một câu, lên rừng xuống biển tôi cũng quyết không từ nan." Trương đại quan nói: "Ôi cha, hóa ra tôi cứ đến đây là nhất định phải hại anh à. Hòa thượng Tam Bảo cười nói, sao lại thế được, chủ nhiệm trương là quý nhân của tôi, mỗi lần gặp anh tôi đều gặp may mắn, tôi còn nghi rằng anh là Phật may mắn của tôi chuyển thế, chỉ cần ở bên cạnh anh, tôi sẽ cảm thấy cả cơ thể đang ngập chìm vào trong ánh sáng của Phật. Suýt nữa thì trương đại quan sặc ngụm trà vừa uống, hắn ho mấy tiếng rồi nói, Tam Bảo, người xuất gia không nói dối, câu này của anh tôi thật sự không nuốt nổi. Đó là vì chủ nhiệm trương quá khiêm tốn thôi, trong lòng tôi, anh luôn tồn tại cùng với Phật tổ, cùng sáng như vậy. Mặc dù trương đại quan cũng thích người khác định vài câu, nhưng những lời nịnh này của Tam Bảo làm cho hắn không thể chịu nổi. Thôi, thôi, mẹ kiếp anh đừng có chủ úm tôi, tôi còn muốn sống thêm mấy năm nữa kìa. Với những người xuất gia khác, Trương Dương nhất định sẽ không nói như vậy, nhưng với Tam Bảo, hắn chẳng kỵ gì trong lời nói. Tam Bảo cũng chẳng để ý, cười ha ha rồi nói, "Đúng rồi, vừa nãy anh còn chưa nói tìm tôi có việc gì." Trương Dương lúc này mới nhớ đến việc chính, hắn buông cốc trà rồi nói, "Tôi có một người bác gái, trước đó anh cũng đã từng gặp, gần đây tâm trạng của bà rất xấu, cần có người đến để khuyên bà." Tam Bảo nói, "Chủ nhiệm Trương, khuyên bảo người khác không phải điểm mạnh của anh sao?" Trương Dương nói, "Nếu như tôi làm được thì cần gì phải tìm anh. Bà ấy tin vào Phật giáo, anh là đệ tử Phật môn." Hơn nữa lại mồm miệng lanh lợi, nếu là người khác tôi thật sự không yên tâm, chúng ta quan hệ thân thiết, anh nhất định phải giúp tôi. Người bác gái mà Trương Dương nói đến là vợ của bí thư tỉnh ủy Kiều Trấn Lương, Mạnh Truyền Mỹ, mặc dù Trương Dương đã từng thử cách dùng thuốc để giúp bà điều dưỡng cơ thể và cũng có chút hiệu quả, nhưng vấn đề thật sự của Mạnh Truyền Mỹ là ở tâm lý, tâm bệnh cần phải có thuốc đặc trị, Trương Dương cũng không thể nào gỡ được nút thắt trong lòng bà ta. Vì vậy Trương Dương mới nghĩ tới tam bảo hòa thượng Trình độ Phật pháp của Tam Bảo Hòa thượng đương nhiên không bằng Tuệ Không pháp sư, nhưng miệng lưỡi tên này giỏi hơn Tuệ Không pháp sư nhiều lần. Tam Bảo gật đầu rồi nói, chủ nhiệm Trương, anh đã mở lời thì tôi nhất định sẽ làm. Có điều tôi cũng có một việc mời anh giúp cho. Trương Dương thầm nói, tên hòa thượng này thật lắm yêu cầu, hắn gật gật đầu rồi nói, anh nói đi. Tam Bảo nói, anh cũng thấy rồi đấy, việc thi công đã dừng mấy ngày, công an nói cần phải dừng để điều tra. Số gỗ có vấn đề đều bị họ kéo đi hết rồi, từ sau khi xảy ra việc, đến giờ vẫn chưa thấy nói thêm gì, chẳng lẽ chúng tôi cứ nghỉ mãi thế này sao?" Trương Dương nói, "Việc này anh đừng lo, bộ chỉ huy khu đô thị mới chúng tôi cũng đã để ý đến việc này rồi và đang nói với bên công an, thế này đi, chút nữa tôi sẽ nói thêm với bên cảnh sát, nếu như không vấn đề gì thì cố gắng nhanh chóng để các anh làm tiếp." Tam bảo cùng Trương Dương đến khu nhà Tỉnh ủy lúc này mới biết nơi mà trương dương dẫn gã đến là nhà của bí thư tỉnh ủy kiều trấn lương chàng hạt trong tay gã bất ngờ đẩy nhanh tốc độ chủ nhiệm trương anh chẳng nói sớm cho tôi biết để tôi ăn mặc cho đẹp hơn một chút trương dương cười nói anh chỉ là một hòa thượng anh chú ý đến vẻ bề ngoài vậy làm gì thế này là đẹp lắm rồi giản dị một chút mới tỏ vẻ khiêm nhường được tam bảo nói kiều phu nhân thế nào rồi trương dương nói trời mới biết mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh bình thường anh chỉ nhìn thấy vẻ huy hoàng bề ngoài của họ, thật ra trong lòng mỗi người đều có nỗi khổ không ai biết đến, đúng rồi, việc này anh không được nói cho người khác biết đấy. Tam bảo gật gật đầu, Trương Dương dừng xe trước cửa nhà Kiều ra, rồi lại nhớ ra một việc, bảo Tam bảo đừng vội xuống xe, hắn ra cốp đằng sau lấy một cái mũ đội lên đầu Tam bảo, rồi lại cởi áo khoác của mình ra cho Tam bảo mặc lên. Tam bảo không hiểu hỏi, chủ nhiệm Trương, anh bảo tôi đến để giảng kinh, hay là bảo tôi đến để làm ăn trộm vậy? Tại sao lại phải đóng giả thế này? Trương Dương cười nói, anh động não suy nghĩ mà xem, anh là một đại hòa thượng, tôi mời anh đến nhà bí thư tỉnh ủy, để cho người khác nhìn thấy chẳng phải đã thành trò cười rồi sao? Tam Bảo ngay lập tức hiểu được dụng ý của Trương Dương, bình thường Kiều Trấn Lương là người đứng đầu của tỉnh Bình Hải, là một đảng viên mẫu mực, còn gã là một đệ tử Phật môn, nếu như đột nhiên đến như vậy, để cho người khác nhìn thấy quả thực không hay gã khoác lên người chiếc áo khoác của Trương Dương, rồi đội mũ lên, trông ra rất giống những thanh niên thời thượng. Trương Dương cười nói, mẹ kiếp, nếu như anh hoàn tục thì là một anh chàng đẹp trai đấy, nói không chừng sẽ làm mấy cô nương ngây ngất kia. Tam bảo mặc dù ra mặt dày, nhưng nghe thấy những lời này, cũng đỏ ao lên, vội vàng chắp hai tay rồi nói, A-di đà Phật, tội lỗi tội lỗi. Trương Dương vỗ vỗ vào vai gã rồi nói, nói ít thôi, xuống xe đi hai người vừa xuống xe, cánh cửa nhà Kiều ra đã mở ra, Kiều Mộng Viện bước từ trong ra, cô luôn đứng ở ban công tầng 2 nhìn xuống, đã thấy bộ dạng này của Tam Bảo Hòa Thượng, suýt nữa thì cười thành tiếng. chương 1199, trận tài lộ 3 Cũng chỉ có Trương Dương mới làm bừa như vậy được thôi, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, Trương Dương để cho Tam Bảo ăn mặc thành như vậy cũng có lý của nó, cô mời hai người vào trong nhà. Trương Dương vừa giơ tay đã giật ngay chiếc mũ trên đầu Tam Bảo xuống, lúc này Tam Bảo đã toát đầy mồ hôi. Kiều Mộng Viện nói, đúng là phiền cho đại sư quá. Trương Dương nói, quần áo là thứ ngoài cơ thể, chỉ cần trong lòng có Phật, thì mặc gì cũng thành áo cả xa hết thôi. Tam Bảo nhe răng, trong lòng nói hôm nay tôi đã trở thành khỉ cho cậu nghịch rồi. Kiều Mộng Viện dẫn Tam Bảo đến Phật đường ở tầng 2, mạnh truyền Mỹ giờ đây mỗi ngày đều dành phần lớn thời gian ở trong Phật đường, thỉnh thoảng ra ngoài cũng là để lên chùa đốt hương, gần đây bà còn chẳng chịu đến chùa nữa cả ngày cứ tự đóng mình trong phòng, không hề liên quan đến cuộc sống hiện thực và những người xung quanh. Vì chuyện của bà, tất cả người trong nhà đều lo lắng vô cùng, vì vậy Kiều Mộng Viện mới tìm Trương Dương bảo hắn nghĩ cách. Kiều Mộng Viện một lúc sau đã xuống lầu, thấy Trương Dương ngồi đàng hoàng trên ghế sofa, người giúp việc đã rót trà cho hắn. Trương Dương ngồi rất đứng đắn, bình thường rất ít khi nhìn thấy hắn ngồi như vậy. Kiều Mộng Viện mỉm cười, ngồi xuống bên cạnh hắn, rồi nhẹ nhàng nói, anh thật là có lòng, không ngờ lại nghĩ đến việc để cho tam bảo đại sư đóng giả đến đây trương dương nói nhà cô là chỗ nào cơ chứ nếu như người khác nhìn thấy một vị hòa thượng bước vào chắc chắn sẽ thành trò cười kiều mộng viện thở dài nói mẹ tôi ngày càng không thích nói chuyện với người nhà rồi dù là với tôi bà cũng rất ít khi mở lời vốn dĩ tôi định cuối năm sẽ đưa bà đi hải nam để cho khuây khỏa đáng tiếc bà không chịu trương dương nói mộng viện cơ thể mẹ cô không có vấn đề gì cả Bệnh của bà ấy là tâm bệnh. Kiều Mộng Viện nói, tôi đã bảo anh tôi năm mới nhất định phải quay về để đưa mẹ tôi đi kinh thành thăm ông ngoại bà ngoại, hy vọng bà ấy có thể vui vẻ lên một chút. Mặc dù Trương Dương rất hiếu kỳ về chuyện của Mạnh Truyền Mỹ, nhưng hắn cũng biết rằng ở nhà bí thư tỉnh ủy thì không nên hỏi nhiều về chuyện nhà người ta. Kiều Mộng Viện nói, chỉ là không biết bà có đồng ý đi hay không. Trương Dương nói, tôi còn tưởng cuối năm công việc của cô rất bận kia, không ngờ cô lại nhàn nhã thế này. Kiều Mộng Viện cười đau khổ nói, công việc có bận đến mấy thì cũng phải dành thời gian ở bên cạnh mẹ tôi. Việc xây dựng quảng trường kỹ thuật số Mộng Thần đã chính thức đi vào hoạt động rồi. Việc bán hàng cũng đang tiến hành thuận lợi. Tôi và Tiểu Yêu gần đây đều hay nói chuyện với nhau. Tôi muốn để cô ấy quay lại giúp đỡ. Nhưng cô ấy thì vui rồi. Ngày nào cũng hưởng thụ ánh mặt trời Geneva. Vui quá rồi. Trương Đại Quan hiểu được nội tình. Giờ đây gần như mỗi buổi tối hắn đều gọi điện quốc tế cho hai mẹ con An Ngữ Thần. Chia tay càng lâu, thì nỗi nhớ với mẹ con họ ngày càng sâu sắc. Trương Dương cười nói, tiểu yêu cũng không phải là người thích hợp với làm ăn, có cô đứng ra là được rồi. Kiều Mộng Viện nói, số tôi còn may, may mà tiểu yêu tin tưởng tôi như vậy, nếu là người khác giao hết tiền cho tôi, mà chẳng hỏi han việc gì cả, đây đúng là việc không thể xảy ra. Trương Dương nói, hợp tác làm ăn thì phải tin nhau là đúng rồi. Nói đến đây, hắn đột nhiên nhớ tới chuyện của Kiều Bằng Cử, Mộng Viện, anh cô có phải là hợp tác làm ăn với một thương nhân hồng kông tên là ông lương vũ không kiều mộng viện trầm chậm, chậm gật đầu nói đúng vậy họ ở hải nam cùng hợp tác làm về bất động sản có điều sau khi hạng mục đó hoàn thành họ đã tách nhau ra rồi trương dương ừng một tiếng kiều mộng viện nói tiếp trương dương có phải anh có điều gì muốn nói không trương dương nói lần này trần thiệu bân trở về đã dẫn không ít tiền nghe nói là để đầu tư cho thương nhân hồng kông ông lương vũ kia anh ấy còn nói anh của cô cũng có phần trong đó nữa. Kiều Mộng Viện nói, "Việc này tôi không rõ lắm, anh tôi cũng không nói cho tôi biết việc làm ăn của anh ấy." Trương Dương nói, "Tôi nghe thấy họ nói về việc này và tôi cho rằng việc này đúng là có ý gây tổn hại đến quốc gia." Kiều Mộng Viện là một người thông minh, cô ngay lập tức hiểu được những ngụ ý trong lời của Trương Dương, cô nói nhẹ nhàng, "Anh lo lắng rằng anh tôi sẽ tham dự vào chuyện này ư?" Trương Dương nói, "Tôi không hiểu gì về việc làm ăn nhưng tôi luôn cảm thấy rằng việc này không thỏa đáng lắm tôi cũng không thể nói được ra rốt cuộc chỗ nào không đúng kiều mộng viện cười điềm đạm trương dương tôi hiểu ý của anh đợi khi tôi gặp anh tôi sẽ hỏi cho đàng hoàng trương dương gật đầu không hiểu tại sao mấy ngày trước khi trần thiệu bân quay về đông giang đã mang đến cho hắn một cảm giác bất an mỗi lần nhớ lại chuyện này hắn đều cảm thấy lo lắng cho trần thiệu bân với kinh nghiệm của trần thiệu bân chắc chắn không thể nào so bì được với kiều bằng cử càng huống hồ ở đằng sau gã còn có một nhân vật khó hiểu là ông Lương Vũ. Trương Dương nói những lời này, hoàn toàn là sự lo lắng cho một người bạn, hắn luôn cho rằng Trần Thiệu Bân là bạn của hắn, còn về Kiều Bằng Cử, mặc dù quan hệ giữa hai người từ trước đến giờ khá tốt, nhưng chưa đến mức có thể gọi là bạn bè. Kiều Mộng Viện xem ra không muốn thảo luận nhiều về việc này, cô chuyển chủ đề Trương Dương, tôi còn quên chưa chúc mừng anh, số tiền 8 tỷ chiêu thương đã hoàn thành trong thời gian chưa đến 4 tháng, nhìn khắp cả tỉnh bình hải người có thể làm được việc này cũng chỉ có một mình anh thôi tưởng đại quan biểu lộ ra sự khiêm nhường khó thấy hắn cười nói một là dựa vào sự giúp đỡ của bản thân hai là vì tôi khá may mắn giờ đây tập đoàn trung thị đã xây dựng trường quay ngoại cảnh bên bờ hồ thu hà thật sự đều đã khảo sát rất lâu rồi chỉ là vừa vặn làm đúng vào lúc tôi đến khu đô thị mới thôi nên tôi đã lấy được thành tích kiều mộng viện cười nói hay đấy giờ đây anh biết cách khiêm nhường rồi Trương Dương nói, tôi luôn khiêm nhường từ trước đến giờ mà. Tôi đâu có thấy vậy? Trương Dương nói, tôi luôn cho rằng khiêm tốn cũng là một loại giả tạo, nhưng với cô, tôi luôn sống thật lòng, chưa bao giờ giả tạo hết. Kiều Mộng Viện nghe nóng cả tai, cô ngước đôi mắt, gặp đúng ánh mắt nóng bỏng của Trương đại quan, ngay lập tức tim cô đập thình thịch, Kiều Mộng Viện nói, xin anh đừng dùng ánh mắt đó để nhìn tôi nữa. Sao thế? Tôi cảm thấy anh chẳng có ý gì tốt đẹp. Trương đại quan cười nói, nói đúng rồi đấy, quả thực là chẳng có ý gì tốt đẹp hết. Nói đến đây hắn dừng lời, vì đã nghe thấy tiếng mở cửa ở bên ngoài, bí thư kiều về Fruit, dù là trương đại quan có phóng túng đến mấy thì cũng không dám có ý đổ với con gái của bí thư kiều ngay tại nhà ông ta, dù là một con sói già thật sự, giờ đây hắn cũng phải giấu cái đuôi sói đi, kiều mộng viện cười với trương dương, ý là tôi không sợ anh, cha tôi về rồi. Trương Dương thấy cô yêu Kiều như vậy, trong lòng nóng như lửa đốt, đột nhiên cảm thấy một sự dũng cảm vô cùng, không vào hang hổ không bắt được hổ con, chúng ta là đảng viên, càng phải xông pha vào nơi gian khó. Khi tiếng cười của bí thư Kiều vang lên ở ngoài phòng khách, ngay lập tức, những suy nghĩ gian tà vừa rồi của Trương Dương bay đi đâu mất, tên này cười ra đón, không ngờ hắn nhận tập công văn của bí thư Kiều còn trước cả Kiều Mộng viện, bí thư Kiều, ông về rồi. Kiều Trấn Lương gật gật đầu, Kiều Mộng viện giúp ông cởi áo khoác, Trương Dương, làm được đấy chứ gần đây mấy vị lãnh đạo ở Đông Giang đều khen cậu không ngớt đấy. Trương Dương nói, toàn bộ đều là có bí thư kiều chỉ rõ phương hướng, tôi từ trước đến giờ đều yêu cầu chính bản thân mình bằng tiêu chuẩn của môn sinh bí thư kiều, làm việc gì cũng dốc hết sức lực để làm tốt, sợ rằng nếu làm không tốt sẽ làm mất mặt ông. Kiều Trấn Lương cười ngày càng vui vẻ, tiểu tử này đang nịnh nọt một cách rõ ràng, làm cho người nghe vừa nghe đã nhận ra, nhưng lại cảm thấy rất thoải mái trong lòng, đương nhiên kiều trấn lương hiểu rằng trương dương không phải là cố tình nịnh nọt y hắn muốn làm cách này để khiến cho y vui vẻ mà thôi có điều khi lãnh đạo đã vui vẻ thì có nghĩa là anh đã nịnh nọt thành công chỉ có thể nói rằng cảnh giới của tiểu tử này đã cao hơn nhưng kiều mộng viện thì lại không chịu nổi nữa trương dương anh xem anh có lằng nhằng không chứ tôi nổi hết cả da gà lên rồi đây này trương dương nói đừng chứ nếu như thật sự nổi cả người da gà thì cô không gả cho ai được đâu Tên này thật là to gan, trước mặt bí thư Kiều mà lại buông lời chọc ghẹo tiểu thư nhà người ta. May mà bí thư Kiều rất thoải mái, không hề để ý đến lời đùa của Trương Dương mà còn phụ họa theo. Đúng thế, nếu không gả được cho ai thì biết làm thế nào. Kiều Mộng Viện nói, con vốn dĩ đâu có muốn lấy chồng chứ, sống một mình tự do tự tại biết bao nhiêu, con không muốn có thêm một người quản con đâu. Kiều Trấn Lương nhìn lên lầu rồi nói, mẹ con thế nào rồi? Kiều Mộng Viện nói, mẹ đang nghe Tam Bảo Đại Sư giảng kinh. Kiều Trấn Lương trao trao mày, hay thật, trước kia là đi chùa đốt hương, niệm kinh ở nhà, giờ lại còn mời cả hòa thượng đế nhà nữa, nếu để người khác nhìn thấy thì đúng là trò cười. chương 1200, chỉ uống ba chén một. Kiều Mộng Viện ngay lập tức đã cảm nhận thấy cha mình không vui vẻ từ những thay đổi nhỏ bé trong thái độ của ông, cô kéo tay cha ngồi xuống ghế sofa, rồi lại rót cho ông một cốc trà, Nhỏ nhẹ nói: "Cha à, gần đây mẹ tâm trạng không được vui, nhưng lại không muốn đi ra ngoài, vì vậy con mới nghĩ đến việc mời Tam Bảo Đại sư đến nhà để khuyên bảo mẹ vài câu." Kiều Trấn Lương nhìn sang Trương Dương, Trương đại quan thầm nói: "Hôm nay rõ ràng là làm việc tốt mà lại thành việc xấu, bí thư Kiều nhất định sẽ coi hắn là người lắm chuyện, những việc không nên làm cũng làm, giờ đây hắn chỉ có thể giả ngốc rồi." Trương đại quan ngồi ở đó không nói gì cả, dù sao thì còn có Kiều Mộng viện kia. Kiều Trấn Lượng là nhân vật thế nào chứ? Nhất Định y đã biết rằng việc này là do Trương Dương làm, tiểu tử này ai cũng quen, nhưng nếu dẫn một hòa thượng đến nhà y, có phải là không suy nghĩ kỹ không? Kiều Mộng Viện nói: "Cha à, là do con bảo Trương Dương giúp mời Tam Bảo Đại sư đến, Trương Dương còn bảo Tam Bảo Đại sư mặc quần áo của anh ấy lên người nữa, sợ người khác nhìn thấy có hòa thượng vào trong nhà mình, cha nói xem, có phải anh ấy nghĩ ngợi nhiều quá rồi không?" Kiều Mộng Viện nói năng rất khéo Kiều Trấn Lương nghe con gái nói vậy, ngay lập tức đã hiểu, cô đang giải thích cho Trương Dương, nhân tiện nói cho rõ chuyện này, nói rằng y không cần phải suy nghĩ quá nhiều. Y cười rồi nói, các con ấy à, bảo cha phải nói thế nào mới được đây. Kiều Mộng Viện nói, cha, đây chẳng phải là vì suy nghĩ cho mẹ sao, trong nhà mình, cha đừng nói về nguyên tắc đảng gì nữa, cha cứ mắt nhắm mắt mở không được sao. Kiều Trấn Lương cười nói, được được được, y uống một ngụm trà, rồi nói với trương dương trương dương buổi tối cùng ở lại ăn cơm với gia đình tôi đi trương dương lắc lắc đầu chút nữa tôi còn phải đưa tam bảo đại sư ra ngoài ăn chay kiều trấn lương không suy nghĩ đến chuyện này y không quen với tam bảo hòa thượng cũng không có ý định giữ hòa thượng ở lại nhà ăn cơm đây không phải là vì kiều trấn lương không nhiệt tình mà là y cảm thấy việc này quá ngượng ngập kiều trấn lương nói cha à chút nữa con sẽ đưa họ đến quán cơm chay thanh lâm để ăn cơm con đã đặt chỗ xong xuôi rồi Kiều Trấn Lương gật gật đầu, con gái y suy xét vấn đề vẫn chu đáo hơn. Trương Dương nhớ đến việc Tam Bảo Hòa thượng nhờ hắn, việc này thật ra bộ chỉ huy khu đô thị mới cũng đã từng phơ hoa, nhưng việc có thuốc phiện trong gỗ đã được tỉnh coi như là một vụ án lớn. Mặc dù Trương Dương là anh em với người phụ trách việc này, Khương Lượng, nhưng đề cập đến việc ông, Khương Lượng cũng làm rất chăm chỉ, nếu như theo đúng trình tự thì trong thời gian ngắn, Thu Hà tự không thể thuận lợi xây dựng tiếp. Hiện tại đang là một cơ hội thế là Trương Đại Quan nói chuyện này ra cho Kiều Trấn Lương biết. Kiều Trấn Lương nghe xong liền nói, có phải sự việc đã điều tra được rõ ràng rồi không? Trương Dương nói, tôi cũng không rõ nữa, chỉ là nghe thính tỉnh nói rằng việc này rất nghiêm trọng cần có thời gian để điều tra, vì vậy Thu Hà Tự cứ phải đình công như vậy. Việc xây dựng lại Thu Hà Tự là công trình trọng điểm của khu đô thị mới chúng ta, hơn nữa việc này còn liên quan đến quan hệ của nội địa và Đài Loan, vì thế tôi cảm thấy rằng nếu như ngừng việc xây dựng quá lâu, sẽ tạo thành ảnh hưởng không tốt. Kiều Trấn Lương làm việc rất nhanh chóng, ngay lập tức nhấc điện thoại gọi điện cho thính trưởng công an tỉnh Cao Trọng Hòa. Cao Trọng Hòa nghe Kiều Trấn Lương hỏi về chuyện này cũng cảm thấy rất kỳ lạ, bí thư tỉnh ủy bắt đầu quan tâm đến những việc nhỏ này từ bao giờ vậy. Kiều Trấn Lương thuật lại một lần nữa những điều Trương Dương vừa nói, cuối cùng tổng kết tôi thấy việc này cũng không thể cứ kéo như vậy được, xảy ra việc thì phải giải quyết ngay, đã chứng minh được những đệ tử Phật môn không có bất cứ quan hệ gì với vụ án bán ma túy này thì phải trả lại sự trong sạch cho người ta để người ta nhanh chóng xây dựng tiếp dù là các anh vẫn chưa điều tra ra rõ ràng vụ án này nhưng các anh cũng có thể phái người đến hiện trường thi công để kiểm tra mà Bí thư Kiều nói xong liền cúp máy Trương Dương cười hì hì nhìn Kiều chấn lương nhất định việc này sẽ thành công chỉ cần Bí thư Kiều có lời Cao Trọng Hòa đương nhiên không dám không nghe ngày mai có lẽ sẽ có thể hồi phục lại bình thường rồi. Tam Bảo Hòa thượng đã giảng một tiếng rưỡi về kinh Phật cho Mạnh Truyền Mỹ, lúc này cũng đã đi ra từ trong Phật đường, Mạnh Truyền Mỹ còn đích thân đưa gã xuống dưới, điều này với Mạnh Truyền Mỹ mà nói rất ít thấy, Kiều Trấn Lương cũng quay ra nhìn Tam Bảo, xem ra hòa thượng này cũng có chút bản lĩnh. Mặc dù Hòa thượng Tam Bảo biết rằng Kiều Trấn Lương là bí thư tỉnh ủy, nhưng trước mặt Mạnh Truyền Mỹ cũng thể hiện ra không để ý, đầu óc tên này rất linh hoạt, Trương Dương mời gã đến đây với tư cách là một cao tăng tinh thông Phật pháp nếu như gã nhìn thấy người nhà kiều ra mà lại tỏ vẻ lỗ mãng, nhất định người ta sẽ xem thường. đó gọi là tự hủy hoại hình tượng cá nhân. Tam Bảo thông minh như vậy, đương nhiên sẽ không làm việc đó. Tam Bảo hòa thượng chắp hai tay với Kiều Trấn Lương, mồm đọc Phật hiệu, thái độ hòa nhã, giống như một cao tăng vậy. Kiều Trấn Lương cũng rất khách sáo, đại sư thật vất vả rồi. Tam Bảo hòa thượng nói, bất cứ việc gì trên thế gian này với người xuất gia chúng tôi đều là một lần tu hành, có gì mà khổ chứ? gã mỉm cười cáo từ. Trương Dương đưa gã đến cửa, không quên đội chiếc mũ lên đầu chọc của gã. Kiều Trấn Lương nhìn cảnh trước mắt cảm thấy Trương Dương hơi quá đáng, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, làm như vậy cũng cần thiết. Y thấp giọng nói với Kiều Mộng Viện, cần gì phải phiền toái vậy, bảo Trương Dương trực tiếp lái xe đến bãi đỗ xe của chúng ta là được rồi mà. Kiều Mộng Viện cười nói, anh ta đâu nghĩ được nhiều điều như vậy. Kiều Trấn Lương nói, những gì cậu ta nghĩ chưa chắc đã ít hơn con đâu. Quán cơm chay Thanh Lâm là một trong những quán cơm chay nổi tiếng ở Đông Giang, nằm ở bên ngoài Bảo Nghiêm tự, ở đây thường có tăng nhân lui đến, vì vậy, Trương Dương và Kiều Mộng Viện đưa Tam Bảo Hòa thượng đến đây ăn cơm không có gì quá nổi bật. Khi Tam Bảo xuống xe, đã tháo toàn bộ đồ ngụy trang ra, nếu như Kiều Mộng Viện không có mặt ở đó, gã đã buông lời trách móc từ lâu rồi. Ba người đến gian phòng đã đặt từ trước, Kiều Mộng Viện để cảm ơn Tam Bảo Hòa thượng đến nhà giúp đỡ, đã chọn rất nhiều món ăn đặc sắc. Trương Dương vừa nhìn thấy thực đơn, mặc dù đây là quán ăn chay, nhưng thức ăn đều không rẻ chút nào. Tam Bảo Hòa thượng cười nói, tổng giám đốc Kiều khách sáo quá. Tên này vừa rời khỏi Kiều ra, tục khí đã lộ ra ngay rồi. Kiều Mộng Viện cười nói, đại sư, anh mới là khách sáo, thật ra những thứ tôi gọi đều là thứ tôi thích ăn cả thôi, anh thử xem thực đơn đi, anh thích món nào thì chọn món đó. Tam Bảo nói, người xuất gia không để ý đến thức ăn với chúng tôi thức ăn ngon cũng là một loại kỳ trương dương nói thôi anh đừng ăn nữa vậy tôi cho anh mấy tệ bắt xe về rồi anh tự nấu mì ăn tam bảo hòa thượng nhìn bàn đầy thức ăn rồi nói phật tổ đã dùng thức ăn ngon để thử thách tôi thì bần tăng chỉ có thể chấp nhận thử thách rồi làm sao có thể làm con rùa rụt đầu được chứ trương dương cười ha ha hắn xách chai rượu đến ở đây không hạn chế khách uống rượu nhưng những người tăng nhân ở đây không dùng rượu trương dương rót cho kiều mộng viện một chén rồi lại cố ý mời Tam bảo anh có dám uống một chút không. Kiều Mộng Viện nhìn Trương Dương đầy trách cứ, coi hành vi của hắn là một sự bất kính với Tam Bảo, nhưng Tam Bảo lại chẳng để ý, giờ ba ngón tay ra rồi nói chỉ uống ba chén. Trương Dương cầm một cái cốc thủy tinh lớn, rồi rót đầy cốc, đặt trước mặt Tam Bảo, cốc này có đến hai lạng. Tam Bảo nói, rượu thịt đi qua ruột, Phật tổ ở trong lòng, tôi không ăn thịt, nhưng vẫn uống chút rượu, chủ nhiệm Trương, cảm ơn sự chăm sóc của anh từ trước đến giờ, Tam Bảo cạn trước kính anh. Tam Bảo cầm cốc rượu lên, rồi ngừng cổ uống một hơi sạch bong, lần này không chỉ kiều mộng viện ngớ người, mà ngay cả trương đại quan cũng bị chấn động. Người ta không chỉ biết uống, mà còn uống được, hơn nữa tử lượng còn không phải thuộc hạng bình thường, sau khi uống một cốc thủy tinh lớn. Tam bảo hòa thượng chẹp chẹp miệng rồi nói, cũng chỉ có quan chức chính phủ các anh mới có thể tìm được rượu mau đài thật, trên thị trường lắm rượu giả quá, Kiều Mộng Viện dùng đầu gối đẩy đẩy chân Trương Dương, một người hòa thượng thế này đây là lần đầu tiên cô gặp, thật ra cô quen Tam Bảo cũng không phải mới, nhưng cô không hề hiểu gì về Tam Bảo. Trương Dương thì chẳng thấy lạ gì nữa, sau khi ngạc nhiên lúc đầu hắn đã hoàn toàn bình tĩnh lại, tên Tam Bảo này là một người kỳ lạ, bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra trên người gã. Trương Dương ngừng cổ nốc cạn chén rượu, rồi cười nói Tam Bảo ơi là Tam Bảo, anh không cai rượu sao? hắn vừa nói vừa giọt cho tam bảo một gốc đầy nữa tam bảo nói tôi từ nhỏ đã quy y cửa phật tuân hành phật môn cai rượu nhưng sau này tôi phát hiện ra luật cấm của phật môn hàng nghìn năm đều không thay đổi gì nhưng thời đại lại không ngừng thay đổi chúng tôi lại cứ đứng ở một chỗ kiều mộng viện nói phật môn là nơi thanh tịnh những phàm tục bên ngoài không nên ảnh hưởng đến các anh tam bảo nói con người sống trong tục thế dù là tu luyện thế nào cũng không thể có ai làm được việc vứt tất cả mọi thứ đi được, thử hỏi xem, một tăng nhân có thể làm được không nhìn, không nghe, không hỏi, không để ý không?" Trương Dương nói, người khác thì tôi không biết, nhưng anh thì nhất định không thể làm được." Tam Bảo nói, chẳng ai làm được cả, dù là có người gần như làm được điều đó cũng chỉ là giả vờ làm được mà thôi, chỉ là tự giả vờ mà thôi. Khi tôi ở Nam Lâm Tự, đã từng trải qua những ngày tháng thảm đạm nhất trương dương nói hình như không đến nỗi vậy mà những năm bảy mấy còn thảm hại hơn giờ nhiều tam bảo nói lúc đó trong chùa không có tăng nhân nào cả tôi là nói về thời kỳ sau cách mạng văn hóa gã ăn thức ăn uống rượu rồi chậm rãi nói sau này vì có chủ nhiệm trương đến phát hiện ra địa cung và phật tổ xá lợi nam lâm tự đã trải qua quá trình từ lụi bại đến hưng thịnh trong quá trình này tôi đã nhận ra rất nhiều thế tình trương đại quan cảm giác được từ lời của tam bảo dù là làm hòa thượng cũng không đơn giản như vậy. Tam Bảo nói, chùa cũng cần dựa vào kinh doanh để giữ được vận hành, phương trượng phái tôi phụ trách việc này, đương nhiên tôi cần phải qua lại với rất nhiều loại người. Tôi bắt đầu học uống rượu từ khi đó, tôi chẳng hứng thú gì với việc uống rượu, nhưng tôi bẩm sinh có tử lượng rất lớn, uống bao nhiêu cũng không biết say. Nói đến đây, gã uống hết cốc thứ ba, Trương Dương muốn rót nữa, nhưng dù thế nào gã cũng không uống. Buổi tối, Trương Dương đưa Tam Bảo về hiện trường thi công thu hà tự, Tam Bảo thở dài nói, chủ nhiệm Trương, thật ra có một việc từ trước đến giờ tôi không nói với anh. Trương Dương nói, là bí mật sao? Tam Bảo gật đầu nói, tôi chọn lựa đến Đông Giang, là vì tôi đã gặp phải phiền toái ở Nam Lâm Tự. Trương Dương nói, nói ra tôi nghe xem. Tam Bảo lại thở dài rồi nói, những hạng mục trong chùa xảy ra chút vấn đề, sau khi tôi phát hiện ra, liền ngầm đi điều tra, phát hiện phương trưởng đã dở trò nhưng điều không hay là, việc tôi điều tra ông ta lại bị phương trưởng phát hiện, vì vậy ông ta dìm tôi ở khắp các mặt, từ đó tôi đã cảm thấy không còn hy vọng gì nữa, nên mới. Audio điện tử võ tấn bền Hết chương 1200